các ngươi nói, cuộc thi đấu khiêu chiến này thật sẽ bình an vô sự tiếp tục 3 tháng sao? Sẽ có hoàng đạo mưu đồ bí mật tập kích hay không? Cũng không đến mức đó, đều là hoàng tộc hoàng đạo, là chủ nhân các địa vực, đây cũng là một sự kiện lớn khiến toàn Thương Huyền chú ý, bọn hắn vẫn cần mặt mũi. Có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, mấu chốt ở chỗ Xí Thiên Giới có thể uy hiếp mạnh bao nhiêu. Nếu như Xí Thiên Giới uy hiếp không đủ, cuộc thi đấu khiêu chiến này vô cùng có khả năng diễn biến hỗn chiến càng lớn. Khi vạn đạo thần giáo đến, các phương lại nghị luận dậy sóng, lại lần nữa kịch liệt, sòng bạc, gào khóc đòi ăn, trong thành mới cũng bởi vậy mà bắt đầu vòng đặt cược đầu tiên. Cược chính là Khương Phàm có thể vượt qua vạn đạo thần giáo cùng cổ hoa di bộ liên hợp báo thù hay không. Ngày 20 tháng 12 trở lên, Chí Tôn Kim Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Hỗn Độn Tử Phủ liên tiếp đến. Nhưng, nằm ngoài dự tính chính là, ba bên này vậy mà lại công khai biểu thị không tham dự khiêu chiến, chỉ là tới chứng kiến, lập tức rước lấy rất nhiều người vây xem thổn thức đùa cợt. Nhưng Cửu Lê Thần Cung, Đại Quang Mang Thần Điện và các hoàng đạo đến, để người vây xem lâm vào oanh động. Mọi người vội vàng muốn biết những hoàng đạo này sẽ điều động cường giả nào xuất chiến. Không hề nghi ngờ chính là, người sắp ứng chiến khẳng định là đỉnh cấp cường giả của bọn hắn, không phải cao giai niết bàn thì chính là bán thánh, không phải thánh linh thiên phẩm thì chính là thánh vương thiên phẩm, hơn nữa còn có các loại vũ khí chấn tộc. Đây là săn giết Khương Phàm, cơ hội tuyệt hảo giải quyết nguy cơ đến từ vạn thế thần triều, bọn hắn tự nhiên đều sẽ toàn lực ứng phó. Mà khi tất cả hoàng đạo đến, giữa lẫn nhau cũng đã bắt đầu bí mật liên hệ. Ngày 28 tháng 12, Thái Cổ Thần Miếu giáng lâm. Cho tới bây giờ, quần chúng tụ tập ở chỗ này đã đạt đến số lượng cả thế gian hiếm thấy, là mấy triệu người, giống như mênh mông sóng biển dâng cao bao phủ lấy vết nứt hẻm núi, rừng rậm núi cao rộng lớn, cũng trải rộng bầu trời tầng mây. Tràng diện ô áp, mênh mông cùng rung động đến cực điểm. Đại trưởng lão Thái Cổ Thần Miếu nói, Khương Phàm có vũ khí có thể ảnh hưởng đến cảnh giới, cho nên không cần vọng tưởng dùng cảnh giới áp chế hắn, chỉ có thể bằng vào vũ khí cùng võ pháp đối kháng. Hắn có thể áp chế cảnh giới, nhưng ép không được cơ thể, niết bàn cảnh cửu trọng thiên thậm chí bán thánh đều vẫn có ưu thế tự nhiên. Hình phù đồ nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, hít sâu lấy không khí giữa đất trời, cảm nhận bầu không khí đại chiến tiến đến sao động. Hắn ưa thích loại khiêu chiến này. Cũng chỉ có nơi này mới có thể để cho tất cả mọi người biết thực lực thật sự của hình phù đồ hắn, chứng kiến thời khắc huy hoàng hắn ngược sát Khương Phàm. Nếu Khương Phàm dám tiếp nhận khiêu chiến sinh tử ở trước mặt toàn Thương Huyền, hẳn là có nắm chắc. Ngài không thể là người đầu tiên đăng tràng. Miếu chủ tự mình nhắc nhở, thật sợ hình phù đồ sốt ruột báo thù, sẽ lên đài khiêu chiến đầu tiên. Đại trưởng lão cũng nói, trước hết hãy để cho cổ hoa cùng vạn đạo nơi đó thăm dò kỹ, bọn hắn sốt ruột báo thù, khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, hẳn là có thể bức tình huống thật của Khương Phàm đi ra. Hình phù đồ khẽ nhíu mày. Không nên coi thường cổ hoa cùng vạn đạo, bọn hắn không thể nào chịu chết uổng, trải đường cho người khác. Hoặc là, bọn hắn sẽ chờ cơ hội lại đăng tràng, hoặc là, bọn hắn có nắm chắc trận đầu tất sát Khương Phàm. Vẫn không cần phiền toái, ta sẽ là người đầu tiên lên đài, là người đầu tiên tuyệt sát Khương Phàm. Hình phù đồ muốn chính là rung động, mà không phải nhặt tiện nghi từ người khác. Chỉ có là người đầu tiên lên đài, mới có thể hiển lộ rõ ràng hắn có thực lực có thể áp chế Khương Phàm tuyệt đối. Sắc mặt miếu chủ trầm xuống, không thể không cảnh cáo nói. Chừng nào ngài lên đài là do ta quyết định, đây là mệnh lệnh lão tổ. Hình phù đồ tới, trước mắt đã là Thánh Vương thiên phẩm thứ 5. Đông Hoàng Như Ảnh sau khi nhận được tin tức liền nhảy vọt lên, nhìn ra phương Nam. Cảnh giới hình phù đồ cũng không đủ sao, lấy thực lực mà Khương Phàm bày ra. Người mà tất cả hoàng tộc hoàng đạo phái ra thấp nhất đều phải là niết bàn cảnh thất trọng thiên. Đông Hoàng Như Yên tới đã 6 ngày, nhưng tâm tình kích động đến bây giờ còn không có bình phục. Loại tràng diện tập kết toàn diện hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền này thật sự là cả thế gian hiếm thấy, cũng chỉ có Khương Phàm mới có thể có lực hiệu triệu như thế. Thái Tuế hình phù đồ, trước sau trải qua 7 lần trùng sinh, mỗi lần trùng sinh đều giống như một loại biến đổi, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ chỉ có một kẻ là hắn. Cảnh giới của hắn không thể dùng lẽ thường đối đãi. Hắn đã yên lặng một năm, thời gian một năm này đầy đủ để hắn thực hiện trưởng thành cùng đột phá mà chúng ta không tưởng tượng được. Khương Phàm muốn sống đi khỏi Đại La Sơn, hình phù đồ không thể nghi ngờ chính là đối thủ nguy hiểm nhất.
Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận nghiên cứu qua 6 thế trước của hình phù đồ, mỗi một lần lại có một cảm giác, sinh vật đặc thù như thế này không nên xuất hiện trên thế giới. Mặc dù Khương Phàm hai lần đánh bại hình phù đồ tại Thượng Thương, nhưng đều là có hoàn cảnh, nhân tố đặc biệt. Lần này nếu như hình phù đồ toàn lực ứng phó, thế tất trở thành đối thủ lớn nhất của Khương Phàm. Đông Hoàng Như Yên nói. Muốn nói nguy hiểm, muội cảm giác tất cả những người leo lên Đại La Sơn đều sẽ rất nguy hiểm. Đây cũng không phải là luận võ luận bàn bình thường chúng ta hay nhìn thấy kia, cũng không phải tranh đấu sinh tử chiến tàn nhẫn, mà là hoàng tộc hoàng đạo liên hợp vây bắt. Mỗi người leo lên Đại La Sơn đều là tinh anh của bọn hắn, đã trải qua 5 tháng tỉ mỉ chuẩn bị, có lòng tin giết được Khương Phàm. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, mặc dù rất chờ mong tranh đấu liều mạng đặc sắc, nhưng thật sự không coi trọng Khương Phàm. Xác thực mà nói, nàng không coi trọng quy tắc tranh tài. Cho tới bây giờ là đã có 5 vị thánh vương thiên phẩm. Bọn hắn đều là thiên kiêu hoàng đạo đăng lâm thiên khải, hẳn là không nghĩ đến muốn ở hạ giới tác chiến. Không biết cuối cùng sẽ có mấy người leo lên Đại La Sơn, lại sẽ có mấy người chiến tử ở trước mặt Khương Phàm. Đông Hoàng Như Yên thân ở hoàng đạo, biết rõ thánh vương thiên phẩm cường hãn. Cho dù là hoàng đạo cũng không thể cam đoan mỗi đời đều có thể sinh ra một người, trăm năm một người đã xem như may mắn. Xác suất như thế, nhất định là thánh vương thiên phẩm không giống bình thường, cũng là hy vọng để tất cả hoàng đạo tiếp tục xưng bá một phương. Nhưng tương tự đều sẽ nhận bảo hộ nghiêm mật. Không phải bí mật bồi dưỡng ở hạ giới thì chính là đến thiên khải chinh chiến tạo nên, cực ít sẽ chủ động phóng tới trên lôi tràng trực diện nguy hiểm, không phải sống chính là chết, như thế này. Cũng chính là bởi vì như thế, tiếp theo những thời khắc đặc sắc tuyệt luân tại Đại La Sơn này, cũng sẽ được ghi vào sử sách. Đông Hoàng Như Ảnh quan sát Xích Chi Đại Liệt Cốc ồn ào náo nhiệt. Vạn Đạo Thần Giáo, Sở Phong Trần, Cửu Lê Thần Cung, Lệ Tuyệt Ngấn, Phù Tang Thần Cung, Kim Ô Chân Quân. Đại Quang Mang Thần Điện, Bùi Thiên Cảnh, Thái Cổ Thần Miếu, Hình Phù Đồ, trước mắt đã biết liền 5 người này. Không biết các hoàng đạo khác có bỏ được để đẩy Thánh Vương Thiên Phẩm của bọn hắn ra hay không? Còn 2 ngày cuối cùng, không biết Khương Phàm chuẩn bị thế nào? Đông Hoàng Như Yên đột nhiên ôm lấy hai tay, đôi mắt đẹp tỏa sáng. Nếu như Khương Phàm thật sự có thể kiên trì nổi, tương đương với tuyên cáo thiên hạ, hắn chính là thiên mệnh chân chủ. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu cười khẽ. Khương Phàm muốn hẳn là loại tư thế này, nhưng muốn thực hiện, hắn thật cần liều mạng lại liều mạng. Tối hôm đó, bầu trời đông bộ xuất hiện cường quang, xua tan đêm tối, oanh động dãy núi. Trận thế thật to, đây lại là ai tới? Man hoang chiến tộc, hay là Xích Thiên Thần Triều? Bây giờ chỉ thiếu 2 phe hoàng đạo bọn họ. Hẳn không phải là bọn họ, man hoang chiến tộc hẳn là sẽ vượt qua vũ trụ giáng lâm. Xích Thiên Thần Triều hẳn là càng đại trận hơn thế. Tại lúc các phương nghị luận, đội ngũ giáng lâm tại phía đông rốt cuộc cũng hiển hiện chân thân. Là Thánh Địa Tổ Sơn. Thánh Địa đều đến tham gia náo nhiệt sao? Lại có Thánh Uy, chẳng lẽ là người trấn thủ Tổ Sơn, Diêu Khải Minh? Bọn hắn chỉ đến xem náo nhiệt, hay là có sứ mệnh đặc thù gì? Biển người tụ tập tại phía đông đã xác định thân phận của người đến trước hết nhất. Tiếp đó sẽ làm công việc đang gian dở, không tiếp tục để ý. Bây giờ bọn hắn nóng lòng nhất vẫn là thảo luận chiến thuật phối hợp giữa tất cả các hoàng tộc hoàng đạo, cùng người được chọn đăng lâm Đại La Sơn, đối với người đến xem náo nhiệt khác không có hứng thú gì. Nhưng, thời điểm để bọn hắn ngoài ý muốn, hoàng tộc hoàng đạo tụ tập đông bộ lại liên tiếp xuất hiện, thậm chí trực tiếp bay lên không, tự mình nghênh đón Tổ Sơn. Cũng không phải cho Tổ Sơn mặt mũi. Mà là khi ý thức của bọn hắn đảo qua chi đội ngũ này lại đã nhận ra 2 loại thánh uy. Tổ Sơn lại có 2 vị thánh linh. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Mặc dù bọn hắn cần lực lượng đặc biệt là Tổ Sơn này, nhưng lại không nguyện ý để Tổ Sơn trở nên cường đại. Đội ngũ Tổ Sơn mang theo thanh thế to lớn, nương theo cường quang vạn trượng, giống như mặt trời đang rơi xuống trong thành mới Đông Bắc Bộ. Cái này có chút không phù hợp phong cách hành sự của Tổ Sơn. Nhưng bọn người Diêu Khải Minh đều rất bất đắc dĩ, bởi vì trong đội ngũ có một bà nương, nhất định phải làm cho đặc sắc. Chúc mừng vô hồi thánh chủ, tiến đến thánh linh cảnh. Phó giáo chủ của Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Hoa Thanh dẫn đầu xuất hiện nghênh đón, đơn giản cười nói, nhanh chóng oanh động toàn thành. Thánh linh cảnh, tôn chủ điên của Liên minh Nam Bộ kia lên thánh linh rồi. Ông trời ơi, Liên minh Thánh Địa lại có 2 vị thánh linh.
không phải thánh địa Thương Huyền chỉ có tổ sơn có thể tạo nên thánh linh sao? Liên minh Nam Bộ lấy ở đâu ra tài nguyên? Ngốc thật, chính là Khương Phàm đấy. Khương Phàm vơ vét nhiều tài nguyên thượng từ thương như vậy, chẳng lẽ sẽ quên ân sư của hắn? Chỉ là, cái này có chút quá mức, trực tiếp cho đẩy lên thánh linh. Ông trời ơi, muốn tiến đến thánh linh, trước tiên phải biến đổi linh văn, rốt cuộc Khương Phàm đã cho Vô Hồi Thánh Chủ bảo bối gì, lại có thể làm cho thánh phẩm tiến đến thiên phẩm. Đúng vậy, thánh phẩm tiến đến thiên phẩm, cả thế gian hiếm thấy, cho dù là hoàng đạo đều làm không được, đây là cần cực kỳ tuyệt thế linh bảo đặc thù. Khương Phàm thật hào khí, đây là báo đáp ân sư sao? Đây quả thực coi Vô Hồi Thánh Chủ là mẫu thân ruột mà. Đám người bạo động, Vô Hồi Thánh Chủ thiên hạ đều biết, đây là Thánh Chủ không có thanh danh. Đương nhiên, mọi người biết nàng vẫn là bởi vì nàng nhanh nhẹn dũng mãnh, mạnh mẽ, cùng thân phận là ân sư của Khương Phàm. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, nàng lại biến đổi linh văn, còn bước lên thiên phẩm. Vô Hồi Thánh Chủ từ bên trên thiết long cổ thụ xuống tới, gót sen uyển chuyển, xinh đẹp yêu kiều, áo bào lộng lẫy lộ ra khí tức ung dung tôn quý. Hoa Thanh giáo chủ khách khí, may mắn mà có đồ đệ bảo bối kia của ta, nhất định phải cho ta xương sống của Thái Võ Nhân Hoàng. Vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng, tuy nhiên bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Xương sống Thái Võ Nhân Hoàng. Biển người đang tụ tập ở xung quanh lần nữa oanh động, rất nhiều người suýt chút nữa té ở trên mặt đất. Những hoàng tộc hoàng đạo khác đều hít vào từng ngụm khí lạnh, Khương Phàm thật hiếu thuận, trực tiếp dâng tặng xương cột sống cổ hoàng cho Vô Hồi Thánh Chủ dung nhập rồi. Trách không được có thể biến đổi linh văn. Xương sống của Thái Võ Nhân Hoàng, nếu như tỉ mỉ bồi dưỡng, tiềm lực tương lai khó mà đánh giá được. Diêu Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhất định phải nói đi ra sao. Bà nương này là cố ý khoe khoang. Rất nhiều cường giả đều toát ra ánh mắt tham lam, nóng rát tiếp cận Vô Hồi Thánh Chủ. Nhưng, nghĩ đến vấn đề thân phận của Vô Hồi Thánh Chủ đều yên lặng từ bỏ. Với trước mắt mà nói, còn không có ai dám chạy đến trong thánh địa hủy đi xương cốt tôn chủ. Càng phải chúc mừng Vô Hồi Thánh Chủ. Đông Hoàng Hoa Thanh đều hâm mộ, lịch sử nhân tộc trăm vạn năm, sinh ra nhân hoàng phải lấy hàng ngàn mà tính, nhưng chân chính lưu danh sử sách lại lác đác không có mấy. Thái Võ Nhân Hoàng có thể được thế nhân biết rõ, đủ để tưởng tượng địa vị cùng thực lực đã từng có, di cốt như thế này nếu có thể một lần nữa tỏa ra sự sống ở trên thân hậu nhân, sinh ra tiềm lực khó mà đánh giá. Vậy mà Khương Phàm lại không có tự mình dung hợp, mà là giao cho Vô Hồi Thánh Chủ, không thể không khiến người ta rung động. Vô Hồi Thánh Chủ tùy ý xua tay, bất đắc dĩ nói. Không có gì để hâm mộ cả, thực lực mạnh, trách nhiệm liền lớn, nhất là ở trong loại liên minh thánh địa chúng ta nơi này. Ai, Diêu Trấn Thủ chúng ta đã già, theo lý mà nói 30 năm trước liền nên thoái vị, chỉ là một mực không có thích hợp người kế nhiệm, chỉ có thể kéo dài đến bây giờ. Đột nhiên xuất hiện một phen ám chỉ để Diêu Khải Minh không có chút chuẩn bị nào liền sặc đến ho khan ngay tại chỗ. Thoái vị. Ta nói qua muốn thoái vị sao? Loại lời này là thể nói ra tới dưới trường hợp này sao? Cái này cùng trực tiếp thông cáo khác nhau ở chỗ nào? Phố dài an tĩnh, tất cả mọi người trực nhìn Vô Hồi Thánh Chủ. Tại nơi đặc biệt có cường tộc toàn Thương Huyền tụ tập này, tại thời khắc Chí Tôn Hoàng Đạo đang trực tiếp nói chuyện này, vậy mà lại ám chỉ Diêu Khải Minh thoái vị, Vô Hồi Thánh Chủ nàng muốn kế vị. Đây là đang sớm đánh ra tiếng muốn chiếu cố, bắt đầu chuẩn bị thanh thế dư luận sao? Đông Hoàng Hoa Thanh đều nhìn chằm chằm Vô Hồi Thánh Chủ. Diêu Khải Minh xác thực hẳn là nên thoái vị tại 30 năm trước, chỉ là bởi vì thiên phẩm linh văn của tứ đại thánh địa trung ương chậm chạp không có đạt tới yêu cầu cạnh tranh, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Mà dựa theo quy củ Tổ Sơn, nếu như liên minh thánh địa sinh ra thánh linh mới, liền có tư cách hoàn thành tiếp nhận thuận vị. Chẳng lẽ nói, Vô Hồi Thánh Chủ muốn tiếp quản Tổ Sơn rồi? Đây chính là mục đích Tổ Sơn đến đây Đại La Sơn sao? Khụ khụ. Diêu Khải Minh lên tiếng ho khan, muốn đích thân ra mặt giải thích, Vô Hồi Thánh Chủ đã vượt lên trước một bước, nói. Bây giờ là cục diện gì, làm phiền Hoa Thanh giáo chủ giới thiệu cho chúng ta. Khụ khụ. Diêu Khải Minh lại lần nữa ho khan, nghiêm nghị nghiêm túc, nhất định phải nói đi ra, Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu lại nói. Diêu Trấn Thủ, đều nói thân thể ngài không được cũng đừng có tới, ngài xem một chút, nhiễm phong hàn, già rồi lại ho khan. Đi về nghỉ ngơi đi,
chuyện Tổ Sơn cứ để ta xử lý, người trong nhà đừng nói cảm ơn, hẳn là chuyện ta nên làm. Kỷ nguyên năm thứ 10 ngày 30 tháng 12, hai nhân vật chính sau cùng của 12 hoàng đạo thương huyền là Xích Thiên Thần Triều cùng Man Hoang chiến tộc lần lượt đến Đại La Sơn. Dẫn đội Xích Thiên Thần Triều không phải nhân hoàng đương thời, mà là nhân hoàng ngàn năm trước, Chu Diễm. Tin tức này nhanh chóng dẫn nổ Xích Chi Đại Liệt Cốc đã đầy đủ náo nhiệt. Cút mắc ân oán liên quan tới ba người Chu Diễm, Khương Phàm, Thiên Hậu, cũng theo một ít ngôn luận hoàng đạo, gây nên oanh động kéo dài. Chu Diễm thức tỉnh và đích thân tới để rất nhiều người đương nhiên cho rằng hắn chính là đang chờ đợi Khương Phàm cùng Thiên Hậu luân hồi trùng sinh, Xích Thiên Thần Triều cũng nhất định muốn khiêu chiến Khương Phàm tại Đại La Sơn. Chỉ là không biết lại phái ai xuất chiến, như bố trí chiến thuật thế nào. Man Hoang chiến tộc đến thì để bầu không khí giữa các hoàng đạo thoáng khẩn trương, dù sao giữa bọn hắn cũng vừa mới bộc phát qua ác chiến sinh tử, Man Hoang chiến tộc bởi vậy mà đại thương nguyên khí. Nhất là hao tổn thực lực tầng cao nhất là Thánh Hoàng cùng Thánh Vương đã để Man Hoang chiến tộc lọt vào suy yếu chí mạng. Các phương nhao nhao suy đoán, Man Hoang chiến tộc hẳn không phải là tới khiêu chiến với Khương Phàm, bởi vì bây giờ bọn hắn vô cùng suy yếu, đã đảm đương không nổi cái giá thất bại. Kỷ nguyên năm thứ 11 ngày mùng 1 tháng 1, sắc trời vừa mới tảng sáng, phía trên bầu trời tại Đại La Sơn đột nhiên xuất hiện tiếng vang, kinh thiên động địa, hào quang tỏa sáng. Thành mới xung quanh Đại La Sơn, cường giả tụ tập tại Xích Chi Đại Liệt Cốc, nhao nhao bừng tỉnh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không gian sụp đổ, hỗn độn cuồn cuộn giống như biển động từ bên trong thâm không vô tận trào lên, tràng diện cực kỳ tráng quan. Khí tức hỗn độn. Xung quanh Xí Thiên Giới lại có khí tức hỗn độn bao quanh. Tất cả cường giả hoàng tộc hoàng đạo nhao nhao lộ ra kinh sợ, chưa từng có cảm nhận được khí tức hỗn độn mênh mông như vậy. Bọn hắn biết Xí Thiên Giới là không gian độc lập lại đặc biệt, nhưng từ không có người nào thật sự chạy đến nơi đó dò xét. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều cảm giác đã đánh giá thấp tiềm lực Xí Thiên Giới. Bỏ mặc pháo đài không gian như vậy chuyển giao đến trên tay Khương Phàm. Không thể nghi ngờ chính là sai lầm quan trọng của bọn hắn. Nhưng, làm thế nào bọn hắn cũng đều không có nghĩ đến, hoặc là cho tới bây giờ đều không nghĩ ra, tại sao hoàng tộc đan đạo đời đời giữ vững trung lập muốn tìm Khương Phàm nương tựa, lấy địa vị của bọn hắn giống như hoàn toàn không cần đánh cược sinh tử. Oanh! Ầm ầm! Mấy ngàn sợi xiềng xích phá tan hỗn độn, chấn động đến đất trời đều đang oanh minh, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Lại như mấy triệu đại quân giết ra khỏi dị giới, ầm ầm vang lên, khủng bố vô biên. Đại La Sơn lọt vào trùng kích mãnh liệt, hoàn toàn bao phủ trong xiềng xích. Đá vụn bắn tung trời, bụi mù ngập trời, đại địa oanh minh kịch liệt. Khi kịch biến dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người chính là Đại La Sơn bị mấy ngàn sợi xiềng xích xuyên qua, đỉnh núi đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn phần sườn núi hướng xuống. Số lượng lớn xiềng xích răng ở khắp nơi, hiển thị rõ giã tính cùng bao la hùng vĩ. Đây chính là lôi đài. Vô số cường giả hít lạnh một hơi, không nghĩ tới Xí Thiên Giới lại dùng loại phương thức này chế tạo lôi đài. Giống. Tiếng gào thét hùng hậu chấn động không gian hỗn độn, số lượng lớn dây leo thuận xiềng xích leo ra khỏi Xí Thiên Giới, nói là dây leo nhưng càng giống như cự mãng uốn lượn, mỗi sợi đều dài đến vạn mét, trải rộng vảy đen, nhìn thấy mà giật mình. Địa ma thụ, một loại yêu thú rất đặc thù, có thể nuốt chửng vạn vật, luyện hóa thành năng lượng, bình thường ngoại trừ ngủ say thì chính là ăn. Địa ma thụ phổ biến dùng cho thanh lý chiến trường, nhưng sinh trưởng chậm chạp, lười biếng thích ngủ, chưa từng thấy có thể cao đến quy mô như vậy. Khương Phàm lại bồi dưỡng địa ma thụ đến Thánh Vương, đây không thể nghi ngờ chính là kỳ tích. Địa ma thụ không có hoàn toàn rời khỏi Xí Thiên Giới, mà sau khi lan tràn ra hơn vạn sợi dây leo. Nó treo ở bên trong, hỗn độn thần nhãn, của Xí Thiên Giới, nhìn từ phía dưới đi lên, tựa như phiến rừng cây tươi tốt treo ngược trong thế giới hỗn độn. Ngay sau đó, số lượng lớn thân ảnh rời khỏi Xí Thiên Giới, rơi xuống bên trong dây leo thô kệch hỗn loạn. Đầu tiên là Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Kiều Hinh, Triệu Thời Việt, Khương Uyên, Khương Quỳ, Khương Qua, bọn hắn mang theo vẻ mặt lạnh lùng quan sát toàn trường, sau đó liên tiếp kích phát linh văn, nương theo yêu hỏa sôi trào. Hóa thành phượng hoàng lộng lẫy sáng chói, đứng ở tầng cao nhất. Sau đó lại là long cốt cự ngạc, kim hống, luân hồi huyết sư, địa long, lão tổ Xí Thiên Giới và các cường giả thánh linh cảnh. Tiếp đến lại là huyền quy, thiên lôi điểu, chu bất dĩ,
An Minh Hề và các bán thánh. Cuối cùng là Khương Bân, Hàn Ngạo và các cường giả tân tú. Rừng rậm yên tĩnh, thành mới an tĩnh, hơn mấy triệu đôi mắt đang tỏa ánh sáng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm xúc cuồn cuộn, khó nén rung động. Bọn hắn biết Khương Phàm đã thành đại khí, nhưng chỉ đang dừng lại ở bên trong tưởng tượng, cho tới bây giờ khi tận mắt thấy Phượng Hoàng, Kim Hống, các loại cự thú tràn ngập bên trong dây leo, thì tất cả đều bị kích thích thật sâu. Một vị thánh vương, hơn 10 vị thánh linh, hàng ngàn hàng vạn yêu thú cùng cường giả, còn có xí thiên giới danh xưng đệ nhất hoàng tộc đan đạo, vạn thế thần triều đã có thực lực hoàng đạo. Cái này cũng chưa tính cả Tu La đang bị vây ở U Minh địa ngục. Tất cả ánh mắt của hoàng tộc hoàng đạo càng là ngắm nhìn những phượng hoàng ở tầng cao nhất trên dây leo kia. Bất diệt thiên hoàng, liệt ngục yêu hoàng, kim vũ phượng hoàng, sát lục huyết hoàng, đọa lạc minh hoàng, bá thiên yêu hoàng. Tộc đàn Phượng Hoàng đã từng đi theo Khương Phàm chinh chiến Thiên Khải lại xuất hiện. Thực lực Phượng Hoàng chân chính, không thể nghi ngờ là áp đảo đỉnh yêu tộc, tất cả cường giả hoàng đạo đuổi bắt bọn hắn trước đó đã tự mình lĩnh giáo qua. Khương Phàm, phải chết tại Đại La Sơn. Khương Phàm không chết, sẽ có càng nhiều Phượng Hoàng được sinh ra, Khương Phàm có thể bằng vào huyết mạch của hắn không ngừng liên tục tạo nên thánh phẩm thậm chí thiên phẩm Phượng Hoàng. Khương Phàm nhắc lên thi đấu khiêu chiến tại Đại La Sơn. Đã là đang tuyên cáo sự cường đại của hắn, cũng là muốn chuẩn bị tài nguyên chiến tranh, bồi dưỡng càng nhiều Phượng Hoàng. Nếu như hắn không chết ở chỗ này, tiếp theo sẽ là hắn toàn diện báo thù Thương Huyền. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều cảm nhận được áp lực, cũng khơi dậy sát ý mãnh liệt. Đại La Sơn, nhất định phải trở thành nơi táng thân của Khương Phàm. Nhưng, thời điểm bọn hắn đang cảnh giác Phượng Hoàng ở tầng cao nhất, trong đội ngũ vạn đạo thần giáo lại có một đôi mắt tập trung vào ở vào một bóng người bên trong quần thể tân tú, Lý Dần. Lý Dần có chỗ phát giác, giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn, nhưng từ không trung quan sát xuống dưới, lít nha lít nhít tất cả đều là biển người, thú triều. Dưới bầu không khí oanh động tại toàn trường, Khương Phàm đi ra khỏi xí thiên giới. Khương Phàm đi ra, khiêu chiến Thương Huyền, mấy triệu người chứng kiến, đảm phách như thế, phong thái như vậy. Chỉ sợ chỉ có chủ nhân Thương Huyền mới có thể làm được. Kỳ thật tại thời điểm Thương Huyền tiếp nhận Khương Phàm khiêu chiến, tám phương đồng ý lời mời mà đến, Khương Phàm đã thắng. Hắn thắng không phải thắng bại, mà là tư thái. Hắn là đang hiện ra lực hiệu triệu của hắn với Thương Huyền. Đây coi như là lần đầu chính thức gặp mặt cùng Thương Huyền sau khi Khương Phàm sống lại, cũng muốn dùng thực lực tuyên cáo Thương Huyền hắn đã trở về. Trận chiến này, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Trận chiến này, cũng nhất định gian nan không gì sánh được. Nếu như Khương Phàm chết ở chỗ này, vạn thế thần triều báo thù chỉ là trò cười phù dung sớm nở tối tàn, nhưng, nếu như hắn có thể giết hết quần hùng Thương Huyền, tất cả hoàng tộc hoàng đạo sẽ tùy tiện để hắn toàn thân trở ra sao? Biển người nghị luận, quần tình xúc động, nhưng không biết vì sao, bọn hắn đều không hẹn mà cùng thấp giọng, hạ thấp tư thái, không dám lớn tiếng ồn ào. Sau khi Khương Phàm đưa ánh mắt lăng liệt đảo qua đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo, liền thả người nhảy xuống mê vụ hỗn độn, hạ xuống 3 vạn mét, rơi xuống chiến trường xiềng xích xen lẫn cùng Đại La Sơn. Thanh âm trầm muộn quanh quẩn trong đất trời, giống như một tiếng trống trận, đập vào trong lòng của tất cả mọi người. Giọng Khương Phàm trong trẻo truyền khắp dãy núi rừng rậm. Thi đấu khiêu chiến, hôm nay chính thức bắt đầu. Nhắc lại điều kiện tham chiến. Chỉ cần là dưới cảnh giới thánh linh ai cũng có thể leo lên Đại La Sơn, hướng ta khởi xướng sinh tử chiến. Quy tắc tham chiến, không giới hạn tuổi tác, không giới hạn nhân số, không giới hạn chiến thuật, không giới hạn vũ khí. Nhưng, người lên đài không phân thắng bại, chỉ định sinh tử. Nếu như các ngươi thắng, di thể của ta, các ngươi lấy đi, xí thiên giới không truy cứu, nếu như các ngươi chết rồi, di thể bọn hắn cũng do ta xử trí, hoàng tộc hoàng đạo có liên quan không được can thiệp. Tư cách tham chiến, bất kỳ người nào khiêu chiến, phàm là lên đài, tất giao một khối bảo cốt thánh vương. Một khối bảo cốt, một danh sách dự thi. Nếu như các người có thể đồng thời cầm được ra 10 khối bảo cốt, cũng có thể lên đài 10 người, Khương Phàm ta sẵn sàng nghênh tiếp. Thời gian lôi đài tiếp tục, kéo dài đến cuối tháng 3. Hôm nay, trận chiến đầu tiên, ai giao khối đầu tiên bảo cốt, kẻ đó dâng lên mệnh đầu tiên. Xung quanh Đại La Sơn nhanh chóng an tĩnh. Tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo đều án binh bất động. Ai cũng biết Khương Phàm nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng rất có thể sẽ chuẩn bị sát chiêu, cho nên người đánh trận đầu hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bọn hắn đều không nôn nóng lên đài, đều muốn nhìn người khác liều mạng với Khương Phàm, bước ra toàn bộ bí mật của Khương Phàm, sau đó lại lên đài khai chiến. Chậm rãi, số lượng lớn ánh mắt đều chuyển hướng đến Cổ Hoa Di Bộ. Nếu là đến trước nhất, lại còn có huyết hải thâm thù cùng Khương Phàm, đương nhiên là bọn hắn tới trước. Ha ha, nhìn chúng ta làm gì, các ngươi sợ chết sao, cũng không nguyện ý là kẻ đầu tiên lên. Có phải toàn trường không ai cho rằng mình có thể là đối thủ của Khương Phàm hay không? Có phải tất cả mọi người cảm giác không địch lại Khương Phàm hay không? Các thiên kiêu hoàng đạo cao ngạo đâu rồi, chỉ trầm mặc một khắc lần này, các ngươi đã thua trên khí thế. Thánh tổ Cổ Hoa nghênh tiếp ánh mắt toàn trường, tiếng cười lạnh lùng nghe đặc biệt chói tai. Rất nhiều cường giả hoàng đạo cũng hơi nhíu mày, thành thành thật thật lên đài, ở đâu ra nói nhảm. Thánh tổ Cổ Hoa tiếp tục cười lạnh. Chúng ta nguyện ý lên đài đầu tiên, nhưng trước đó chúng ta dự đoán là sẽ có rất nhiều người cạnh tranh trận chiến đầu tiên cùng chúng ta. Không nghĩ tới, các thiên kiêu cao ngạo của hoàng đạo, vậy mà đều làm con rùa đen rút đầu, cần chúng ta thay các ngươi tìm hiểu tình huống, thật sự buồn cười. Xung quanh Đại La Sơn vang lên từng trận nghị luận, vị thánh tổ này thật là không cho các hoàng đạo thương huyền mặt mũi, lại công khai chế giễu. Tuy nhiên ngẫm lại, thánh tổ già này giống như thật không có cái gì để phải sợ nữa cả, dù sao hoàng thành cũng đã diệt, Cổ Hoa không còn nữa, bọn hắn còn sống chính là báo thù, cho nên ai cũng không sợ. Nếu như không có người nào dám can đảm nghênh chiến liền do Cổ Hoa chúng ta tới đón trận chiến đầu tiên. Cổ Hoa thánh linh ra hiệu hai bên phải trái, hai vị bán thánh còn sót lại của Cổ Hoa đi đến phía trước, dậm chân phóng lên trời, xông về Đại La Sơn. Là bán thánh. Đi lên liền hai vị bán thánh. Mặc dù không giới hạn quy tắc, nhưng trận đầu chính là hai vị bán thánh, đây là trực tiếp chạy đến giết chết Khương Phàm sao? Nói nhảm, ai không phải chạy đến giết chết Khương Phàm? Cổ Hoa biết trận đầu nguy hiểm, cũng biết bọn hắn chỉ có một cơ hội, còn không toàn lực ứng phó. Vấn đề là, Cổ Hoa chỉ còn lại hai bán thánh, chẳng lẽ bọn hắn không muốn giữ lại chút thực lực, tương lai lại chủ hoạch kiến lập thành mới? Báo thù quan trọng. Đâu còn quản sau này. Không khí xung quanh Đại La Sơn nhanh chóng bạo động. Tất cả các cường giả hoàng tộc hoàng đạo toàn bộ đều bay lên không, đứng tại độ cao vạn mét, xem Đại La Sơn. Khương Phàm có thể áp chế cảnh giới, nhưng hẳn là ép không được chiến khu. Cổ Hoa Hoàng thất là thiên nhân chiến khu, siêu cấp chiến khu danh chấn cổ kim, hai vị bán thánh liên thủ, trên lý luận là có thể hoàn ngược Khương Phàm. Cảnh giới của bọn hắn coi như bị ép sốt cuộc cùng vấn đề với Khương Phàm. Nhưng với cường độ cơ thể, chiến lực thiên nhân, hẳn là còn có thể ở lại bán thánh, kém nhất đều là cửu trọng thiên. Khương Phàm là chu tước linh văn, thắng ở năng lượng yêu hỏa, diễn dịch võ pháp, cùng niết bàn huyền diệu, không am hiểu nhất chính là lực lượng. Khương Phàm giao đấu thiên nhân chiến khu, ở vào thế yếu tuyệt đối. Trận đầu liền có lo lắng, đặc sắc. Tất cả cường giả hoàng tộc, hoàng đạo đều biểu đạt quan điểm giống nhau. Ngay cả bọn người thiên hậu ở không trung đều lộ ra thể hiện nghiêm trọng, mặc dù chỉ là trận chiến đầu tiên, nhưng đã thay Khương Phàm khẩn trương lên. Dù sao đó cũng là thiên nhân chiến khu, là siêu cấp chiến khu có thể so với yêu ma, đã từng suýt chút nữa thống trị thương huyền đại lục. Người muốn khiêu chiến, người định quy tắc, bây giờ sợ sao? Hai vị bán thánh leo lên Đại La Sơn, phân biệt rơi vào bên trên hai sợi xiềng xích tráng kiện. Vừa mới bắt đầu chính là hai bán thánh, xác thực rất bất ngờ. Ngươi muốn đổi quy tắc không? Tại sao lại phải đổi? Ha ha, thì ra ngươi là thật phải dùng quy tắc này tranh tài sao, ta còn tưởng rằng có quỷ kế gì đây. Vậy cũng chịu oán trách chúng ta. Bảo cốt thánh vương, các ngươi có chứ? Bảo cốt là bảo cốt thánh vương, liền sợ ngươi không có mạng để dùng. Hai vị bán thánh tự mình lấy ra một khối bảo cốt thánh vương, quăng về phía Khương Phàm. Bảo cốt đều là hài cốt quan trọng do cường giả cảnh giới thánh vương để lại trải qua rèn luyện đặc biệt, phong tồn lấy uy lực thánh vương cường thịnh, một ít thậm chí còn bảo lưu cả linh hồn thánh vương. Bọn chúng là năng lượng nguyên quan trọng để bố trí pháp trận, trấn thủ tông tộc. Cũng chỉ có hoàng đạo truyền thừa hơn mấy ngàn vạn năm mới có thể chứa đựng cấp bậc bảo cốt như vậy. Không khí xung quanh Đại La Sơn nhanh chóng nóng như lửa, hơn trăm vạn đôi mắt tỏa nhiệt nhìn chằm chằm bảo cốt lao vùn vụt. Đừng nói bảo cốt thánh vương liền xem như bảo cốt thánh linh, bọn hắn cũng khó khăn mới liếc mắt nhìn một chút. Vạn đạo thần giáo cho các ngươi. Ha ha, vì để có thể để các ngươi đi tìm cái chết, thật
thật dốc hết vốn liếng. Khương Phàm tiếp nhận hai khối bảo cốt, vung tay phóng lên trời. Địa ma thụ rủ xuống dây leo trắng kiệt, cuốn lấy bảo cốt, nhưng không có thu hồi về xí thiên giới, mà khống chế ở giữa không trung, lấy uy lực thánh vương thôi động. Đây là uy hiếp, nếu như ai vọng tưởng làm loạn ở chỗ này, nó sẽ trực tiếp dẫn bạo bảo cốt thánh vương, nổ nát vụn các ngươi. Trận chiến đầu tiên, mời. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên mênh mông cường quang, dọi khắp Đại La Sơn, hình thành thiên mệnh chiến giới, cưỡng ép áp chế thực lực hai vị bán thánh. Trong năm tháng bế quan, hắn không có tăng lên cảnh giới, mà toàn diện cảm ngộ võ pháp, nghiên cứu bảo khí, tiến hành lắng đọng cùng thăng hoa. Khương Phàm vẫn là niết bàn cảnh thất trọng thiên, nhưng bây giờ rất mạnh, mạnh hơn trước đó mấy lần. Đây chính là pháp trận ngươi từ lấy được thượng thương. Hai vị cường giả bán thánh rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của chính mình giống như bị thủy triều cuốn biến mất, cho đến niết bàn cảnh thất trọng thiên, ngay cả huyết mạch đều nhận phải áp chế, lực lượng cơ thể nhanh chóng suy yếu. Không chỉ là cảnh giới bị ảnh hưởng, mà là áp chế toàn diện. Tất cả cường giả hoàng tộc hoàng đạo đều nhíu mày chú ý một màn này, thật sự dung nhập pháp trận vào trong thân thể. Nếu đế cốt không trên người Khương Phàm, đó chính là vũ khí đặc thù. Có thể lấy niết bàn cảnh áp chế bán thánh. Vũ khí như thế này nên là cấp bậc gì? Cổ Hoa Hoàng Thành, Triệu Kính Quốc, Triệu Kinh Vĩ ứng chiến. Hai vị bán thánh không sợ hãi, ngẩng đầu lên trời hét lớn, triệt để kích phát thiên nhân linh văn, toàn thân hiện ra đường vân thần bí, hình thể tăng vọt đến hơn 50 mét. Bầu không khí toàn trường nhanh chóng nóng lên, mấy triệu ánh mắt tề tụ đến trên chiến trường xiềng xích xen lẫn với Đại La Sơn. Khương Phàm cảm nhận được khí thế mãnh liệt đập vào mặt, lại thờ ơ, đầu ngón tay hắn xẹt qua thông thiên tháp, chỉ lên trời một kích, từng mảnh cường quang tựa như tia chớp chói mắt, phân tán đến xung quanh. Chính là Thái Tổ Sơn cùng 81 tòa đại sơn thượng cổ, nhưng không phải quy mô mấy trăm mét như trước đó, cũng không phải tràng diện bạo động hỗn loạn như trước đó, mà là san sát nhau cao 20, 30 mét, cứng cáp như sắt thép, hiện ra ý lạnh, giống như siêu cấp chiến binh bảo vệ hắn. Đây là một trong những nghiên cứu Khương Phàm tự hào nhất trong năm tháng bế quan. Hắn tìm được phương pháp giải trừ phong ấn tầng thứ 3, cũng sơ bộ khống chế tất cả đại sơn thượng cổ. Giết! Triệu Kính Quốc, Triệu Kinh Vĩ, hai vị cường giả cảnh giới bán thánh kích thích lên thiên nhân huyết mạch, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm. Đây là trận chiến cuối cùng của cuộc đời bọn hắn. Đây là cuộc chiến báo thù an ủi tiên tổ bọn hắn. Bọn hắn mang theo lòng quyết tâm muốn chết, bắt đầu điên cuồng trong thời khắc sau cùng. Cái phần khí tức cuồng bạo kia, uy lực chịu chết kia để người vây xem xung quanh Đại La Sơn đều rõ ràng cảm nhận được. Khương Phàm đứng trên xiềng xích, lù lù bất động. Chỉ có linh văn chiếu sáng rạng rỡ, giống như chu tước đang quay quanh trên trán, nương tựa theo lực khống chế tuyệt đối của Thánh Vương Thiên Phẩm, cùng tất cả Đại Sơn Thượng Cổ Cộng Minh. Hô hô hô! Núi lớn hoành hành, đánh thẳng đến hai vị bán thánh. Mặc dù đều chỉ cao có 2-30 mét, lại giống như siêu cấp chiến binh đang phóng tới, nhấc lên thanh thế thiên quân vạn mã. Phá! Triệu Kính Quốc, Triệu Kinh Vĩ hét lớn, tinh mang nơi đáy mắt như điện, khóa chặt tảng đá, gào thét mà đến ở phía trước. Hai tay mãnh liệt kéo căng, nhấc lên cuồng phong, phun trào cương khí, uy lực thiên nhân khuấy động cánh tay, ngang nhiên nghênh kích. Ầm ầm! Tiếng oanh minh kịch liệt vang động trời. Giống như hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, một ngạt đến cực điểm. Năng lượng bạo tạc nương theo khí lãng cuồn cuộn khắp Đại La Sơn. Triệu Kính Quốc, Triệu Kinh Vĩ hai người đột nhiên biến đổi sắc mặt, thân thể hùng tráng uy mãnh lại ngửa mặt bay ra ngoài, quả đấm đang nắm chắc vậy mà lại đầm đìa máu me. Hai ngọn núi lớn mãnh liệt run rẩy, sau đó liền gào thét lên tháo chạy, nhưng không có nhận bất cứ tổn hại gì. Toàn trường oanh động, vô số người la thất thanh, khó có thể tin. Ngay từ đòn đầu đã thua. Hai tảng đá đã đánh bay bọn hắn. Nói đùa cái gì vậy, thế nhưng bọn hắn chính là thiên nhân chiến khu cơ mà. Hô hô hô, 70 ngọn núi lớn còn lại giao thoa lao tới, xuất hiện ở phía trên bọn hắn. Trong chớp mắt, núi lớn oanh minh, thanh thế tăng vọt, dưới sự khống chế của Khương Phàm, hai người Triệu Kính Quốc lập tức bị đập xuống. Mở, hai vị bán thánh tức giận càng cuồng bạo hơn. Toàn thân hiện ra đường vân sáng chói thần bí. Ngay sau đó, năng lượng bên trong huyết mạch hài cốt sôi trào mãnh liệt, trong thời gian rất ngắn đã trùng kích đường vân,
hình thành năng lượng hủy diệt giống như một loại tự bạo, kịch liệt cuồn cuộn, vén lui toàn bộ núi lớn đang chấn áp mình. Toàn trường lần nữa kinh hô, rung động trước tràng diện bạo động. Sắc mặt thánh tổ cổ hoa hơi chậm lại, còn tốt, gánh vác được, đây mới là thiên nhân chiến khu, nếu quả thật bị hai tảng đá đánh lui, mặt mũi cổ hoa liền muốn triệt để quét sân. Nhưng, các ngọn núi lớn sau khi hỗn loạn nhấc lên liền liên tiếp ổn định, cuồn cuộn lên mênh mông uy thế, khí lãng ngập trời. Sau đó dưới sự khống chế của Linh Văn Khương Phàm, đánh tới hai vị bán thánh. Thiên nhân chiến khu, có thể cộng minh cùng đất trời, có thể mượn uy lực dân chúng. Hai mắt của Triệu Kính Quốc và Triệu Kinh Vĩ phát ra ánh sáng giống như mặt trời, từng tiếng gầm thét, cuồn cuộn thiên địa. Không gian xung quanh Đại La Sơn cũng vì đó mà chấn động, năng lượng vô hình tràn ngập đất trời hội tụ về phía hắn. Chiến khu hơn 50 mét lại lần nữa tăng vọt, năng lượng huyết mạch được kích phát chiều sâu, bị ép đến cảnh giới cùng thể phách thất trọng thiên, trong nháy mắt đã tăng mạnh, thẳng tới đỉnh thất trọng thiên. Bọn hắn dậm chân phóng tới, từng bước bay lên trời, nhấc lên như sóng to gió lớn nắm đấm, đánh tới hướng gào thét mà đến, đám đá. Núi lớn hoành hành, nặng nề như thiên nhạc, từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, nghênh kích hai thiên nhân chiến khu. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang hỗn loạn, từng tiếng rung trời. Cuồng dã chém giết, năng lượng cuồn cuộn. Triệu Kính Quốc, Triệu Kinh Vĩ nhất cử nhất động, đều giống như cộng minh cùng đất trời, thể hiện ra thế công cường hãn, rung động. Một người 200 tuổi, một người hơn 100 tuổi, đều đã từng là cổ hoa nhân hoàng, bọn hắn giết tới điên cuồng, giết tới cực hạn. Không khí xung quanh Đại La Sơn oanh động, quần tình xúc động. Tiếng vang trầm muộn chấn động đất trời, kích thích huyết dịch bọn hắn vì đó sôi trào hơn, hình ảnh mãnh liệt đánh vào thị giác mang đến rung động và kích thích cho linh hồn. Nhưng, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều nghiêm mặt. Bởi vì Khương Phàm từ đầu đến cuối đều không có xê dịch nửa bước. Vậy mà lại trực tiếp dùng ý thức thao túng chút tảng đá, hai vị thiên nhân chiến khu cảnh giới bán thánh gắt gao mới khống chế được. Cái này dĩ nhiên không phải thiên nhân chiến khu không đủ cường hãn, càng không phải là bán thánh cảnh bị tuyệt đối áp chế, mà là Khương Phàm quá mạnh. Đây là thánh vương thiên phẩm đối với thánh linh thiên phẩm linh văn áp chế sao? Không. Những hòn đá hình dáng quái dị kia có vấn đề. Chẳng lẽ, Thái Tổ Sơn diễn biến đi ra sao? Khương Phàm. Ngươi là đang nhục nhã chúng ta sao? Triệu Kính Quốc hét lớn, trợn mắt trừng trừng, hai tay nhấc lên tia sáng đầy trời, về phía trước bỗng nhiên một chảo, năng lượng vô hình quét sạch thiên địa, cường thế cầm giữ Đại La Sơn không gian. Xiềng xích, đá vụn, núi lớn, bao quát xa xa Khương Phàm, đều cưỡng ép dừng lại. Đây là thiên nhân chiến khu truyền thừa cường đại, có thể giam cầm đất trời, càng có thể điều khiển đất trời. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Triệu Kinh Vĩ hoành hành trong không gian giam cầm, đuổi giết Khương Phàm ở xa xa. Khương Phàm bị cưỡng ép giam cầm, nhưng ý thức không có nhận hạn chế, cưỡng ép xuyên suốt cùng núi lớn. Ầm ầm, núi lớn lay động mãnh liệt, cưỡng ép chấn động không gian giam cầm, nhấc lên như sóng to gió lớn. Sắc mặt Triệu Kính Quốc hơi biến đổi, lập tức thôi động linh văn, điên cuồng kích phát uy lực huyết mạch, tiếp tục giam cầm vùng thiên địa này. Nhưng 81 ngọn núi lớn tập thể chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cuồng bạo, trong chốc lát đã làm vỡ nát mảnh không gian này. Núi lớn san sát, xô trào sóng lớn ngập trời. Núi lớn san sát, lay động trọng lượng mấy triệu tấn. Đất trời rung chuyển, giam cầm mất khống chế. Toàn thể núi lớn bao phủ tới Triệu Kính Quốc nơi xa, uy thế nặng nề lại lần nữa tăng vọt, giống như đất trời đang sụp đổ, lại như thiên thạch lao rơi xuống. Tựa như là uy thế hủy diệt nặng nề cho dù cách vài trăm dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Triệu Kính Quốc kinh ngạc, máu trong người lập tức dần hiện ra vô số điểm sáng, nhanh chóng phóng đại, lao ra khỏi cơ thể, hình thành lít nha lít nhít, huyết chung va chạm giao hòa, trong nháy mắt đã hóa thành một cái chuông lớn khổng lồ, bao phủ thiên nhân chiến khu của hắn, càng cùng vùng thiên địa này hình thành cộng minh. Ầm ầm, bạo tạc mãnh liệt xung chuyển chiến trường. 81 ngọn núi lớn tiếp tục va chạm, nhanh chóng đánh vỡ nát chuông lớn, hoắc loạn không gian, hình thành năng lượng cuồng chiều không cách nào nói rõ, quét sạch bốn phương tám hướng. Chiến trường bạo động, không gian giống như đại mạc chập trùng lên xuống. Dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người, Triệu Kính Quốc bị sống sờ sờ vùi lấp. Triệu Kinh Vĩ nghe được tiếng vang phía sau, nhưng vẫn phóng tới giữa xiềng xích giao thoa,
cuồng dã giết tới trước mặt Khương Phàm. Tóc dài bay loạn, mắt trợn trừng trừng, tay phải nhanh chóng mở to, đường vân trên toàn thân đều hội tụ về lòng bàn tay, nơi đó phun ra cường quang giống như mặt trời, càng có loại năng lượng hơn táo bạo chấn áp. Đây là bí thuật thiên nhân, chấn áp dân chúng. Thiên nhân chiến khu lấy hình thái dân chúng ngưng tụ mà thành, cũng tạo thành uy lực chấn áp đối với dân chúng. Loại thực lực này chỉ có thể hiện ra bên trên thiên phẩm linh văn. Khương Phàm, tiếp ta một kích. Triệu Kinh Vĩ hét lớn, giờ phút này vung ra cự trưởng giống như một kích của thần linh, lay động đất trời, chấn áp dân chúng. Khương Phàm thờ ơ, chỉ là dùng ý thức khống chế Thái Tổ Sơn trước mặt hoành không chặn đường. Ầm ầm, cự trưởng chấn áp, va chạm Thái Tổ Sơn, phát ra thanh âm rung động kịch liệt như kim loại, theo không gian đang hoắc loạn khuấy động thiên địa, truyền khắp trăm dặm. Thái Tổ Sơn lắc lư kịch liệt, trong chốc lát đã tháo chạy đến trước mặt Khương Phàm, nhưng bị hắn đưa tay tùy tiện đè lại. Tay phải Triệu Kinh Vĩ lập tức vỡ vụn, bị chấn động mãnh liệt lật tung thân thể, chật vật tháo chạy. Triệu Kinh Vĩ, giết hắn. Triệu Kính Quốc ở phía xa hét lớn, sau khi chật vật vén lui núi lớn liền lập tức bộc phát khí tức như lũ quét, so với trước đó càng mạnh hơn, tiếng hỗn chiến gào thét tràn ngập đất trời. Khương Phàm, ngươi sẽ chỉ đứng đấy sao? Triệu Kinh Vĩ cưỡng ép ổn định, sau đó thiêu đốt huyết khí, lần nữa lao thẳng đến Khương Phàm. Đây là trận chinh chiến sau cùng của hắn, càng là trận giao phong được toàn Thương Huyền chú ý, hắn đã làm xong chuẩn bị toàn lực ứng phó, cũng đã làm xong chuẩn bị ngang nhiên chịu chết. Nhưng với cục diện trước mắt cùng với những gì hắn mong muốn hoàn toàn không giống nhau. Cái này không chỉ có để hắn cảm nhận được nhục nhã, càng là bị thiên nhân chiến khu cao ngạo đang lừa xấu hổ. Khương Phàm, tiếp chiến cho ta. Triệu Kinh Vĩ tới gần Khương Phàm, trước một khắc, khí tức kịch biến, năng lượng phun trào, toàn bộ mái tóc như thác nước trút xuống, con người lập lòe kim quang. Cả người hình thành trận vực vô hình, quét sạch hơn 10 dặm, mảnh không gian này triệt để đặt vào khống chế. Đây là một loại khí tức kinh người, tựa như một thiên nhân chân chính vượt qua thái cổ mà đến, bế nghễ nhân gian. Oanh một tiếng, Triệu Kinh Vĩ đưa tay, kỳ quang như sấm, năng lượng lao nhanh, bóp ra một cái ấn quyết phức tạp, ngừng tụ thành một bóng dáng thiên nhân tại giữa hai tay. Bóng người này mơ hồ vặn vẹo, lại cuồng bá vô địch, tản ra khí tức càng là kinh người. Giống như là thiên nhân chân chính, ngưng tụ ra tuyệt thế thần thông. Đây là thiên nhân ấn. Một trong những lực lượng cấm kỵ mạnh nhất của thiên nhân chiến khu. Thời kỳ thái cổ, thiên nhân chiến khu hoành hành thiên hạ, thiên nhân ấn vừa ra, vạn tộc hồi hộp. Triệu Kinh Vĩ hầm hầm nhìn Khương Phàm, khống chế thiên nhân ấn quét ngang về phía trước. Nhưng, không gian xung quanh Khương Phàm đột nhiên vặn vẹo, xuất hiện một khoảng không đen nghịt thần bí. Khi Triệu Kinh Vĩ toàn diện giam cầm trong không gian, hắn đã cưỡng ép khai phách ra lỗ đen không gian của mình. Sắc mặt Triệu Kinh Vĩ lại lần nữa biến đổi, tốc độ tăng vọt, nhưng lỗ đen bỗng nhiên biến mất, cuốn đi Khương Phàm. Đánh hụt! Đó là vũ khí không gian sao? Trực tiếp biến mất! Toàn trường lập tức có phản ứng, vậy mà lại có thể cưỡng ép rời khỏi chiến trường dưới sự giam cầm của thiên nhân, vũ khí này quá bá đạo, thật không đơn giản. Không tốt! Số lượng lớn ánh mắt cường giả hoàng đạo lại cùng lúc chuyển đến một chỗ khác của chiến trường Đại La Sơn, nơi Triệu Kính Quốc cuồng chiến với đám đá. Một cái lỗ đen trống ra không gian, bên trong là Khương Phàm đang đưa tay nâng Thái Tổ Sơn đi ra. Trong chớp mắt, 81 ngọn núi lớn bỗng nhiên đứng im. Bất luận là tiến công, hay là rút lui, toàn bộ đều dừng ở giữa không trung. Triệu Kính Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu, giật mình trước cái gì đó không ổn. Không lo được hít thở, cơ hồ không chần chờ chút nào, toàn thân lập tức tăng vọt khí tức, ngưng tụ thiên nhân ấn. Muộn rồi. Khương Phàm lật tay thả Thái Tổ Sơn rơi xuống, ý thức câu thông đại địa mẫu khí, xuyên suốt đại sơn thượng cổ, thi triển ra tuyệt kỹ lục táng, sơn hà đại táng. Ầm ầm. Đại La Sơn lay động mãnh liệt, sóng chiều tai nạn phóng lên tận trời, bao phủ Triệu Kính Quốc, chấn động đến việc hắn đang muốn cưỡng ép khống chế không gian. Lấy Thái Tổ Sơn cầm đầu, 81 ngọn núi lớn làm nguyên, uy lực đại táng kích phát ra năng lượng, như mở cống vỡ đê, như sơn băng điện liệt, trong lúc thoáng qua đã che mất Triệu Kính Quốc. Trên dưới hai nguồn năng lượng cuồng chiều, một cái hủy diệt, một cái nặng nề, đều mênh mông đến cực hạn. Triệu Kính Quốc còn không có thành hình nên thiên nhân ấn đã theo đó mà sụp đổ. Hắn cực lực muốn chống cự,
nhưng năng lượng xung quanh lại cuồn cuộn như cuồng phong bạo vũ, như biển gầm sôi trào, cuồng bạo càng không nhận hắn khống chế. A! À. Triệu Kính Quốc điên cuồng giãy giụa, lại tiếp tục chìm xuống. Ngay sau đó, núi lớn rơi xuống, vô tình cuồng kích, lại liên miên bất tuyệt, mỗi một ngọn núi đều mang theo trọng lượng mấy triệu tấn, tràn ngập đất trời vọt vào bên trong thủy triều đại táng hỗn loạn. Triệu Kính Quốc lần lượt muốn xông ra, nhưng lại một lần rồi một lần bị đánh xuống. Càng ngày càng chật vật, càng ngày càng suy yếu. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ cả địa tầng, hài cốt vỡ vụn, răng rắc đến chói tai. Hình ảnh mai táng này cực kỳ rung động, thủy triều tai nạn bạo động đã lần nữa chấn kinh toàn trường. Ngay cả rất nhiều thiên kiêu hoàng đạo cũng hơi nhíu mày, đây là võ pháp Thái Tổ Sơn diễn biến đi ra sao? Không hổ đã từng là chiến binh của Thái Võ Nhân Hoàng. Quá bá đạo, quá kinh khủng. Khương Phàm đứng giữa không trung, lạnh lùng nắm bạo động phía dưới trong tay, cũng không có kiểu thi triển một lần liền suy yếu đến hôn mê giống như trước đây. Năm tháng dốc lòng nghiên cứu, để hắn đã có thể phạm vi cùng quy mô, cùng uy thế khống chế Sơn Hà Đại Táng. Khương Phàm, buông hắn ra cho ta. Triệu Kinh Vĩ ở phía xa gào thét, đạp tan không gian, cường thế giết tới, quả quyết ngưng tụ ra đạo thiên nhân ấn thứ hai, mà so lần đầu tiên càng mạnh. Ầm ầm. Đất trời cuồn cuộn, khí tức kinh khủng lại lần nữa tràn ngập. Một hư ảnh thiên nhân lần nữa được ngưng tụ, mơ hồ mà mông lung, nhưng sức chấn động kia lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nhịp tim đập nhanh, có một loại kiềm chế khó tả, nhịn không được liền muốn thần phục. Đây mới thực là thiên nhân ấn. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Triệu Kinh Vĩ hét lớn, hai tay giam cấm thiên nhân ấn, xông giết về trước. Toàn thân hắn giao hòa cùng thiên địa, cộng minh cùng không gian. Lần trùng kích thời khắc này đã nhấc lên chiều cường không gian vô tận, tràng diện rung động lòng người. Khương Phàm chỉ lên trời một kích, nhấc lên tử khí chiều dâng bành trướng. Như cơn lốc tuôn ra, như cuồng lôi bá liệt, tử khí mãnh liệt ngưng tụ lại thành thiên đao kinh thế, cường quang sáng chói, bá uy cuồn cuộn. Giờ khắc này Khương Phàm đều phảng phất chiến thần phụ thể, khuôn mặt nghiêm túc, da thịt phát sáng. Sâu trong khí hải, tàn hồn bá đao từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng, đã thức tỉnh. Tế thiên thức. Khương Phàm, tàn hồn, cơ hồ trăm miệng một lời, đao cương bá liệt ngưng thực trong nháy mắt, tiếng tranh minh vang động cả trời, phảng phất tuyệt thế chiến đao chân chính xuất thế, mặt ngoài đều hiện lên ra văn ấn giết chóc phức tạp mà thần bí. Ngay sau đó, năng lượng trong thiên địa từ bốn phương tám kéo tới, như giang hà, biển hồ, cuồn cuộn không dứt. Không chỉ có năng lượng trong thiên địa, càng quan trọng hơn là sóng triều tai nạn mà Khương Phàm vừa mới nổ tung. Triệu Kính Quốc đang giãy giụa gào thét lòng đất, không chỉ có khó mà khống chế số lượng, mà cơ thể càng bị vô tình tàn phá. Hắn giãy giụa điên cuồng, càng là tức giận hơn, khuất nhục cũng lại tuyệt vọng. Nếu có cơ hội dù chỉ là một chút đều cũng có thể thoát thân, nhưng đám đá này lại liên miên bất tuyệt, giống như thiên thạch là hoành không tiếp tục oanh kích. Khương Phàm, cùng ta đồng quy vu tận đi. Triệu Kính Quốc dữ tợn, kiên quyết dứt khoát muốn dẫn bạo mình, nhưng địa tầng đột nhiên an tĩnh, năng lượng bạo động, tai nạn kinh khủng, đều giống như thủy triều biến mất. Tại thời điểm Triệu Kính Quốc đang mờ mịt ở dưới đất thì phía trên mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng vang. Ầm ầm, thiên nhân ấn phóng thích, khủng bố ngập trời. Tế thiên thức khuấy động lực lượng cường đại, trực diện đối kích nhau. Trận bạo tạc thảm liệt đã lần nữa lay động đất trời, khuấy động Đại La Sơn. Cường quang sáng chói, năng lượng cuồn cuộn, để vô số người đều mở mắt không ra. Số lượng lớn cường giả lập tức ngưng tụ linh lực tại hai con ngươi, nhìn thấu hỗn loạn bên trong cường quang, kết quả lại nhìn thấy thiên nhân ấn vỡ nát, Triệu Kinh Vĩ phun máu bay ngược, ngay cả xiềng xích cũng gián tiếp va chạm, vẩy xuống máu tươi đầy đất. Một đao, bổ ra hơn 30 dặm. Không thể nào. Thánh tổ cổ Hoa La thất thanh, đây chính là thiên nhân ấn. Là thiên nhân ấn do cảnh giới bán thánh toàn lực thả ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Triệu Kinh Vĩ đã dùng hết toàn lực, làm sao có thể bị đánh bay ra ngoài được. Thật mạnh! Đông Hoàng Hoa Thanh, Vô Hồi Thánh Chủ cũng vì đó mà có phản ứng. Đó là đao cương gì, lại là năng lượng tai nạn gì? Năng lượng còn đang cuồn cuộn, bụi mù còn đang cuồn cuộn, Triệu Kính Quốc từ trong địa tầng chật vật vọt ra. Nhưng bộ dáng hắn tại thời khắc này để vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh. Đó còn là Triệu Kính Quốc sao? Chiều cao hơn 50 mét, tóc tai lại bù xù,
gầy như que củi, máu me khắp người. Giống như là thi thể mới bò ra từ trong nghĩa địa. Hô hô hô! Triệu Kính Quốc mệt mỏi thở hổn hển, chật vật ngắm nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm cùng Triệu Kinh Vĩ. Triệu Kính Quốc, coi chừng! Một tiếng gào thét lo lắng nổ vang ở phía xa, là Thánh Tổ Cổ Hoa, đang ra sức chỉ vào sau lưng Triệu Kính Quốc. Triệu Kính Quốc có chút ngưng tụ con ngươi, bỗng nhiên quay người. Phốc phốc! Khương Phàm tung hoành xê dịch, nhanh chóng giết tới, tàn đao gào thét nháy mắt đã chém đầu hắn. Không có kích phát năng lượng, không có sử dụng võ pháp, cho nên không có khiến cho Triệu Kính Quốc cảnh giác. Triệu Kính Quốc trở thành thi thể không đầu lảo đảo mấy bước, mới ngã xuống đất. Không, không không không! Triệu Kinh Vĩ ở phía xa gào thét, miệng đầy máu tươi, mặt như ác quỷ. Chết rồi! Một vị bán thánh, cứ thế mà chết đi. Quá oan uổng, hắn hẳn là còn không có phát huy toàn lực. Quần hùng xung quanh Đại La Sơn lập tức bạo động, khó có thể tin được mà nhìn tình cảm trên chiến trường. Nhất là đối với những tán tu kia mà nói, bán thánh là thứ ở xa đến mức bọn hắn không thể chạm, càng là nhân vật cường hãn bọn hắn kính sợ như thần linh, lại bị tàn nhẫn chà đạp sau đó chặt một đao. Cổ Hoa Thánh Linh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Cứ thế mà chết đi. Chuyện này cùng kế hoạch trước đó của bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Bất luận là Triệu Kính Quốc hay là Triệu Kinh Vĩ, đều đã làm tốt dự định phải chết, mà cam đoan bất cứ kẻ nào trước khi chết cũng đều phải tự bảo. Khương Phàm đứng trên phế tích, đưa tay khống chế Đại Sơn Thượng Cổ, toàn bộ hướng về Triệu Kinh Vĩ. Đây là cơ hội báo thù duy nhất của Cổ Hoa các ngươi, ngươi hẳn là nên mang theo vũ khí đặc biệt. Ngã xuống nơi này thì không còn cơ hội dùng nữa, ngươi đừng có lại lãng phí. Khương Phàm, ngươi thật ngông cuồng. Triệu Kinh Vĩ vung tay tế lên hai khối bảo cốt. Một khối ngậm đến trong miệng, dùng sức cắn chặt, một khối nắm ở trong tay, dùng máu tươi thẩm thấu. Đây là thánh cốt được phong tồn đến từ hoàng thất. Lúc trước bọn hắn rời khỏi hoàng thành xuôi nam săn giết Khương Phàm đã đặc biệt mời từ trong tổ tử đi ra, toàn bộ đều là dùng xương đầu tiên tổ tế luyện mà thành. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn mang theo bảo cốt rời khỏi, hoàng thành đã hết rồi. Giống, Triệu Kinh Vĩ gào thét như dã thú, bằng vào thiên nhân linh văn cưỡng ép cướp đoạt năng lượng đất trời, đứng chịu mũi xào chính là thánh cốt trong miệng, thánh uy minh mông giống như con sông, biển hồ, tràn vào thiên nhân chiến khu của Triệu Kinh Vĩ. Nương theo thiên nhân chiến khu đặc biệt mà thể chất cường hãn, hắn cưỡng bức chịu đựng lấy loại thánh uy này. Từ chiến khu đến cảnh giới, bắt đầu tăng vọt, ngạnh kháng thiên mệnh chiến giới. Toàn trường sao động, rõ ràng cảm nhận được khí tức từ chiến trường. Cường giả hoàng tộc chậm rãi gật đầu, đây chính là chỗ nhanh nhẹn dũng mãnh của thiên nhân chiến khu, có thể cướp đoạt năng lượng, càng có thể chịu đựng năng lượng, thân thể bán thánh có thể thể hiện uy lực thánh linh. Một khi Triệu Kinh Vĩ tới gần cảnh giới thánh linh, pháp trận áp chế của Khương Phàm liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó Triệu Kinh Vĩ liền có thể hoàn ngược Khương Phàm. Triệu Kinh Vĩ dung chuyển thiên mệnh chiến giới, uy thế cảnh giới cùng chiến khu đều cưỡng ép bước lên bát trọng thiên. Cái này còn chưa kết thúc, Triệu Kinh Vĩ còn ngưng tụ thiên nhân ấn, trực tiếp dung nhập vào trong lòng bàn tay, mà trong lòng bàn tay còn nắm thánh cốt đã nhuộm dần máu tươi. Khương Phàm, bây giờ mới là bắt đầu. Triệu Kinh Vĩ cuồng dã trùng sát, tay phải sáng chói, mãnh liệt kéo về phía trước phái đi ra, đất trời bạo động, giống như muốn sụp đổ. Cảnh giới tăng lên, pháp ấn dung hợp, dưới sự thôi động của hai khối thánh cốt, uy lực một kích này còn mạnh hơn trước đó gấp mấy lần, có thể so với đỉnh phong bát trọng thiên. Là vừa bắt đầu, nhưng cũng muốn kết thúc. Khương Phàm đứng nguyên tại chỗ, hai tay chỉ lên trời. Tử khí lại lần nữa sôi trào, phóng lên tận trời, ngưng tụ đao cương tuyệt thế, lần này, không ngừng liên tục phóng thích liệt diễm, huyết khí, hồn khí. Một thanh cự đao màu tím nhanh chóng ngưng tụ. Tàn đao tam thức, thức thứ hai, khai thiên thức. Lực lượng cường đại kích phát cơ thể, linh hồn, cùng linh văn, nghiền ép tất cả tiềm lực, cường thế dung hợp, hình thành phóng thích cực hạn, diễn dịch một kích đỉnh phong. Ba cái càng mạnh. Uy lực của khai thiên thức càng khủng bố hơn. Khương Phàm trải qua 5 tháng lắng đọng, các mặt đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, bất luận là thức tỉnh huyết mạch, hay là thăng hoa linh văn, càng quan trọng hơn là, hắn đã cùng bát hoang chiến trụ và tàn đao giao hòa chiều sâu. Còn có, hai thần nhãn của hắn cùng chiến khu được đế huyết rèn luyện.
ầm ầm, thiên đạo oanh minh, dẫn động mây mù trên bầu trời cuồn cuộn, giờ khắc này phóng thích, uy lực bá tuyệt toàn trường. Chém! Hai tay Khương Phàm vung đánh, thiên đao hoành không, xé rách càn khôn, quét ngang về phía trước. Nơi xa, số lượng lớn cường giả đều run rẩy ở trong lòng, đã nhận ra một loại khí tức để bọn hắn kinh hãi. Ầm ầm, oanh minh điếc tai, năng lượng ngút trời, như có vầng thái dương nổ tung tại sa mạc, cường quang chiếu thấu không gian. Quá mãnh liệt, trực tiếp lan đến người vây xem xung quanh. Thực lực thiên nhân ấn đã tăng nhiều, nhưng lại lần nữa vẫn bị cường thế bổ ra. Đao thế kinh khủng mang theo tiềm lực toàn thân Khương Phàm, nhất là năng lượng trong thần nhãn kia, vô tình bổ vào trên thân Triệu Kinh Vĩ. Ầm ầm, trận bạo tạc đinh tai nhức óc, lần nữa khuấy động Đại La Sơn. Triệu Kinh Vĩ bị đối diện bổ ra, chiến khu be bét máu thịt, cơ thể hơn 50 mét nằm ngang bay ra ngoài. Toàn trường kinh hô, vô số người thể hiện rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Lại là một đao bổ ra. Đây là đao pháp gì? Vậy mà lại có thể liên tiếp ngạnh kháng thiên nhân ấn. A, à, Triệu Kinh Vĩ vừa mới ổn định, lại lần nữa gào thét, lần này đều nhét hai khối bảo cốt vào trong miệng, cưỡng ép nuốt xuống. Kích phát thiên nhân linh văn, hấp thu thánh cốt uy lực. Chiến khu của hắn nhúc nhích, kịch liệt phồng lên, cảnh giới tiếp tục tăng vọt, giống như muốn chân chính bước lên cảnh giới thánh linh. Giờ khắc này thiên mệnh chiến giới đều giống như muốn ép không được hắn. Thiên nhân ấn. Triệu Kinh Vĩ kích phát năng lượng toàn thân, ngưng tụ thiên nhân ấn mới. Thiên nhân ấn mới mơ hồ mông lung, phóng thích ra ba động làm cho người ta sợ hãi, càng có loại kiềm chế khó nói nên lời hơn. Triệu Kinh Vĩ muốn rách cả mí mắt, nhận lấy đau đớn to lớn, trực tiếp dung nhập thiên nhân ấn vào trong thân thể. Phóng thích, dung hợp, đây là hai vấn đề của thiên nhân ấn. Ầm ầm, Triệu Kinh Vĩ bộc phát khí thế, chiến khu khổng lồ phát ra uy thế kinh người giống như thiên nhạc, hai con mắt đều phát ra cường quan chói mắt. Tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời, cát đá dưới đại địa đang gào thét. Giờ khắc này, hắn giống như trở thành thiên nhân chân chính. Vùng không gian này đều đang bạo động. Đây mới là thiên nhân chiến khu, uy lực thiên nhân chân chính. Tiếng Triệu Kinh Vĩ hét lớn như thủy triều, đuổi giết Khương Phàm. Cơ thể hắn kịch liệt phồng lên, đường vân bộc phát ánh sáng đến cực hạn, uy lực thiên nhân toàn diện phóng thích. Toàn trường yên tĩnh, mấy triệu đôi mắt đều như tỏa sáng gắt gao tiếp cận chiến trường. Mà đối mặt với uy thế khủng bố tuyệt luân như thế, rốt cuộc Khương Phàm cũng hành động. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, toàn bộ bốn, bản thân, đã thức tỉnh, trùng kích huyết mạch, khuấy động thần hồn, thực lực tăng vọt, ngay cả uy thế của thiên mệnh chiến giới cũng tiếp tục được tăng cường. Triệu Kinh Vĩ nhận tứ trọng áp chế, cảnh giới cùng huyết nhục chiến khu gian nan tăng lên lại nhiều lần hạ xuống. Khương Phàm sôi trào lên liệt diễm ngập trời, bao phủ trời cao, bên trong hiện ra hình ảnh mông lung, phảng phất trải rộng ra bức tranh vạn cầm, miêu tả tất cả linh cầm từ thời đại hoang cổ đến nay. Có Phượng Hoàng lăng tiêu, uy hiếp tám phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp dân chúng, có chim loan vén núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tước dương cánh, bá tuyệt một phương, nhiều loại mãnh cầm, từng loài hiển hiện, cùng thi triển hung uy. Nhưng, tại đỉnh cao nhất của bức tranh, lại có thân ảnh đáng sợ đốt cháy khung trời, Chu Tước. Chu Tước phục thiên thuật. Khương Phàm bay lên không, hình thành tuyệt thế thần uy chấn nhiếp vạn cầm, phục sát vạn linh. Triệu Kinh Vĩ nhận phải áp chế, cũng đã điên cuồng, hắn dùng toàn lực kích phát năng lượng thánh cốt, thúc giục thiên nhân ấn dung hợp, đối diện giết tới. Uy lực một quyền lay động đất trời, không gian sóng lớn giống như đại dương oanh động, phảng phất thiên nhân lâm thế, mà không chỉ là thiên nhân linh văn. Ầm ầm, trận bạo tạc thảm liệt, lần nữa lay động đất trời. Cường quang, năng lượng, cuồng phong, trong nháy mắt đã tàn phá bừa bãi tám phương, khủng bố ngập trời, chật ních trong tầm mắt mọi người. Sâu trong va chạm, Khương Phàm cưỡng ép ngăn chặn, nhưng Triệu Kinh Vĩ đã bị đối diện đánh lui, hai tay vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Chấn! Khương Phàm chỉ đại sơn thượng cổ phía xa, giống như mãnh thú cuồng kích bay ngang qua bầu trời, chống đỡ năng lượng bạo động đánh về phía Triệu Kinh Vĩ. Triệu Kinh Vĩ chật vật ổn định, tức giận đến không kiềm chế được, rõ ràng đã toàn lực ứng phó, vậy mà lại thua hết lần này tới lần khác, cảnh giới áp chế đáng chết, để toàn thân hắn khó chịu không nói ra được. Hô 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 hô! Núi lớn hoành hành, quy mô tăng vọt,
kích thước 20-30 mét từ trước đó, đã đạt đến 100 mét, khí lãng sôi trào càng là có thể so với thiên nhạc. Triệu Kinh Vĩ thôi động năng lượng, cưỡng ép tạo nên hai tay, nhấc lên trọng quyền, đối diện bạo kích. Oanh! Núi lớn bị cưỡng ép chấn mở, nhưng thân thể vừa mới trọng thương lại run rẩy kịch liệt, chật vật tháo chạy vài chục bước. Ngay sau đó, ngọn núi lớn thứ hai, thứ ba, không ngừng liên tục lao tới. Triệu Kinh Vĩ điên cuồng ngạnh kháng, nhưng lực lượng lại khó kiểm soát, càng ngày càng chật vật, khi ngọn núi thứ 38 va chạm, trọng quyền của hắn đã trực tiếp vỡ vụn, ngực bụng nhấc lên, chỗ thủng phun máu. Nhưng, núi lớn vẫn không trở ngại, liên tiếp oanh kích. Lùi cho ta, miệng Triệu Kinh Vĩ đầy máu tươi, kích phát đường vân toàn thân, chấn động thánh cốt trong cơ thể, ở trong chớp mắt phóng xuất ra ba động khủng bố. Nhấc lên uy lực và năng lượng vô tận giống như biển động, cuồn cuộn trên chiến trường, gian nan đánh lui tất cả núi lớn. Nhưng, khi năng lượng đang cuồn cuộn, núi lớn tháo chạy, trong chốc lát, một bóng người đã rạch phá không gian ra, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Quá nhanh, cứ như mạnh hơn giới hạn không gian, càng không nhìn lấy hắn cưỡng ép thả ra năng lượng bạo động. Chu Tước Lăng Thiên Thuật. Sau khi Khương Phàm lắng động toàn diện, hắn đã nhanh chóng thi triển ra, áp đảo phía trên Vạn Cầm Thiên Hạ. Biểu tình dữ tợn trên mặt Triệu Kinh Vĩ còn đang khuếch tán, tiếng gào thét điên cuồng còn không có dừng lại, thì thân ảnh trong con mắt kia đã tới gần. Ở trước mặt siêu cấp chiến khu hơn 50 mét của hắn, thân ảnh kia lộ ra vô cùng nhỏ bé, lại tại lúc hắn giật mình, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước đầu của hắn. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Khương Phàm 4 lần kích phát lực lượng đỉnh phong. Tại thời khắc này đã toàn diện múa bút, huyết mạch sôi trào, linh hồn gáy to, siêu cường truyền thừa chém giết chư thần, săn giết vạn thú, tại thời khắc này đã được phóng thích cực hạn. Triệu Kinh Vĩ ngưng tụ con ngươi, ánh sáng đường vân trên cơ thể lại tăng vọt, hấp thu tất cả tiềm lực. Không phải phản kích, mà là tự bảo. Đây là chiến thuật bọn hắn nghiên cứu trước đó, nếu như ép không được Khương Phàm, liền trực tiếp tự bảo, mà còn là khống chế thánh cốt tự bảo. Bọn hắn không muốn sống đi xuống Đại La Sơn, nhưng cũng không muốn cho Khương Phàm còn sống nghênh đón trận chiến thứ hai. Nhưng, Khương Phàm phòng chính là tự bạo, giờ khắc này săn giết thể hiện ra tốc độ cực hạn, thế công bá đạo. Phốc phốc, Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, hai tay quét ngang, trong chớp mắt đã xuyên thủng đầu Triệu Kinh Vĩ, máu tươi phun tung tóe, tương thủy hắt vẫy. Năng lượng đang thả ra lập tức mất khống chế, cái đầu to lớn nổ nát vụn ngay tại chỗ. Mấy triệu người xem liên miên an tĩnh, rung động nhìn thân thể liệt diễm xuyên qua đầu lâu kia, kinh ngạc nhìn thiên nhân chiến khu kia bay ngược trên mặt đất. Trận chiến đầu tiên, cứ kết thúc nhẹ nhõm như vậy. Hai vị bán thánh, cứ liên tiếp chết trận như vậy sao? Bọn hắn giống như nằm mơ, càng khó có thể tiếp nhận hơn. Thiên nhân chiến khu nhanh nhẹn dũng mãnh, bán thánh tiếp cận tới cảnh giới thánh linh, cứ như vậy mà ngã xuống bên trên Đại La Sơn. Tâm tình của tất cả các cường giả hoàng tộc hoàng đạo đều trở nên nặng nề. Bọn hắn dự cảm đến Khương Phàm có thể thắng, nhưng không nghĩ tới có thể thắng được đơn giản như vậy. Hai thiên nhân chiến khu cảnh giới bán thánh lại không để cho Khương Phàm dùng hết toàn lực, thậm chí đều không có để Khương Phàm thấy máu. Không thể nào, điều đó là không thể nào, hắn sao có thể mạnh đến trình độ này. Cổ Hoa Thánh Linh dùng sức nắm tay, khó mà tiếp nhận được cục diện như thế. Đây không chỉ mang ý nghĩa bọn hắn đã báo thù thất bại, càng làm cho thiên nhân chiến khu chịu nhục ở trước mặt Thương Huyền. Đây không phải sinh tử chiến, đây là ngược chiến. Vô hồi thánh chủ, bọn người Khương Hồng Võ đều âm thầm rung động. Ca ca thật mạnh. Khương Uyển Nhi đã thật lâu không nhìn thấy ca ca lên đài tác chiến, cứ việc huyễn tưởng qua hình tượng hắn vĩ ngạn cường hãn ở trong đầu, nhưng còn không có kích thích cùng rung động như chiến cuộc trước mắt. Trận chiến thứ hai. Là tiếp tục bắt đầu, hay là các người bỏ phiếu đề cử? Khương Phàm móc ra hai khối bảo cốt trong thân thể Triệu Kinh Vĩ, thu vào thông thiên tháp, sau đó đi đến trước đó trong phế tích, cùng thu Triệu Kính Quốc vào thông thiên tháp. Thiện ý nhắc nhở một câu, quy tắc sinh tử chiến, không có quy tắc, ở Đại La Sơn này, rốt cuộc là đối với ai càng có lợi hơn, bây giờ nói còn quá sớm. Phách lối. Hình phù đồ nhịn không được, cất bước liền muốn khiêu chiến. Thái Tuế, không nên vọng động. Đại trưởng lão dùng sức đè bả vai hình phù đồ lại. Khương Phàm có thể đánh lui thiên nhân chiến khu, không chỉ bởi vì hắn có thể áp chế cảnh giới,
Thánh Vương thiên phẩm linh văn mới là quan trọng nhất. Thiên phẩm linh văn muốn vây bắt Khương Phàm, trừ phi ba người trở lên, nếu không căn bản không thắng được. Hình phù đồ dùng sức hất tay đại trưởng lão ra, lồng ngực cuồn cuộn chiến ý mênh mông. Khương Phàm càng mạnh, càng có thể kích thích chiến ý trong hắn. Kẻ địch mạnh như vậy, càng cần loại tồn tại như hắn này đi khiêu chiến, đi chém giết hơn. Khương Phàm có thể đánh tan thiên nhân chiến khu, nói rõ hắn áp chế không chỉ có cực hạn tại cảnh giới, còn có huyết mạch cùng lực lượng. Khương Phàm có thể thắng được nhẹ nhõm như vậy, cũng nói hắn còn có sát chiêu khác. Bây giờ ngài còn không thể xuất chiến. Thái độ của miếu chủ vô cùng kiên quyết, không nhìn thấu Khương Phàm, tuyệt đối không thể bỏ mặc hình phù đồ xuất chiến. Ta không xuất chiến, ai còn dám xuất chiến? Hình phù đồ đưa ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả hoàng tộc hoàng đạo. Các ngũ hoàng tộc trước đó còn kích động đội, bây giờ phổ biến đều đang trầm mặc. Khương Phàm có thể dễ dàng đánh giết thiên nhân chiến khu như thế, tất nhiên đã mang tới cho bọn hắn áp lực thực lớn, ngay cả đội ngũ hoàng đạo đều trở nên an tĩnh, trưởng giả dẫn đội đều chậm rãi lắc đầu, ra hiệu các thiên kiêu sao động ở sau lưng an tâm chớ vội. Dần dần, mọi người đều nhìn về vạn đạo thần giáo, đang mong đợi bọn hắn lên đài. Vạn đạo thần giáo không để cho bọn hắn thất vọng. Giáo chủ thứ ba, Sở Phong Trần đứng ở phía trước giật trường bào ra, lộ ra chiến khu điêu luyện. Đệ tử, ta nên xuất chiến, hãy nhìn ta. Sở Phong Trần không có bởi vì Khương Phàm ngược sát hai tôn thiên nhân mà e ngại, trên khuôn mặt anh Tuấn còn mang theo nụ cười thản nhiên. Bọn người đại tư tế rất có lòng tin đối với Sở Phong Trần, bởi vì trong mấy tháng này Sở Phong Trần cũng đã bế quan chiều sâu, mà người chỉ đạo hắn bế quan chính là đế quân. Đây là bí mật không có người khác biết, càng là bọn hắn đã cùng đế tộc làm giao dịch. Trước đó hợp tác cùng Cổ Hoa, bản ý là để hai vị bán thánh tiêu hao năng lượng của Khương Phàm, để Khương Phàm thấy chút máu, không nghĩ tới lại sẽ như thế này, nhưng không quan trọng, bọn hắn có tổn thương Khương Phàm hay không, đối với Khương Phàm mà nói cũng không có ý nghĩa gì, nhưng đối với thắng lợi nắm chắc trong tay như bọn hắn mà nói, lại có ý nghĩa. Đế tử, Sở Phong Trần đang muốn rời khỏi. Nhưng không có được đáp lại. Bọn người đại tư tế không để lại dấu vết liếc mắt dấu đế tử ở trong đội ngũ, ngoài ý muốn phát hiện đế tử lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, tinh mâu lấp lóe hào quang, ngắm nhìn thân ảnh nào đó bên trong mê vụ hỗn độn. Là đang nhìn thiên hậu sao? Bọn hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mới kéo ánh mắt đế tử trở về. Đi thôi, đánh phấn khích chút, đừng phụ lòng đế quân kỳ vọng. Đế tử lại nhìn mê vụ hỗn độn. Khóe môi nhếch lên nụ cười ý vị sâu xa. Dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại trận chiến này. Dưới sự chú ý của mấy triệu đôi mắt tại toàn trường, Sở Phong Trần đi đến Đại La Sơn. Nhưng khi đi đến trên nửa đường lại ngoài ý muốn ngừng lại, nhìn phía Thái Cổ Thần Miếu. Ha ha, thất lễ, hẳn là nên ưu tiên tiền bối. Thái Tuế, mời ngài trước. Ngôn ngữ mang theo kính ngữ, nhưng ý nghĩa trong lời nói lại mang tới trào phúng. Ai cũng biết ân oán giữa Thái Tuế cùng Khương Phàm, hai lần thua liên tiếp tại Thượng Thương Cổ Thành, cuối cùng lưu vong trong địa ngục U Minh, nếu như không phải thần miếu tự mình ra tay, chỉ sợ cũng phải chết ở nơi đó. Sắc mặt hình phù đồ âm trầm xuống, đang muốn nghênh chiến thì đại trưởng lão ở bên cạnh đã nói trước một bước. Thái Tuế chỉ là vinh nhục cá nhân, là chuyện dâu ria, nhưng căn cơ của vạn đạo thần giáo ngươi bị hủy, lòng báo thù cao, vẫn là ngươi trước đi. Sở Phong Trần tràn đầy tự tin, ngôn ngữ nhẹ nhõm. Nếu như ta giết Khương Phàm, chẳng phải là Thái Tuế không có cơ hội tự mình báo thù. Để lại khúc mắc như thế này, không sợ ba thế tương lai của hắn không vào được Thánh Hoàng. Mặt mũi các cường giả Thái Cổ Thần Miếu đều không ngờ, nhưng bận tâm hình tượng, lại không tiện bộc phát. Ngươi có thể giết Khương Phàm rồi nói sau. Ha ha, ha ha. Sở Phong Trần cởi mở cười to. Bay lên không sông về Đại La Sơn. Chiến ý bành trướng, nhiệt huyết dâng cao. Hắn muốn thay vạn đạo thần giáo cứu vãn danh dự tại Đại La Sơn. Hắn muốn chém giết Khương Phàm, chấn kinh thương huyền, dùng cái này tiếp quản vạn đạo thần giáo. Hắn là ai, có người nào biết không? Phó giáo chủ thứ ba của vạn đạo thần giáo, Sở Phong Trần. Danh xưng truyền nhân mạnh nhất mấy trăm năm qua của vạn đạo thần giáo. Từ khi bắt đầu thức tỉnh linh văn đã liền được giáo tổ bọn hắn tự mình bồi dưỡng. Qua được giáo tổ tự mình chỉ đạo, thì ra trên đời này thật sự có người xuất sinh liền đứng đỉnh cao của chúng sinh sao?
Vạn Đạo Thần Giáo đặc biệt định cho hắn thân phận phó giáo chủ, nghe nói là muốn chính thức tiếp quản vị trí giáo chủ. Nếu như Vạn Đạo Thần Giáo thật muốn điều động tài nguyên bồi dưỡng Thánh Hoàng Linh Văn mới, Sở Phong Trần là người có hy vọng nhất. Chờ mong, thật chờ mong, cuộc thi đấu khiêu chiến này quả nhiên đặc sắc, kinh bạo. Biển người oanh động, bầu không khí lần nữa tăng vọt. Trận đầu, hai vị bán thánh đăng tràng. Trận thứ hai, trực tiếp là Thánh Vương Thiên Phẩm. Không hổ là cuộc chiến sinh tử được cả Thương Huyền chú ý. Tất cả các cường giả hoàng tộc hoàng đạo khẽ nhíu mày, đều cảm nhận được mấy phần kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết tình huống của Sở Phong Trần, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao của thế hệ này tại Thương Huyền, các mặt đều có thể xưng là hoàn mỹ. Chính bởi vì như thế này, Vạn Đạo Thần Giáo không nên hắn ném tới chiến trường sinh tử, lại còn là trận thứ hai, lại còn là một mình. Đây chính là sinh tử chiến, đối thủ là Khương Phàm hung tàn, là thần hoàng kiếp trước. Trừ phi, Sở Phong Trần thật sự có nắm chắc, mà phải là nắm chắc 80% trở lên. Bọn người Giả An Nhiên cũng đều cảnh giác lên. Nếu như Vạn Đạo Thần Giáo không phải người ngu, thì chính là tỉ mỉ chuẩn bị sát cục. Chính ngươi. Khương Phàm đánh giá nam tử trước mặt. Chính ta còn chưa đủ. Sở Phong Trần vung tay ném ra bảo cốt Thánh Vương. Vạn Đạo Thần Giáo đều đưa bảo cốt Thánh Vương cho Cổ Hoa, đụng không ra càng nhiều bảo cốt rồi. Khương Phàm tiếp được bảo cốt, sau khi thưởng thức đơn giản, liền đánh về phía bầu trời, do địa ma thụ quấn quanh khống chế. Sở Phong Trần ta không cần người khác giúp đỡ, ha ha, vướng bận. Ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì bắt đầu. Ta là Niết Bàn cảnh thất trọng thiên, cùng cảnh giới của ngươi giống nhau, ngươi không cần thiết phải động pháp trận, cứ đánh như vậy. Pháp trận đã tản ra, ngươi và ta, cứ đánh như vậy. Tốt, Khương Phàm, để cho ta xem ngươi có tư cách gì dám xưng chủ nhân Thương Huyền. Ánh mắt Sở Phong Trần bỗng nhiên ngưng tụ, con người biến thành lôi văn bảy sắc quỷ dị, giống như là bảy con thiên long đang thần bí quay quanh trong con mắt, khí thế cả người đột nhiên trở nên bá đạo mà uy nghiêm. Thiên lôi bảy màu, toàn thể cường giả hoàng đạo Thương Huyền cùng kinh hô lên, khó có thể tin mà tiếp cận đôi mắt của Sở Phong Trần. Linh văn của Sở Phong Trần và linh văn của Vạn Đạo Thần Tôn, đều là hồng hoang thiên lôi. Thiên lôi năm màu có thể hủy diệt thánh linh, thiên lôi sáu màu là trấn sát thánh vương, thiên lôi bảy màu có thể sánh vai thánh hoàng, thiên lôi tám màu có thể hiện ra thần uy, thiên lôi chín màu là thiên phạt chi lôi đăng thiên kiều. Năm đó tại cuộc chiến đăng thiên kiều, Khương Phàm đã nghênh tiếp thiên lôi chín màu đầu tiên. Không phải Sở Phong Trần là thiên lôi sáu màu sao? Từ lúc nào mà hắn đã biến đổi thành thiên lôi bảy màu rồi? Sở Phong Trần là Thánh Vương Thiên Phẩm, nhưng sinh ra màu thứ bảy, mang ý nghĩa hắn đang trùng kích đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm. Năm tháng này Sở Phong Trần đã trải qua cái gì? Vạn Đạo Thần Giáo cần dốc hết tài nguyên mới có thể bồi dưỡng Thánh Hoàng Thiên Phẩm mới, chẳng lẽ Vạn Đạo Thần Giáo đã chọn Sở Phong Trần là Thánh Hoàng hạ nhiệm sao? Tất cả cường giả hoàng đạo đều khó mà bình tĩnh được, bình thường mà nói. Bát bộ hoàng đạo không dám tùy tiện lãng phí tài nguyên bồi dưỡng Thánh Hoàng Thiên Phẩm, thứ nhất là có thể ép khô toàn bộ tiềm lực của hoàng đạo, thứ hai nếu như thất bại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên trừ phi là Thánh Hoàng đương nhiệm bắt đầu suy yếu, nếu không tuyệt đối sẽ không thử. Mà lúc này giờ phút này, Sở Phong Trần lại xuất hiện tia thiên lôi thứ bảy, mang ý nghĩa chính thức khởi xướng trùng kích đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn chấn kinh. Trách không được Sở Phong Trần dám đăng tràng ở trận chiến thứ hai. Màu thứ bảy hẳn là vừa mới xuất hiện, còn không phải là Thánh Hoàng Thiên Phẩm, nhưng đã bắt đầu tiếp cận. Khương Phàm nguy hiểm, Khương Phàm thật nguy hiểm. Ngay cả Cửu Thiên Thần Giáo cũng bắt đầu khẩn trương. Một màn này hiển nhiên vượt quá dự liệu của tất cả bọn hắn. Ánh mắt Khương Phàm có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm lôi văn bảy màu trong đồng tử của Sở Phong Trần, màu sắc thứ bảy như ẩn như hiện. Vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng ít ra cũng mang ý nghĩa đã ra đời. Vạn Đạo Thần Tôn vì để giết hắn, dốc hết vốn liếng sao? Sở Phong Trần, lên đi! Các cường giả Vạn Đạo Thần Giáo phấn chấn hô to, tất cả khói mù quét sạch sành xanh, bọn hắn kích động đến sôi trào nhiệt huyết. Đây không phải thần giáo bọn hắn dùng tài nguyên bồi dưỡng, mà là Bắc Thái Đế Quân tự mình mở cho ra cho hắn. Khương Phàm, người chuẩn bị xong chưa? Sở Phong Trần dâng lên lôi quang ở hai tay, lôi quang cũng không chói mắt, ngược lại có chút mông lung, tán loạn giữa huyết nhục hài cốt, để hai tay kia bàng trở nên vô cùng thần bí,
phảng phất tùy tiện có thể đè sập thiên địa, đánh tan vạn loại võ pháp. Giao ra thánh cốt một khắc này, đã bắt đầu. Khương Phàm khống chế 81 tòa đại sơn thượng cổ, đưa tay chấn động, núi lớn oanh minh, giống như siêu cấp chiến binh đến từ thượng cổ, không thể phá vỡ, hoành hành vô địch, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía Sở Phong Trần. Oanh! Sở Phong Trần đạp động xiềng xích, lập tức hành động, hai tay mông lung lại nặng nề, hắn hét lớn một tiếng, vung mạnh quyền xuất kích, cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc, ngọn núi lớn đối diện đầu tiên bị đánh tan trong nháy mắt. Núi lớn tới có bao nhiêu tấn mãnh, lùi có dứt khoát bấy nhiêu. Toàn trường kinh hô, đối với tràng cảnh tan tác trận đầu của thiên nhân chiến khu, thì ngay bây giờ tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được sự cường hãn của Sở Phong Trần. Ầm ầm. Sở Phong Trần dữ dội xuyên qua 81 tòa đại sơn thượng cổ chặn đánh, ngang nhiên giết tới trước mặt Khương Phàm. Đánh đâu thắng đó, rung động toàn trường. Sở Phong Trần trực diện với Khương Phàm, hoàng lôi bảy màu mông lung ở hai tay tại thời khắc này đã trở nên rõ ràng, cường quang chói mắt, lôi uy cuồn cuộn, hư không xung quanh đều giống như muốn vỡ ra. Đánh với ta, ngươi còn muốn trốn ở phía sau tảng đá. Không thể nào. Sở Phong Trần vung mạnh quyền cuồng kích. Ngay cả phiến thiên địa đều bắt đầu lay động, loại khí tức kia, sức chấn động kia, để cho người ta thần hồn bất ổn, muốn đi theo sụp ra. Hai tay Khương Phàm phồng lên, nhiệt huyết cuồn cuộn, bát hoang chiến trụ giống như dung nham nóng hổi quán chú cánh tay, nắm đấm. Trong nháy mắt đã đánh ra ngàn vạn cực cảnh, ngạnh kháng Sở Phong Trần. Bạo khởi nắm đấm, tử khí cuồn cuộn, giống như sao chổi sáng chói đang đập xuống. Ầm ầm, Đại La Sơn lay động lịch liệt. Xiềng xích xung quanh đều loạt soạt giòn vang. Hai người đều theo đó mà run rẩy, nhưng ai cũng không có lùi bước, mà trong chớp mắt đã liên tiếp huy động quyền cước. Rầm rầm rầm. Khương Phàm, Sở Phong Trần dã man giết tới cùng một chỗ, khẩn thiết va chạm, từng tiếng điếc tai. Lôi uy cuồn cuộn, bá liệt cuồng dã, xé rách không gian. Tử khí mãnh liệt, cương mãnh như đao, đất trời run rẩy. Hai người càng đánh càng cuồng. Đánh tới cực hạn, năng lượng tàn phá bừa bãi che mất Đại La Sơn, thậm chí còn lan đến dãy núi xung quanh. Số lượng lớn cường giả không thể không tháo chạy, là vì loại khí tức này mà cảm thấy tim đập nhanh. Thật mạnh, tất cả thiên kiêu nhân kiệt hoàng đạo đều có chút ngạc nhiên. Sở Phong Trần không chỉ có thế công mãnh liệt, tốc độ lại tấn mãnh, giống như hoành hành ở trong hư không. Khương Phàm thi triển lăng thiên thuật, mạnh hơn thiên bằng nhanh chóng để lại tàn ảnh đầy trời. Từ các dãy núi xung quanh trông qua, bọn hắn tựa như hai đoàn lôi chiều đang di chuyển, không ngừng va chạm, tỏa sáng chói mắt, không gian đổ sụp, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Rất nhiều người đã tái nhợt sắc mặt, không hổ là thánh vương thiên phẩm quyết đấu, thật sự đáng sợ. Sau mấy hơi ngắn ngủi, nương theo tiếng oanh minh chấn thiên động địa, Khương Phàm và Sở Phong Trần đều đồng thời tháo chạy, sau khi liên tiếp nhấc lên, thì đều rơi xuống trên xiềng xích. Không tệ lắm. Chu Tước lại có thể so đấu lực lượng cùng hoang lôi. Sở Phong Trần bắn ra lôi quang trong đôi mắt thâm thúy, đường vân bảy màu giống như là thất long quay quanh, phát ra uy thế kinh khủng. Hắn có chút ngoài ý muốn, rất khó tin khi thấy Khương Phàm có thể đối kháng chính diện với hắn. Trước đó, lúc rời khỏi đế tộc, hắn còn tràn đầy lòng tin, có loại hào hùng khí thôn sơn hà, duy ngã độc tôn, thế nhưng Khương Phàm lại có thể bằng vào tốc độ cùng lực lượng cuồng dã chiến đấu với hắn. Không mảy may rơi xuống hạ phong. Loại cảm giác này quá tệ. Lại đến thử một chút. Toàn thân Khương Phàm nhúc nhích, từng loại thú văn quái dị lan tràn trên cơ thể, cùng bát hoang chiến trụ giao hòa, theo tử khí cuồn cuộn, bày biện ra thú ảnh cuồng bạo, theo thứ tự là hồng hoang man long, thái thản cự viên, mãnh mã cự tượng, cùng thao thiết. Bọn chúng là những di cốt Khương Phàm lấy được từ thượng thương cổ thành kia, sau khi luyện ra tổ nguyên dịch từ bên trong. Hắn đã cho hòa tan vào thân thể. Trong năm tháng tu luyện này, tất cả đã được Khương Phàm kích phát chiều sâu, cùng bát hoang chiến trụ sinh ra trung dung kỳ diệu. Như ngươi mong muốn, tiếp lấy. Sở Phong Trần hét lớn, lôi chiều hừng hực sôi trào toàn diện, bắn ra từ máu thịt đến hài cốt, tuôn ra toàn trường, xé rách không gian, đụng chạm lấy xiềng xích tạp nhạp. Đến đây, Khương Phàm gào lớn, toàn thân cuồn cuộn tử khí, hồng hoang man long. Thái thản cự viên các loại giống như vượt qua không gian và thời gian mà sống lại, khi thì cuồn cuộn tại bên trong tử khí, khi thì va chạm dung nhập huyết cốt Khương Phàm. Toàn trường bạo động, rung động nhìn một màn này.
Oanh! Khương Phàm cùng Sở Phong Trần đụng vào nhau, một kẻ mang theo lôi quang kinh trời, một người mang theo tử khí che lấp mặt trời, một kẻ lôi chiều như biển, một người như mãnh thú, trận va chạm cuồng bạo bắn ra cường quang vô tận, giống như mấy vạn ngọn núi lửa phun trào tập thể, lại như cự thú hồng hoang gào thét với thiên lôi. Tình cảnh rung động oanh động toàn trường. Năng lượng mãnh liệt ba động nhấc lên gợn sóng không gian. Giết giết giết! Khương Phàm, Sở Phong Trần gào thét dã man, tiếp tục va chạm. Không thể không nói, Sở Phong Trần thật sự đáng sợ, chỉ là múa bút thiên lôi đơn giản liền cùng Khương Phàm giết đến hừng hực khí thế, mà tùy ý một kích, lại như là ẩn chứa lôi đạo chí cao, đăng phong tạo cực, càng phản phát quy chân. Nhưng, Khương Phàm cũng không hề yếu, năng lượng tử khí cương mãnh bá đạo, mỗi một sợi đều ẩn chứa uy lực và năng lượng cực hạn, cùng hồng hoang man long các loại phối hợp, khủng bố đến cực điểm. Ầm ầm. Đại La Sơn liên miên sụp đổ, từ độ cao 8.000 mét tiếp tục hạ xuống, xiềng xích xung quanh đều lắc lư kịch liệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó đã hoàn toàn bị năng lượng bao phủ, cứ như không gian đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Sở Phong Trần đã chủ động lui lại hơn 10 dặm, đứng trên xiềng xích, tóc dài phất phới, đôi mắt sắc bén, hai tay nhanh chóng huy động, từng luồng lôi uy minh mông lóe ra, chấn động trên trời dưới đất. Hồng hoang lôi ấn. Rốt cuộc Sở Phong Trần cũng thi triển võ pháp, xung quanh hiện ra dị tượng minh mông mà đáng sợ. Không gian nơi đó sụp đổ, đại địa lún xuống, thiên lôi vô tận hủy trời diệt rát, oanh sát sinh linh giữa thiên địa vô tận. Từ trên trời đến dưới đất, tất cả đều là lôi quang, thây ngang khắp đồng, những sợi lông vũ nhuốm máu bay cao. Tràng diện rung động lòng người, để cho người ta tê cả da đầu. Ầm ầm, một đạo lôi ấn tuôn ra, mở ra hư không, khuấy động uy thế cường đại diệt sát dân chúng, đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm càng nghiêm túc, huyết mạch càng sao động, linh hồn gáy thật to, bác thiên thuật cùng tử khí giao hòa, giống như chiến thần cùng chu tước trung uy, trong chớp mắt đã nhảy vọt lên, chém giết chư thiên thần ma. Ầm ầm, trận bạo tạc mãnh liệt chấn động đất trời, hư không cuồn cuộn. Nhưng còn không có kết thúc, ngay sau đó Sở Phong Trần phóng thích lôi chiều, lít nha lít nhít. Như có được 100.000 tia, bọn chúng kịch liệt xen lẫn, biến thành một chiến binh lôi điện, năng lượng phun trào trong cơ thể cơ hồ muốn hình thành lỗ đen, ba động khủng bố để trời đất cũng đều phải run rẩy, mấy triệu cường giả âm thầm sợ hãi. Khương Phàm hiện ra chu tước phục thiên thuật, liệt diễm vô biên, trà trộn tử khí, năng lượng hủy diệt cùng năng lượng cương mãnh giao hòa đến cực hạn, phảng phất để năng lượng chu tước phủ thêm bát hoang chiến trụ. Ầm ầm. Chiến binh lôi điện đối diện va chạm cùng chu tước mang theo tử khí, dẫn phát trận nổ lớn khủng bố tuyệt luân. Năng lượng trùng kích, hư không đều đang run rẩy. Ngay cả xiềng xích xí thiên giới vẩy xuống đều lắc lư mãnh liệt. Vạn đạo bất hủ, thiên kiếp thẩm phán. Sở Phong Trần thi triển cấm kỵ, diễn biến sức mạnh cấm kỵ đang cuộn trào sâu trong khí hải. Bình thường mà nói, thiên lôi chín màu chính là thiên phạt chi lôi vô thượng, nhưng đã đến thiên lôi bảy màu. Cũng đã bắt đầu diễn biến ra bộ phận uy lực thiên phạt, mặc dù tiêu hao rất nhiều, đối với thân thể càng tạo thành phụ tải nghiêm trọng, nhưng uy lực cơ hồ là vô địch. Tựa như thiên lôi chín màu có thể oanh sát thần linh, bao phủ đăng thiên kiều. Thiên lôi bảy màu diễn biến uy lực thẩm phán, cũng có thể diệt sát đồng cấp. Vạn vật quy nguyên, chu tước diễn thiên kiếm. Khương Phàm không có một khắc dừng lại, hắn lập tức hiện ra võ pháp, phù văn ngập trời, pháp trận trải ra. Điên cuồng cướp đoạt năng lượng ở mảnh không gian này. Lôi chiều Sở Phong Trần thả ra trước đó, nhất là năng lượng chiến binh hoang lôi, cùng năng lượng Khương Phàm thả ra trước đó, tại thời khắc này đã mênh mông mãnh liệt, tràn ngập đất trời hội tụ đến trong pháp trận chu tước. Pháp trận oanh minh, năng lượng dâng lên, đường vân chu tước diễn biến thành trường kiếm màu vàng. Ầm ầm. Sở Phong Trần ngẩng đầu lên trời hét lớn, từ sâu trong khí hải rút ra một sợi xiềng xích hoàng kim. Lôi quang oanh minh, mãnh liệt như sóng lớn, xiềng xích hoành kích, giống như chân long xuất thế, càng giống như thiên phạt giáng lâm. Toàn trường oanh động, cái uy lực thiên phạt diệt sát dân chúng kia để cho người ta rung động. Tốc độ xiềng xích thiên kiếp tấn mãnh, thậm chí không thể nói là tốc độ, vừa thả ra trong chớp mắt liền đã xé rách tất cả đại đạo pháp tắc giữa thiên địa, lập tức quấn lên chu tước diễn thiên kiếm mà Khương Phàm vừa mới thả ra. Khương Phàm đang muốn thôi động diễn thiên kiếm lao ra. Kết quả ầm ầm bạo hưởng, diễn thiên kiếm trực tiếp vỡ vụn,
hóa thành mênh mông liệt diễm cuồn cuộn tràn ngập đất trời, bao phủ cả chiến trường Đại La Sơn. Cùng lúc đó, xiềng xích thiên kiếp tỏa sáng vạn trượng, phân tán ra vô số sợi xiềng xích khác, gào thét lan tràn, mấy chục dặm hư không đều bị che mất. Khương Phàm như đột nhiên đặt mình vào hư không vô tận, nghênh đón thẩm phán cùng trấn áp của thiên đạo. Phốc phốc phốc, toàn thân Khương Phàm trong nháy mắt đã trải rộng vô số vết thương, uy lực và năng lượng kinh khủng thẩm thấu bát hoang chiến trụ, thẳng tới trong hài cốt, thậm chí là linh hồn cùng khí hải, giống như muốn chôn vùi Khương Phàm ở chỗ này. Toàn trường yên tĩnh, tất cả cường giả đều nhìn đến ngây người. Đó là một đại dương lôi điện, là một tòa pháp trường thiên phạt, mặc dù cường quang đầy trời, nhưng vẫn thấy rõ hình ảnh Khương Phàm bị nát bấy ở bên trong. Rất nhiều cường giả sợ hãi đến tuyệt vọng, không nhịn được mà run lẩy bẩy. Sắc mặt các thiên kiêu hoàng đạo trở nên nghiêm trọng, hít vào từng ngụm khí lạnh, sợ hãi thán phục trước uy thế cường đại từ những sợi xiềng xích thiên phạt của Sở Phong Trần. Không hổ là phó giáo chủ thứ ba của vạn đạo thần giáo, không hổ là người thừa kế được vạn đạo thần tôn toàn lực bồi dưỡng, không hổ là hồng hoang thiên lôi bảy màu. Loại uy thế này thật sự là để cho người ta sợ hãi, khó mà kháng cự. Khương Phàm đau đến không muốn sống, giống như muốn thật sự bị hủy diệt. Nhưng, tiềm lực của Khương Phàm cũng không chỉ tại đây. Tại thời khắc sinh tử, Khương Phàm thôi động ý thức cưỡng ép xuyên suốt phần thiên chiến vực còn đang thai nghén trong thân thể, dẫn bạo ra yêu hỏa, từ toàn thân cuồn cuộn phóng ra, ngạnh kháng xiềng xích lôi quang đầy trời. Ngay sau đó, chiến vực nở rộ cường quang, giống như thần đao kêu gọi đất trời. Mặc dù phần thiên chiến vực vẫn còn điều dưỡng trạng thái, không hoàn toàn giao hòa cùng Khương Phàm, nhưng vẫn phối hợp hắn phóng thích. Rầm rầm, xiềng xích lôi quang theo tiếng mà vỡ nát. Nhưng, thiên kiếp mới thẩm phán lại lần nữa giáng lâm. Sở Phong Trần diễn biến ra hai sợi xiềng xích từ trong khí hải, không nhìn khoảng cách không gian, nháy mắt giáng lâm, lại phân hóa ngàn vạn, hình thành ngọn sóng hủy diệt. Trong lúc nhất thời, khung trời cuồn cuộn mây đen, lôi điện vô tận đều nhận lấy dẫn dắt, phảng phất thiên phạt chân chính sắp giáng lâm. Phá cho ta! Khương Phàm hét lớn, toàn thân hừng hực. Phần thiên chiến vực triệt để giao hòa cùng cơ thể, hình thành áo giáp cứng cỏi, càng tách ra ánh sáng diệt thế vô tận, mênh mông không gì sánh được, chấn động khá cả đất trời. Giữa một cái chớp mắt, Khương Phàm như đang trở lại thiên khải, tái nhập đăng thiên kiều, thần uy lạnh đến thấu xương, đè ép đến nhân gian. Phần thiên chiến vực không chỉ là một chiến trường, mà là có thể theo ý chí Khương Phàm diễn biến thành áo giáp, vũ khí, càng có thể từ bên trong tế đàn diễn biến ra ánh sáng diệt thế. Giờ khắc này, hỗn độn nguyên hỏa đang cùng tế đàn giao hòa, đã thức tỉnh bát hoang tuyệt diễm, đều phóng thích liệt diễm rào rạt, cùng chủ tế đài là chu tước yêu hỏa giao hòa với nhau, từ phần thiên chiến vực phóng thích ra. Toàn thân Khương Phàm bạo động cường quang, phảng phất nốt lên hư không, từng khúc xiềng xích thiên phạt bị tách ra, tùy theo mà dẫn bạo toàn diện. Lôi chiều liệt diễm ầm vang nổ tung, khuấy động Đại La Sơn, cuồn cuộn trên đại địa, càng giống như muốn lật tung cả khung trời. Sắc mặt Sở Phong Trần hơi biến đổi, cái này sao có thể? Đó là xiềng xích thiên phạt, là tuyệt tích sát sinh mà đế quân chỉ đạo hắn sớm diễn biến đi ra. Để cho ta nhìn xem, xích thiên thần tôn đều đã dạy ngươi thứ gì? Khương Phàm thu hồi phần thiên chiến vực vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, hiện ra tinh thần tuyệt tích. Hắn mở rộng hai tay, toàn thân bộc phát ra uy lực và năng lượng kinh khủng. Đất trời run rẩy, hắc ám rơi xuống. Phảng phất âm dương nghịch chuyển, càn khôn làm sai lệch, màn đêm vô tận bao phủ cường quang buổi sáng sớm, như rơi vào đêm khuya. Toàn trường chấn kinh, mấy triệu ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, trong lúc bất chợt như đứng ở trong hư không mênh mông, hắc ám vô biên, giá lạnh thấu xương, hoang vu mà tử tịch. Chấn cho ta! Trong lúc bất chợt Khương Phàm lại trở nên phiêu miểu mà thần bí, giống như tuyệt thế thiên thần thao túng thâm không. Trong hư không nhanh chóng xuất hiện tinh thần. Một viên lại một viên đại tinh chuyển động, giống như tinh hà hiển hiện, trấn áp tới phía Sở Phong Trần. Đây là tinh thần đại táng bên trong Nhật Nguyệt tinh thần đại táng, cũng là chiêu thức được Khương Phàm diễn biến thành công nhất bên trong đại táng. Đây là vũ khí gì sao? Đây là năng lượng gì? Khủng bố mà lại càng thần bí khó lường. Khương Phàm có thể điều khiển tinh thần, không phải hắn là Chu Tước Linh Văn sao? Tất cả cường giả đều kinh hãi. Ngay cả những thiên kiêu hoàng đạo kia đều kinh đến. Không hổ đã từng là chủ nhân Thương Huyền,
thật sự làm cho ta ngoài ý muốn. Ngươi thử lại cấm thuật ta vừa lĩnh ngộ lần nữa. Lôi quan vạn cổ, vạn vật sinh diệt. Lôi văn xoay chuyển trong tròng mắt rực sáng sở phong trần, diễn hóa ra cảnh tượng vạn vật băng diệt, sát ý tràn ngập. Lôi chiều bảy màu từ cơ thể lập tức phóng lên tận trời, bao phủ thâm không, mỗi tia lôi chiều đều giống như xiềng xích cuồng bạo, lít nha lít nhít, hoành hành khắp nơi, cuồn cuộn giữa càn khôn. Ầm ầm, thâm không nổ lớn, tất cả tinh thần đều bị phá hủy. Xa xa nhìn lại, tựa như là mênh mông tinh thần đang bị hủy diệt, thâm không vô tận đang sụp đổ. Cái khí tức cuồn cuộn giống như tận thế kia mãi không dứt, loại khí tức tai nạn tuyệt vọng kia như tuyên cổ tồn lưu. Toàn trường chấn kinh, vô số cường giả tái nhợt sắc mặt. Ngay cả bọn người hình phù đồ cũng bộc lộ kinh sợ, vị sở phong trần này quả thật có chút thực lực, xem ra trước đó đã xem thường anh hùng thiên hạ. Khương Phàm khẽ nhíu mày, đây là bộ tuyệt kỹ của Xích Thiên Thần Tôn kia. Vậy mà lại truyền thụ cho sở phong trần. Nhưng, tuyệt tích như thế này không phải thiên lôi tám màu mới có thể thi triển sao? Rốt cuộc làm thế nào sở phong trần làm được? Khương Phàm đột nhiên cảm giác sở phong trần có chút cổ quái, nhưng lại nói không nên lời là có vấn đề ở chỗ nào. Giết! Xương cốt toàn thân sở phong trần phát sáng, kịch liệt xen lẫn diễn biến ra hai cái cốt rực ở sau lưng, sau một khắc, lôi chiều bạo động vần quanh cốt rực, diễn biến ra lôi chiều thiên rực. Sở phong trần lập tức biến mất khỏi tại chỗ, giết tới trước mặt Khương Phàm. Đây là hai cánh đế quân giúp hắn ngưng tụ, phối hợp với hồng hoang thiên lôi ảo diệu, thể hiện ra tốc độ cực hạn đuổi theo lôi điện, mà hai cánh lại cực kỳ cường hãn, càng giống như hai thanh tuyệt thế chiến đao. Khương Phàm quả quyết phong bế hư không, tái nhập chiến trường Đại La Sơn. Sở phong trần giết ra đến thâm không giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tốc độ siêu tuyệt, bôn tập Khương Phàm, lôi rực chấn động hư không, Đại La Sơn sụp đổ, loạn thạch bay loạn, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Chấn. Sở phong trần huy động lên lôi chiều vô tận bao phủ Khương Phàm, phảng phất không có bất kỳ khe hở gì cả, tràn ngập mỗi một góc trên chiến trường. Cơ thể Khương Phàm bị mở ra từng vết nứt, nhưng ngưng tụ ra hai cánh chu tước chống đỡ lôi chiều bay thẳng lên trời, lấy lăng thiên tuyệt tích, nhanh chóng đối kháng lôi chiều. Bành bành bành. Chiến trường lại lần nữa sôi trào, hai người để lại tàn ảnh đầy trời, bằng tốc độ kinh người tiếp tục va chạm nhau. Giao phong đến hoa mắt nương theo lít nha lít nhít tiếng oanh minh, để toàn trường tiếp tục lâm vào rung động không giảm. Chỉ là tốc độ cực hạn như vậy cũng làm người ta sắp nứt cả tim gan, nếu như bọn hắn đăng tràng, cơ hồ trong nháy mắt đã liền bị diệt sát, chớ nói chi là thế công cường hãn giống như thiên băng địa liệt kia, không hổ là thánh vương thiên phẩm, không hổ là tuyệt đại thiên kiêu, hoàn toàn không phải thứ bọn hắn có thể chịu, thậm chí còn tồn tại như một ngưỡng vọng. Rất nhiều tán tu cũng đã bắt đầu hiểu. Trách không được tất cả hoàng đạo nguyện ý tiếp nhận Khương Phàm khiêu chiến, muốn đánh giết Khương Phàm ở chỗ này, bọn hắn không chỉ là xuất phát từ vấn đề mặt mũi, mà là có lòng tin. Ầm ầm, răng rắc, Khương Phàm, Sở Phong Trần, giống như là hai mảnh cường quang đang dây dưa, tốc độ càng lúc càng nhanh, đều đang vỗ cánh xuất kích, đều đang dùng hết toàn lực thôi động bí thuật truyền thừa. Bác Thiên Thuật, Hồng Hoang Lôi Ấn, Phục Thiên Thuật, Thương Sinh Trầm Phù, Diễn Sinh Kiếm. Đại đạo sụp đổ, bọn hắn giết tới sôi trào, năng lượng cuồn cuộn nương theo cánh tay va chạm, hai cánh chém giết lẫn nhau. Keng! Khương Phàm mãnh liệt phóng lên, tay phải ngưng tụ Bác Thiên Thuật, đập vào bên trên lôi rực. Cùng lúc đó, hai cánh gào thét, mỗi sợi kim vũ đều giống như sắt thép đổ bê tông, vô tình chém về phía đầu Sở Phong Trần. Nhưng, cốt rực cũng không thể phá vỡ, ngạnh kháng Bác Thiên Thuật, đồng thời phun trào ánh sáng thiên phạt, cưỡng ép đẩy lui Khương Phàm. Ầm ầm, hai người không ngừng ra tay, giết tới điên cuồng, cũng giết tới lẫn nhau đẫm máu. Bầu trời tất cả đều là vết nứt màu đen, trải rộng lôi uy cùng liệt diễm khủng bố. Đại La Sơn thì bị phá thành mảnh nhỏ, triệt để biến thành phế tích, chỉ còn lại xiềng xích của Xí Thiên Giới răng ở khắp nơi. Mấy trăm hiệp chớp mắt trôi qua, Sở Phong Trần cuồng nhiệt đột nhiên toát ra một tia tà ác. Không chần chờ chút nào, trong chớp mắt. Toàn thân Sở Phong Trần đại bạo động lôi chiều, so với trước đó còn cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cường quang đâm thủng hai mắt Khương Phàm, lôi uy bao phủ thế công Khương Phàm. Sở Phong Trần thể hiện bỗng nhiên dữ tợn, toàn thân oanh minh kịch liệt, một thanh lôi đao nhanh chóng xuất hiện, nắm lấy cơ hội, vô tình chém giết tới gần Khương Phàm. Thời gian nắm, vừa đúng. Trước sau chém giết hơn ngàn hiệp,
liền chờ giây phút này. Lôi đao là rút ra từ trong thân thể, xác thực mà nói là thai nghén từ trong khí hải. Do ba tia sáng thiên lôi xen lẫn, tràn ngập thiên lôi bảy màu. Cái này cần thời gian ngưng tụ, càng cần mãnh liệt áp chế hơn. Hắn kéo dài dây dưa gần chính là chờ giờ phút này. Lôi đao bạo kích, mở ra hư không, không nhìn đến khoảng cách, trong nháy mắt đã bổ vào trên đầu Khương Phàm. Lại cùng lúc đó, lôi đao sụp ra, hóa thành vô số xiềng xích thiên kiếp, triệt để bao phủ Khương Phàm. Ầm ầm, bầu trời bạo động, máu tươi bắn tung tóe. Thiên uy hạo đáng vô tận không dứt, liệt diễm tán loạn mãnh liệt nhấc lên. Ngọa tào, toàn trường kinh hô, mấy triệu người hít vào khí lạnh, đều bị trận cướp giết đột nhiên xuất hiện kích thích cho thật sâu. Hình phù đồ, Đông Hoàng Như Ảnh và các cường giả liên tiếp tiến về phía trước một bước, ánh mắt lắc lư, không dám tin mà tiếp cận kịch biến. Trước đó bọn hắn đều bị chém giết kịch liệt kinh khủng hấp dẫn ánh mắt, đều đang bình phán xem Khương Phàm và Sở Phong Trần ai mạnh ai yếu, cũng đều đang âm thầm huyễn tưởng, nếu như đặt mình vào chiến trường, sẽ là dạng tràng diện gì, nhưng, đột nhiên xuất hiện đánh giết để bọn hắn trở tay không kịp, mà lôi quang vô tận nổ tung trong nháy mắt, càng làm cho bọn hắn run sợ không thôi. Đó là thiên kiếp lôi, đó là xiềng xích hủy diệt, không chỉ có thể hủy diệt cơ thể, càng có thể triệt để hủy diệt luân hồi. Lúc trước phần thiên thần hoàng chiến tử đăng thiên kiều, chính là bị thiên lôi chín màu cắt đứt luân hồi, ngay cả niết bàn cùng cơ hội sống lại đều không có. Tất cả nói Khương Phàm trùng sinh luân hồi, mới khiến cho thiên hạ cũng vì đó chấn kinh. Giờ khắc này, tình cảnh này, chẳng lẽ lịch sử sẽ lặp lại? Kiếp trước Khương Phàm chết tại đăng thiên kiều, hủy diệt dưới thiên lôi chín màu, kiếp này chiến tử tại Đại La Sơn, chết dưới lôi kiếp bảy màu. Giờ khắc này, thời gian như đã ngưng kết, tất cả mọi người đều lóe ra suy nghĩ của riêng mình. Phần thiên thần hoàng, vĩnh biệt. Sở Phong Trần nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn, trong lòng khuấy động sao động cuồng nhiệt. Hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Một kích tuyệt sát, kết thúc hoàn mỹ. Phần thiên thần hoàng, chiến tử tại Đại La Sơn. Sở Phong Trần hắn, một trận chiến thành danh, uy chấn thương huyền. Tốt, tốt tốt tốt, Sở Phong Trần, chết tiệt, ngươi làm quá đẹp. Vạn đạo thần giáo kích động đến mất khống chế mà gào thét liên hồi, mấy lão nhân đều nhảy dựng lên, cuồng loạn huy động nắm đấm. Quá sướng rồi. Quá kích thích. Trước đó kiềm chế sự tức giận, tại thời khắc này lại nhẹ nhàng vui vẻ. Bọn hắn giết Khương Phàm. Bọn hắn giết phần thiên thần hoàng chuyển thế. Bọn hắn ở ngay trước mặt thiên hạ, công bằng, nghiêm chính, đường đường chính chính, giết phần thiên thần hoàng. Phần vinh quang này đủ để cho vạn đạo thần giáo danh truyền cửu châu thập tam hải. Sở Phong Trần càng mang theo phần vinh quang này, một trận chiến lên trời. Nhưng, đang tại khắc thời kịch biến này, tại trong oanh động bất chợt này, giữa lôi chiều, liệt diễm bạo động đầy trời này, đột nhiên nhận lấy xé rách mãnh liệt mà dã man, tràn ngập đất trời mà rơi xuống. Trùng điệp, mãnh liệt, đều tràn vào phế tích rách mướp của Đại La Sơn dưới mặt đất. Bầu không khí toàn trường lại biến. Mấy triệu biển người liên tiếp hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía phế tích. Nơi đó có cái gì? Còn không có kết thúc sao? Dưới đáy phế tích, cường quang chiếu thấu vạn trượng, sáng đến chói mắt, pháp trận trải ra, năng lượng cuồn cuộn. Một mảnh hư ảnh chu tước nhanh chóng xoay quanh sâu trong pháp trận, hình thành vòng xoáy khủng bố, thôn phệ toàn bộ năng lượng ở bên ngoài. Bao gồm cả Khương Phàm. Bao gồm cả lôi đao thiên kiếp. Bao gồm cả liệt diễm vô tận hai người giết tới sôi trào để lại trước đó. Sâu trong địa tầng, Khương Phàm cùng đại địa mẫu khí giao hòa, mở hai mắt ra. Tại thời khắc bầu không khí toàn trường bỗng nhiên dập tắt, hắn bay thẳng lên trời, va chạm, chu tức quy nguyên trận, kéo lấy năng lượng cuồn cuộn giống như đại dương phá tan phế tích, bay thẳng lên trời. Thiên hoàng bá đao, khai thiên thức. Khương Phàm tay cầm tàn đao, dẫn dắt năng lượng minh mông hội tụ về, trong chớp mắt. Tàn đao kịch liệt chấn động, tử khí mênh mông dâng lên đao cương vô tận, năng lượng bị thôn vệ hóa thành liệt diễm, cuồng liệt quấn quanh đao cương. Oanh! Bá đao vòng kích, đao cương khai thiên, một nguồng uy lực và năng lượng hủy trời diệt đất, tràn ngập hơn trăm dặm, khiến mấy triệu sinh linh ở toàn trường hồi hộp. Sở Phong Trần bỗng nhiên ngưng tụ con ngươi, ớn lạnh toàn thân. Tất cả các cường giả trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Sở Phong Trần! Các cường giả vạn đạo thần giáo kinh hồn thét lên, hận không thể bổ nhào qua đầu tiên.
Sở Phong Trần bỗng nhiên hoàn hồn, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn quả quyết phóng thích hai khối thánh cốt, lấy lôi đạo thôi động, kích phát mênh mông thánh uy, diễn biến năng lượng cuồng chiều thuần túy, cưỡng ép ngăn chặn đao cương. Nhưng, thanh đao cương này quá kinh khủng, giống như đại dương mênh mông, bên trong thậm chí còn tràn ngập lôi kiếp còn không có bị quy nguyên thuật hoàn toàn luyện hóa, trong chớp mắt rạch ra năng lượng bổ vào trên thân Sở Phong Trần. Ầm ầm, phốc phốc, Sở Phong Trần run rẩy, huyết nhục văng tung tóe, bị vô tình đánh về phía bầu trời. Tứ chi vỡ vụn, xương trắng lộ ra, chỉ có áo giáp đặc chất bảo vệ lồng ngực cùng cái đầu may mắn thoát khỏi, nhưng va chạm mãnh liệt vẫn để hắn nội tạng vỡ vụn, đầu váng mắt hoa. Khương Phàm dương cánh bay lên đuổi giết Sở Phong Trần. Thời khắc sống còn, Sở Phong Trần đã bằng vào một chút ý thức còn sót lại, kích phát bảo thạch không gian đang yên lặng trong trái tim. Một mảnh không gian được phóng thích, quét sạch toàn thân, tại lúc Khương Phàm giết tới đã cưỡng ép cuốn hắn đi, biến mất khỏi nơi đó. Trong đội ngũ vạn đạo thần giáo, không gian vặn vẹo, thân thể Sở Phong Trần chỉ còn lại cái đầu ngã trên tế đàn vi hình trước mặt đại tư tế, máu bắn tung tóe, chật vật không chịu nổi. Cứu người! Đại tư tế và đám người bừng tỉnh, lập tức vây quanh Sở Phong Trần, nhanh chóng đút lấy đan dược vào trong miệng hắn. Toàn trường yên tĩnh, mang theo vài cảm giác lạnh người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại ngóng nhìn Đại La Sơn. Hoàn toàn không rõ đang xảy ra chuyện gì. Không phải là Khương Phàm bị đánh chết sao? Làm sao lại đột nhiên từ dưới đất đi ra rồi? Trước đó bị chém giết là ảo giác sao? Không phải chứ? Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các ngươi, phạm quy. Khương Phàm đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn đội ngũ vạn đạo thần giáo. Trước đó khi đang cùng Sở Phong Trần liều mạng tranh đấu, hắn đã lặng lẽ mở ra, ấn ký thủy tổ, lợi dụng cơ hội một lần bại lui trong đó mà chìm vào trong đất, lấy phân thân bay lên nghênh chiến. Hắn phòng chính là thiên lôi kiếp, chờ chính là Sở Phong Trần phản kích. Chỉ là không nghĩ tới, Sở Phong Trần lại gian lận, mang tới vũ khí không gian đặc thù. Đại tư tế ngăn ở phía trước Sở Phong Trần. Ngươi nói, không có quy tắc, sao là nói chuyện phạm quy? Đệ tử nhìn lên Khương Phàm, vẻ mặt khác thường. Một màn vừa mới kia rốt cuộc là thế nào? Khương Phàm rõ ràng đã bị oanh sát, phía dưới làm sao lại xuất hiện một Khương Phàm khác? Liền xem như Niết Bàn, cũng không thể nào trùng sinh tại nơi khác, mà lại còn nhanh chóng như vậy. Là ấn ký thủy tổ, Khương Phàm tại Niết Bàn cảnh đã thức tỉnh truyền thừa mạnh nhất mà cảnh giới Thánh Hoàng kiếp trước mới xuất hiện. Chu Diễm đã đoán được. Những người ở chỗ này đều không có trải qua thời đại lúc trước, cũng không có người biết truyền thừa kinh khủng nhất của Chu Tước không chỉ là Niết Bàn, còn có ấn ký thủy tổ. Nếu như không có đoán sai, Khương Phàm vừa mới ngưng tụ phân thân thủy tổ, hẳn là chính mình ngàn năm trước. Trận chiến thứ hai, vạn đạo thần giáo chơi xấu, kết thúc. Cuộc chiến thứ ba, ai đến? Khương Phàm không tiếp tục để ý Sở Phong Trần, đưa tay khiêu chiến toàn trường. Xung quanh Đại La Sơn liên miên an tĩnh, bọn hắn khiếp sợ sự cường hãn của Khương Phàm, cũng kinh ngạc lấy biến cố sau cùng. Trước khi còn không có làm rõ ràng tình huống, ai cũng không nguyện ý nghênh chiến. Cuối cùng Khương Phàm lại chỉ hướng Thái Cổ Thần Miếu. Hình phù đồ, cái đầu kia của ngươi muốn co lại tới khi nào? Ánh mắt toàn trường đồng loạt đến hình phù đồ. Hình phù đồ cũng nhịn không được nữa, hắn không để ý bọn người miếu chủ ngăn cản. Cưỡng ép đi về phía trước mấy bước. Vừa rồi hẳn là ấn ký thủy tổ, người hẳn là đã dùng đế huyết, mới sớm thức tỉnh truyền thừa mạnh nhất kiếp trước. Người khác không biết, nhưng hắn đoán được. Đó là ấn ký thủy tổ mà kiếp trước từng để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Kiếp trước hắn từng vận dụng chiến khu năm thế, nghênh chiến Khương Phàm mời chào ba ấn ký thủy tổ, suýt nữa đã bị ngược chết. Khương Phàm đưa ánh mắt bén nhọn khóa chặt hình phù đồ. Ta là dùng qua đế huyết, ngươi còn dám tới không? Hình phù đồ dứt khoát đi đến Đại La Sơn. Trước đó chỉ là ngươi làm nóng người, trận thứ ba này mới tính chính thức bắt đầu. Làm nóng người. Vạn đạo thần giáo nơi đó quăng tới những ánh mắt tức giận. Bắt đầu, trận chiến đấu ta mong đợi nhất. Thái tuế hình phù đồ, trọng bảo trấn miếu của Thái Cổ Thần Miếu. Hình phù đồ từng liên tục thua dưới tay Khương Phàm tại Thượng Thương. Lần này không biết có thể rửa sạch nhục nhã hay không. Đều là biến thái hết, Khương Phàm và hình phù đồ một năm trước đều là niết bàn cảnh sơ kỳ đi,
bây giờ lại là niết bàn cảnh thất trọng thiên rồi. Chết tiệt, ta tại giai đoạn Linh Anh đều không có tăng tốc độ lên nhanh như thế đâu. Hơn một năm mà từ niết bàn cảnh sơ kỳ tiến đến niết bàn cảnh cao giai, cái này khiến rất nhiều niết bàn cảnh sơ giai đều kẹt lại cả một đời, làm sao mà chịu nổi. Các ngươi có thể so với người ta sao? Người ta đại biểu là đỉnh phong của chúng sinh, không biến thái như vậy, có thể đến đỉnh phong. Đều là thánh vương thiên phẩm, đều là chuyển thế, trận thứ ba lại là một trận chiến đặc sắc tuyệt luân. Bầu không khí toàn trường nhanh chóng nóng như lửa, nhất là những thế lực hoàng đạo kia, cũng bắt đầu nghiêm túc chú ý. Trước đó Sở Phong Trần xác thực đã cho bọn hắn rất nhiều vui mừng, nhưng bọn hắn lại thật sự xem trọng thái tuế hình phù đồ này hơn. Nhân thần, ma thai, minh hồn, 900 năm vừa chết 900 năm, đây quả thực không phải thứ nên có ở nhân gian, càng mang ý nghĩa hình phù đồ có tiềm lực vô hạn. Trước khi Khương Phàm xuất hiện, tất cả hoàng đạo đều từng kiêng kỵ hình phù đồ, còn xem hắn như chủ nhân thần miếu tương lai mà đối đãi. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí còn chờ đợi hình phù đồ chiến tử ở đây, như thế này trong hậu thế mấy ngàn năm của bọn hắn đều có thể ít đi một cái uy hiếp, nhưng bọn hắn càng kỳ vọng hình phù đồ có thể giết Khương Phàm, dù sao trước mắt mà nói Khương Phàm sẽ mang tới uy hiếp lớn hơn. Chuẩn bị sẵn sàng. Miếu chủ ra hiệu hai vị bán thánh ở hai bên, cũng chính là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đương thời của thần miếu. Bọn hắn đều là tay trái nắm bảo cốt thánh vương, tay phải nắm ngọc thạch không gian, tùy thời chuẩn bị xuất chiến Đại La Sơn. Bọn hắn có thể tiếp nhận hình phù đồ tự mình rửa nhục cho mình, thanh trừ tâm ma cho mình, nhưng không thể bỏ mặc mặc kệ, dã man khai chiến, bọn hắn nhất định phải làm tốt phòng bị. Hình phù đồ đi đến chiến trường Đại La Sơn, cách mấy chục dặm rằng co với Khương Phàm ở xa xa. Khương Phàm đứng trên xiềng xích, khóe miệng hiện ra nụ cười giễu cợt. Đây là cuộc chiến thứ ba tại Đại La Sơn, cũng là cuộc chiến thứ ba của ngươi và ta kiếp này. Nơi này không phân thắng bại, chỉ định sinh tử. Ngươi dám chơi sao, có khả năng sao? Hình phù đồ hừ lạnh. Ngươi nghĩ ta đi lên để đùa chơi với ngươi. Ta muốn là mệnh của ngươi. Ném toàn bộ vũ khí không gian trên người ngươi đi. Ta không mang vũ khí không gian. Nhắc lại thái cổ thần miếu các ngươi, không nên tùy tiện nhúng tay. Không có mệnh lệnh của ta, bọn hắn ai cũng không dám động. Vậy là tốt rồi, giao bảo cốt thánh vương ra, ta đưa tang cho ngươi. Đây là tế phẩm của ngươi, đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Hình phù đồ vung tay đánh ra một khối bảo cốt thánh vương, gào thét lên xẹt qua không gian, đánh tới hướng Khương Phàm. Khương Phàm đưa tay bắt lấy, giao cho dây leo địa ma thụ đã rủ xuống. Bắt đầu đi, chuẩn bị xong chưa? Hình phù đồ nhúc nhích bả vai, mặt đầy dữ tợn. Vẫn luôn chuẩn bị. Khương Phàm thể hiện dần dần hiện lạnh. Chuẩn bị xong. Cơ thể hình phù đồ phồng lên, dâng lên ma khí thảm liệt, như đột nhiên biến thành đại ma cái thế, trắng kiện hùng mãnh, đỉnh đầu chui ra hai cái sừng ma, vờn quanh ánh sáng yêu dị. Vẫn luôn chuẩn bị. Khương Phàm đưa tay khống chế Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ. Chỉ đến hình phù đồ, âm thanh vang dội. Chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Ngươi đã chuẩn bị xong. Mẹ kiếp, ngươi điếc sao? Hình phù đồ cuồng nhiệt, trong chốc lát đã chấn vỡ nát không gian, giống như một tia sấm sét xẹt qua chiến trường, lao thẳng đến Khương Phàm. Ầm ầm. Trọng quyền bạo kích, khí lãng cuồn cuộn giữa trời cao, rung chuyển không gian. Ngươi, thật sự đã chuẩn bị xong. Khương Phàm lạnh lùng nhìn hắn. Thái Tổ Sơn ầm vang rơi xuống, tiến đụng vào phế tích, ngay sau đó lay động mãnh liệt, quy mô tăng vọt, từ mấy chục mét thẳng tới 800 mét, chấn động mặt đất, nhấc lên đại địa. Ngay sau đó, 81 tòa đại sơn thượng cổ toàn bộ đoạt huy động, gào thét lên tản mát đến từng vị trí trên chiến trường Đại La Sơn, không có tập kích hình phù đồ, mà rơi xuống mặt đất, thâm nhập dưới đất, sau đó lay động mãnh liệt, từ 2-30 mét tăng vọt đến hơn 500 mét. Đại Sơn Thượng Cổ được giải trừ phong ấn, thổ khí như biển, cuồn cuộn khắp chiến trường, bọn chúng giống như thần binh Thượng Cổ đang thức tỉnh, tràn ngập khí thế nặng nề rung động lòng người. Phế tích trên chiến trường Đại La Sơn kéo dài trăm dặm lập tức bị núi cao núi lớn lấp đầy, toàn bộ lại đều nguy nga hùng tráng, bụi mù như biển, năng lượng bạo động. Hình phù đồ giật mình trước nguy hiểm, lập tức muốn bay lên không. Nhưng, Sơn Hà Đại Táng. Khương Phàm đưa ý thức xuyên suốt địa tầng, giao hòa cùng đại địa mẫu khí, đuổi theo núi lớn cùng Thái Tổ Sơn cộng minh. Trong chớp mắt,
Sơn Hà Đại Táng đã lập tức bạo động, uy lực táng diệt trùng kích Đại Sơn Thượng Cổ cùng Thái Tổ Sơn, phóng xuất ra năng lượng càng mênh mông. Thổ triều giống như biển động đột nhiên xô ra khỏi không gian dị độ, che mất đất trời, nương theo đại địa lún xuống, vạn vật mục nát, sóng triều tai nạn cũng ngập trời mà lên. Hình phù đồ bị thổ triều cuồng bạo nuốt hết, bị tai nạn hủy diệt xâm nhập. Đây là uy lực thế giới, đây là tai nạn khó khăn. Mạnh hơn võ pháp cực hạn, ngự trị ở trên pháp tắc. Mặc cho ngươi nhanh nhẹn dũng mãnh như thế nào, cuồng bạo như thế nào, đối mặt với đại địa mẫu khí gào thét, bất luận sinh linh gì cũng đều là nhỏ bé như sâu kiến. Không chỉ có hình phù đồ nhanh chóng lụi bại Trầm Luân, mấy triệu cường giả ở phía ngoài cũng đều thấp thỏm lo âu, bởi vì mặt đất dưới chân bọn hắn cũng đang lắc lư, bởi vì khí thế hùng hồn, uy lực tai nạn đang đập vào mặt, để bọn hắn như sắp nứt cả tim gan. Có chút đi yêu thú còn hoảng hốt cảm giác đại địa mẫu khí đang thức tỉnh. Da thịt hình phù đồ khô quắt, năng lượng tán loạn, giống như người chết chìm xuống vùng vẫy dẫy chết. Hắn tức giận muốn điên, còn chưa bắt đầu vậy mà đã bị trà đạp như vậy, quả thực là khuất nhục. Không chần chờ chút nào, mà thải yên lặng ở bên trong khí hải đã lập tức thức tỉnh, bộc phát ra ma uy vô tận, cùng hắn triệt để giao hòa. Ma thai, minh hồn, nhân thần, tam đại đặc chất bên trong, ma thai, tượng trưng cho hình phù đồ thứ hai, giao phó cho hắn ma đạo chiến khu không có gì sánh kịp. Mỗi lần ngủ say 900 năm, đầu tiên chính là ngưng tụ ma thai, sau đó là trùng sinh hình phù đồ, đều là tân sinh lấy được ở trên ma thai. Cho nên sau khi kích hoạt ma thai, chính là kích hoạt lên ma uy lắng đọng 900 năm. Nhưng, bây giờ Sơn Hà Đại Táng đã đạt đến thành thục, uy lực và năng lượng còn cao siêu hơn trước đó mấy lần. Hình phù đồ kích phát ma uy bị vô tình tàn phá, thân thể vừa mới khôi phục lại tiếp tục mục nát, hắn giống như bị Sơn Hà vô biên vô tận chấn áp, bị đại địa mẫu thần kinh khủng xé rách. Thời gian đều như đang nghịch loạn tại nơi này. Hình phù đồ cuồng nộ, cường hãn kích hoạt uy lực huyết đan. Trước đó vì để cưỡng ép tăng lên cảnh giới, hắn đã liên tiếp xung hợp 3 viên huyết đan kiếp trước. Giờ khắc này, trước nguy cơ sinh tử, hắn phải kích hoạt năng lượng huyết đan lắng đọng ở ba thế, hấp thu hồn khí, ma uy, nhanh chóng trở lại đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn trước mắt, thẳng đến niết bàn cảnh bát trọng thiên. Ầm ầm, hình phù đồ cuồng dã giết ra khỏi phế tích bạo động, ngẩng đầu lên trời hét lớn, tế khởi năm chuôi ma thương. Năm chuôi ma thương tương đương với chiến khu năm thế, không chỉ có thực lực cường hãn, còn có ý niệm được lưu lại, càng cùng bản thể hắn cộng minh một cách hoàn mỹ. Nhưng, không chờ hắn khống chế ma thương, một mảnh cường quang nở rộ ở phía xa, cơ hồ trong chớp mắt đã bỗng nhiên lao tới, thẳng đến đầu lâu. Toàn trường liên miên vang lên kinh hô, số lượng lớn cường giả hoàng tộc hoàng đạo đều lộ ra vẻ kinh sợ. Trước khi Khương Phàm phóng thích Sơn Hà Đại Táng thì hắn đã ăn vào đan dược, trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong, sau đó. Triệu ra thương sinh cung, thi triển thương sinh tạo hóa. Thương sinh cung tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, sán lạn như mặt trời, chúc phúc thạch ở phía trên phun trào uy lực và năng lượng vô tận. Cùng lúc đó, bên trong mê vụ hỗn độn trên bầu trời, Kiều Vô Hối lại dơ cao lên Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc thức tỉnh, phát động ánh sáng, bên trong có hàng tỷ con dân đang lễ bái thương thiên, có vương hầu đại tướng huyết tế. Như là thần triều kiếp trước vượt qua không gian và thời gian quăng tới hình ảnh thu nhỏ, ầm ầm sóng dậy, kinh nhiếp thần hồn. Khi Khương Phàm kích phát bản thân, để thăng cảnh giới, thời điểm toàn lực thi triển thương sinh tạo hóa, năng lượng từ trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới, giống như đại dương mênh mông treo ngược, lại như ngân hà lao nhanh, rót vào cơ thể Khương Phàm, tràn vào thương sinh cung. Quốc vận cuồn cuộn, tạo hóa vô biên. Thương sinh cung run rẩy kịch liệt. Phát ra ánh sáng, từng luồng sóng mạnh mẽ hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên thương sinh cung. Đó là cái gì? Khi tất cả mọi người đều rung động, khi mà hình phù đồ bị mai táng, tất cả đều bị cường quang mênh mông hấp dẫn lực chú ý, nhao nhao ngẩng đầu ngóng nhìn Khương Phàm, có cảm giác kỳ diệu. Ở bên trong thủy triều nặng nề, Khương Phàm nhanh chóng thay đổi khí chất, trở nên thần thánh, trở nên cường đại, cứ như một thần tử đang thức tỉnh. Càng giống như là thương thiên bỏ ra mê ảnh ngay lúc này. Loại cảm giác này mãnh liệt lại rõ ràng, trực thấu linh hồn của bọn hắn. Sao lại giống như là sát sinh tiễn của Tổ Sơn, cứu người cho ta. Miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu đột nhiên kinh hồn,
hai vị trưởng lão bán thánh vận sức chờ phát động đã quả quyết vượt qua không gian, giết tới chiến trường hỗn loạn. Đây là bảo cốt thánh vương, chúng ta tham chiến. Hai vị trưởng lão ném bảo cốt, đuổi giết Khương Phàm, muốn ngăn cản. Nhưng, sát sinh tiễn vẫn bắn. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động chiến trường, oanh minh mấy trăm dặm. Sát sinh tiễn thoát cung nổ bắn ra. Giữa một hơi thả ra, uy thế giống như biển gầm cuồn cuộn được phóng thích. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Sát sinh tiễn từ xuyên qua giữa hai vị trưởng lão, thẳng tới sâu trong phế tích. Giờ khắc này, hình phù đồ vừa vặn giết ra khỏi chiến trường bạo động, tế khởi năm chuôi ma thương. Giờ khắc này, hình phù đồ vừa vặn bành trướng huyết đan ba thế, chiến ý dâng cao, điên cuồng gào thét trên chiến trường. Giờ khắc này, sát sinh tiễn đã tiếp dẫn Ngọc Tỷ truyền quốc, gánh chịu quốc vận kiếp trước, năng lượng khủng bố đã đạt đến cực hạn. Bành! Hình phù đồ còn không có thấy rõ ràng xung quanh thì đã bị đối diện bắn nổ đầu, huyết nhục vẩy ra, chiến khu cuồn cuộn ma khí bị năng lượng mạnh mẽ xuyên qua bay ra ngoài. Thái tuế! Hai vị trưởng lão giết tới trước mặt Khương Phàm bỗng nhiên quay người, tình cảnh đập vào mắt để bọn hắn ớn lạnh toàn thân, đầu ông trực tiếp ngây người. Khương Phàm vừa mới nuốt xuống thánh đan còn khuấy động sinh mệnh lực minh mông, triệt tiêu đi tiêu hao do thương sinh tạo hóa sinh ra, cho nên hắn không có nửa khắc nghỉ ngơi, trước tiên đã kích thích lăng thiên thuật, từ hai vị xuyên qua trước mặt bán thánh, giống như là lưu quang xuất hiện ở phía trước hình phù đồ. Rầm rầm, xiềng xích u minh gào thét lao ra, bao quanh khí tức tử linh, thế như kinh lôi, vô tình đánh xuyên chiến khu hình phù đồ, mang theo lôi vào thông thiên tháp. Khương Phàm bay lên, liên tiếp bắt lấy chiến khu năm thế, thu vào thông thiên tháp. Đại La Sơn dần dần khôi phục bình tĩnh, mấy triệu người yên tĩnh như chết. Không chỉ có đám người vây xem nơi xa bị kịch biến bất ngờ làm cho sợ ngây người, ngay cả các cường giả hoàng đạo cũng đều hoảng hốt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Kết thúc. Không phải vừa mới bắt đầu sao? Hình phù đồ đâu? Chết rồi. Tỷ tỷ, hắn đánh xong rồi. Đông Hoàng Như Yên nhỏ giọng lặng lẽ khi kéo ống tay áo Đông Hoàng Như Ảnh lại. Sao hắn không theo mưu kế đứng đắn? Đông Hoàng Như Ảnh cũng hơi há mồm, trận chiến đấu gian nan nhất nguy hiểm nhất trong dự đoán cứ như vậy mà vừa mới bắt đầu đã liền kết thúc. Không có giao phong thăm dò, không có hỗn chiến tiêu hao, trực tiếp dùng hai sát chiêu mạnh nhất bá đạo nhất, đánh chết hình phù đồ. Hình phù đồ chỉ sợ đều không có kịp phản ứng, cứ thế mà chết đi. Đông Hoàng Như Ảnh cảm thấy quái dị, đột nhiên tiếc hận thay hình phù đồ, cái này cũng quá oan uổng đi. Tuy nhiên, bị hai truyền thừa thương thiên diệt sát, cũng coi là xứng đáng cho cái danh thái tuế của hắn. Cuộc chiến thứ ba, đây coi như là kết thúc rồi sao? Khương Phàm đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về hai bán thánh đang trợn tròn mắt. Ngươi đó là cái gì? Thương sinh cung giả, người bắn ra sát sinh tiễn. Nhị trưởng lão của Thái Cổ Thần Miếu hít vào một hơi, kinh hồn khó định. Thương sinh cung, sát sinh tiễn, hắn là thả ra ức vạn quốc vận bên trong Ngọc Tỷ truyền quốc. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều vang lên từng trận tiếng kinh hô, số lượng lớn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngọc Tỷ truyền quốc trở lại xí thiên giới rồi sao? Khương Phàm nắm thương sinh cung giả trong tay. Ức vạn quốc vận. Cái này phụ mẫu nó ai gánh vác được? Trách không được Khương Phàm nói không giới hạn quy tắc đâu, hắn chính là người ăn gian siêu cấp. Thảm thật, ta đều thay hình phù đồ oan đến hoảng, hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Có tỷ võ như thế sao? Không được thăm dò sao, trước tiên không phải là cần lễ phép qua hai chiêu sao? Đi lên liền, liền liền liền. Trách không được Khương Phàm hỏi hắn đã chuẩn bị xong chưa? Quá là khi dễ người khác. Bầu không khí tại toàn trường lập tức nổ tung lên, quá đột nhiên, hai chiêu, hình phù đồ cao ngạo cứ như vậy mà bị treo lên. Bọn người thiên hậu trao đổi ánh mắt, nhếch miệng bôi lên đường cong. Thật sảng khoái, thật dễ chịu, trận chiến này thật đẹp. Giết hắn cho ta. Miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu gầm thét như sấm, giận dữ thét lên ra lệnh. Khương Phàm, hôm nay ngươi không đi xuống được Đại La Sơn này. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão gầm thét. Toàn bộ đều kích hoạt linh văn. Chậm đã, giao bảo cốt thánh vương ra, mới tính là lên đài tham chiến. Nếu như cưỡng ép can thiệp, coi là làm trái quy tắc,
do xí thiên giới giúp ta đánh giết. Khương Phàm cao giọng quát tháo, cửa ra vào của xí thiên giới tại không trung cách đó 3 vạn mét truyền đến từng trận gầm thét, phượng hoàng dương cánh, liệt diễm cuồn cuộn, chuẩn bị giết tới bất cứ lúc nào. Địa ma thụ rủ xuống càng nhiều sợi đằng, giống như vạn con cự long vây quanh, gào thét thê lương, ma khí cuồn cuộn, kinh hãi lòng người. Ngươi mù sao, chúng ta đã giao. Giao cho trên tay của ta, ta cầm tới bảo cốt, mới tiếp nhận khiêu chiến. Nơi này là thi đấu khiêu chiến được toàn Thương Huyền chú ý, không phải ẩu đả bên đường, các ngươi đường đường là hoàng đạo Tây Nam có hiểu quy củ hay không? Có cấp bậc lễ nghĩa hay không? Khốn kiếp, ngươi có lễ phép, ngươi đi lên liền dùng đại chiêu trực tiếp giết thái tuế của chúng ta, ngươi gọi là có lễ phép. Ta ở chỗ này là sinh tử tràng, không phải sân đấu võ, hắn tài nghệ không bằng người, trách ai? Hai vị trưởng lão âm trầm sắc mặt, cố nén lửa giận tìm kiếm bảo cốt thánh vương. Khương Phàm hừ một tiếng, liếc nhìn thái cổ thần miếu. Thái tuế thua, thuộc về ta. Tuy nhiên không cần quá lo lắng, ta sẽ lợi dụng hắn thật tốt, không lãng phí một khối xương, không vứt bỏ một giọt máu, chờ ta dùng máu của hắn tạo nên bước phát triển thánh linh cảnh mới, sẽ mang theo hắn đến tiếp thái cổ thần miếu các ngươi. Miếu chủ khó mà tiếp tục giữ vững hình tượng. Mặt đầy dữ tợn, chỉ vào hai vị trưởng lão bên trên Đại La Sơn gầm thét. Hai kẻ ngu xuẩn các ngươi đang làm gì, giết Khương Phàm cho ta. Khương Phàm không chết, các ngươi đều đừng sống nữa. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tức giận càng khuất nhục, nhưng vẫn đang tìm kiếm bảo cốt thánh vương khắp nơi. Trước đó tới khí thế hùng hổ, tiện tay liền ném đi, kết quả mặt đất đang bạo động đã mai táng mất. Lên, ngươi, 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 đều lên cho ta. Miếu chủ liền điều 3 vị bán thánh, vung tay ném 3 khối bảo cốt thánh vương từ trong nhẫn không gian ra. 3 vị bán thánh đều ngây ngẩn cả người, toàn lên. 5 vị bán thánh, vây bắt Khương Phàm. Các hoàng tộc ở xa thì trợn tròn mắt, đùa giỡn hay sao, bảo cốt thánh vương tiện tay liền ném. Trong bảo khố hoàng tộc bọn hắn đều không có mấy khối, vậy mà thái cổ thần miếu lại ken két cầm ra bên ngoài. Không hổ là hoàng đạo truyền thừa dài lâu nhất lại là thần bí nhất, hàng tồn chính là phong phú. Tất cả hoàng đạo đều nhíu mày, có chuẩn bị mà đến đây. Tìm được. 2 vị trưởng lão liên tiếp đào ra bảo cốt thánh vương, nhưng vừa đứng dậy, 3 vị cường giả thần miếu cảnh giới bán thánh khác đã lao đến. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, thể hiện đều trở nên hung hăng, bây giờ đã không lo được hoàng đạo cao ngạo lễ phép. Nhất định phải giết chết Khương Phàm. Bọn hắn tin tưởng hình phù đồ không thể nào cứ chết như vậy, chỉ cần diệt trừ Khương Phàm thì có thể đoạt lại chiến khu hình phù đồ, nói không chừng còn có thể phục sinh. Đây là siêu cấp thiên tài mà thần miếu hao phí bồi dưỡng mấy ngàn năm, tương lai chính là thánh hoàng, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Dù là mất mặt trước mặt toàn Thương Huyền, dù là bị các phương chế giễu, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Bầu không khí toàn trường nhanh chóng cuồng nhiệt. Mặc dù thần miếu chơ chẽn, nhưng 5 vị bán thánh liên thủ tiểu trừ khẳng định là thảm liệt chưa từng có. Có thể đạt tới cảnh giới bán thánh, không phải nhân vật cực đoan trong thánh phẩm, thì chính là siêu cấp cường giả cấp bậc thiên phẩm, bất luận là thực lực hay là võ pháp, khẳng định đều cực kỳ cường hãn. Đây là do Khương Phàm tự mình định quy củ, không giới hạn chiến thuật, không giới hạn nhân số, hắn cần phải tự mình tiếp nhận. Đây không phải là sinh tử chiến, đây là vây bắt chiến, Khương Phàm nguy hiểm. Trận pháp thần bí của Khương Phàm có thể áp chế cảnh giới, cái này cơ bản không sai, nhưng sẽ có hạn chế gì hay không? Ví dụ như tiếp tục tiêu hao năng lượng của hắn, ví dụ như số lượng áp chế có hạn chế. Bầu không khí tiếp tục sốt ruột, thấy được hỗn chiến, lại nhìn vây bắt chiến, thật sự là kích thích. Tất cả hoàng đạo đều nhìn chằm chằm Khương Phàm, bọn hắn muốn xác định một chuyện, đó chính là Khương Phàm có thể ngăn chặn 5 bán thánh cảnh hay không? Áp chế 1-2 người bọn hắn đều đã rất khó tiếp nhận. Nếu như có thể ngăn chặn 5 người, cái này thật cũng có chút quá mức. Khương Phàm tiếp nhận 5 khối bảo cốt thánh vương, ném cho địa ma thụ, tăng cường uy hiếp của địa ma thụ, để tránh tất cả hoàng đạo dở trò xấu dở trò lừa bịp, sau đó ngậm lấy bảo dược trong miệng, điều trị trạng thái khí huyết, phóng xuất ra, bản thân, cảnh giới tăng vọt đến niết bàn cảnh bát trọng thiên, sau đó mở ra thiên mệnh chiến giới. Đối mặt với 5 vị bán thánh, hắn cũng lo lắng thiên mệnh chiến giới ép không được, cho nên đã trực tiếp điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, lấy niết bàn cảnh bát trọng thiên thôi động.
Năm vị bán thánh toàn bộ đều nắm chặt thánh cốt, tàn nhẫn đâm tới trong thân thể, lấy máu tươi kích phát thánh uy, ngạnh kháng cường quang áp chế. Dưới sự chống lại ngắn ngủi, thiên mệnh chiến giới đã vững vàng thành hình, bao phủ đến trăm dặm, mặc dù Khương Phàm đã tăng lên tới bát trọng thiên, lực áp chế của thiên mệnh cũng đã tăng mạnh, nhưng năm vị bán thánh bằng vào năng lượng thánh cốt đã ngoan cường cắm ở niết bàn cảnh bát trọng thiên, có hai vị thậm chí cắm ở bát trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cửu trọng thiên khoảng cách nửa bước. Khương Phàm nhíu mày, thiên mệnh chiến giới quả nhiên chịu ảnh hưởng. Bọn người nhị trưởng lão thì nghiêm túc, năm vị bán thánh, năm khối thánh cốt, vậy mà lại không phá được hắn áp chế. Đây là cái pháp trận biến thái gì? Cái này là thần khí mất rồi. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm, lại nhìn năm vị bán thánh đang tản ra. Ta, Thái Cổ Thần Miếu Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão tọa trấn phía đông, mở ra cả hai tay, xương cốt nhuốm máu đâm rách ra thịt, liên tiếp hóa thành hai thanh cốt kiếm. Một thanh cốt kiếm phong mang sắc bén, bao quanh kiếm khí lạnh thấu xương, phảng phất có thể tùy tiện mở ra không gian, một thanh cốt kiếm nặng nề như núi, để không gian và đất trời cũng hơi lay động. Ta, chiến tướng của Thái Cổ Thần Miếu, Diệp Hung. Diệp Trục Thiên chính là cháu trai của ta, hôm nay ta thay hắn đến lấy mạng ngươi. Một nam tử lãnh ngạo tỏa trấn hướng bắc, da thịt tăng vọt tinh quang, trong thân thể lấp lóe cường quang, phảng phất biến thành tinh hà hình người, khí tức cường hãn bành trướng phun trào. Ta, chiến tướng của Thái Cổ Thần Miếu, Đồ Chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một cái nam tử hùng tráng tọa trấn phía tây, phát ra thanh âm giao long vang vọng đất trời, toàn thân cuồn cuộn năng lượng, ngưng tụ ra 9 con thanh giao, lắc đầu vẫy đuôi, giữ tợn hung ác lại điên cuồng. Ta, chiến tướng của Thái Cổ Thần Miếu, Quan Lăng. Một nam tử tọa trấn ở phía nam, xương cốt toàn thân vặn vẹo, nương theo yêu khí ngập trời hóa thành thất thủ liệt dương mãng. Cự xà dài 100 mét, khổng lồ khiếp người, 7 cái đầu ngẩng lên trời gào lớn, ánh sáng hừng hực, giống như 7 mặt trời treo ở giữa không trung, cuồn cuộn hung uy, cường quang vô tận, tràn ngập đất trời che mất chiến trường. Ta, nhị trưởng lão của Thái Cổ Thần Miếu. Nhị trưởng lão phụ trách chủ công, phía sau lưng hắn kịch liệt nhúc nhích, chấn mở ra một đôi cánh, lại là một đen một trắng, vô cùng kỳ dị. Hắc dực phun trào khí tức thiếu âm, bạch dực lưu chuyển uy lực thiếu dương. Một đen một trắng phun trào âm dương nhị khí, để năng lượng đất trời xung quanh đều hoắc loạn. Vạn vật thế gian, vạn đạo càn khôn, đều có thể dùng âm dương đến giải thích. Âm dương ảo diệu, càng có thể diễn biến đại đạo chân chính. Linh văn của nhị trưởng lão là âm dương dực, là thiên phẩm, thân phận của hắn càng đặc biệt, là huyền tôn của miếu chủ. Bầu không khí toàn trường tiếp tục sao động, nhìn các cường giả thần miếu dần dần hiện ra linh văn, bọn hắn vừa phấn chấn lại rung động. Không hổ là hoàng đạo Tây Nam, không hổ là hoàng đạo thần bí nhất Thương Huyền. Mặc dù bọn hắn bình thường cực ít hiện tung tích ở hạ giới, nhưng không hề nghi ngờ tiềm lực cùng thực lực của bọn hắn đều là cực kỳ cường hãn. Bầu không khí bên trong xí thiên giới đều khẩn trương lên, trước đó bọn hắn mong muốn tình thế nghiêm trọng nhất là ba vị bán thánh vây bắt Khương Phàm. Không chỉ là bởi vì bán thánh quý giá, càng quan trọng hơn là một người một khối bảo cốt thánh vương mới có tư cách lên đài, nhưng không nghĩ tới hình phù đồ vừa chết, vậy mà lại kích thích ra năm vị bán thánh. Khương Phàm quét ánh mắt bén nhọn đảo qua năm vị bán thánh, trong đầu tính toán chiến thuật. Bọn người nhị trưởng lão sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhìn chằm chằm Khương Phàm, cũng lặng lẽ lên kế hoạch chủ công cùng phụ trợ. Hai bên khẩn trương giằng co, ai cũng không có tùy tiện ra tay. Toàn trường tiếp tục sốt ruột thêm mấy phần, đang mong đợi trận săn giết đặc sắc. Sau một lát, Khương Phàm nhếch miệng bôi lên đường cong, tàn nhẫn tập trung vào Diệp Hung. Muốn phá cục, đầu tiên phải giải quyết phụ trợ mạnh nhất, cũng chính là Diệp Hung, người có thể thao túng tinh thần, ảnh hưởng không gian. Ánh mắt nhị trưởng lão run lên, cao giọng nhắc nhở. Diệp Hung chú ý, mục tiêu hàng đầu của hắn sẽ là ngươi. Diệp Hung quả quyết đưa tay. Diễn biến lít nha lít nhít tinh thần bao phủ hơn 10 dặm xung quanh. Khương Phàm cũng đồng thời ra tay, bên trong ý thức hải đã nổi sóng lớn ngập trời, trăm dặm chiến trường lập tức lay động mãnh liệt, đại địa oanh minh, bụi mù ngập trời. Ầm ầm, Thái Tổ Sơn phá tan mặt đất, sôi trào thổ triều cuồn cuộn giống như biển động phóng lên tận trời, 81 tòa đại sơn thượng cổ, toàn bộ va chạm mặt đất, từ trong phế tích lao ra. Đại địa lay động, bụi mù vô biên. Núi cao đứng vững,
uy lực và năng lượng ngập trời. Tràng diện kia vô cùng rung động, hùng hồn mà mênh mông, phảng phất đất trời sơ khai, thai nghén núi cao, núi lớn. Quần sơn lật tung đại địa, rung chuyển trời cao, thổ triều cuồn cuộn như sóng lớn vỗ bờ, bao phủ khắp nơi. Bọn người nhị trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị vô tình bao phủ. Khương Phàm khẽ động ý thức, toàn thể núi lớn cuồng dã hoành hành, hỗn loạn bạo kích, cắt đứt kế hoạch, đảo loạn, bài binh bố trận của đám người nhị trưởng lão. Oanh! Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên liệt diễm, trong tay cầm tàn đao, đuổi giết Diệp Hung. Khương Phàm, người chọn sai đối thủ, tinh thần linh văn không chỉ là phụ trợ. Diệp Hung điều khiển tinh thần giống như thiên thạch đập tới phía Khương Phàm. Tinh thần nhanh chóng hoành hành, đảo mắt luyện thành một đầu tuyến, sáng đến chói mắt, do mấy chục đến trên trăm tinh thần xen lẫn mà thành, giống như là tinh hà vượt qua không gian. Oanh! Ầm ầm! Chín ngọn núi lớn bị cuồng bạo phá tan, hào quang rực rỡ, đất trời rung chuyển. Tiếng vang đinh tai nhức óc nương theo tinh quang cùng thổ triều cuồn cuộn, tràng diện va chạm giống như là biển động vỗ bờ, kinh tâm động phách. Diệp Hung bằng vào thánh cốt chống cự cảnh giới áp chế, cường thế thao túng tinh hà đuổi giết Khương Phàm. Mỗi một ngôi sao đều rất chân thực, cường quang vô biên, thấu phát ba động khủng bố. Khương Phàm lao tới, hai mắt bắn ra cường quang, giống như hai con chu tước đẫm máu, trong chốc lát đã nổ bắn ra. Đây là thần nhãn, lấy máu tươi thôi động, kích phát thần uy vô thượng. Ầm ầm, hai huyết tước hoành kích trời cao, trong chốc lát xuyên qua tinh hà. Từng mảnh tinh thần bị một cái chớp mắt đánh xuyên, dẫn phát bạo tạc kinh khủng. Tinh thần sụp đổ, năng lượng tàn phá bừa bãi, tinh quang vô biên, liệt diễm che trời. Chiến trường Bắc Bộ trong nháy mắt đã hoắc loạn. Khương Phàm khoác chiến y, chống đỡ năng lượng bạo động dục hỏa phóng tới, hoành kích hơn 10 dặm, vọt tới trước mặt Diệp Hung, đằng đằng sát khí. Khuôn mặt Diệp Hung có chút động, quả quyết kích phát linh văn, va chạm ra tinh thần phù trận ở xung quanh. Hắn muốn cưỡng ép thôn phệ, di chuyển chiến trường. Nhưng, Khương Phàm đã giết tới, lấy, nhật nguyệt tinh thần đại táng, ảo diệu, cưỡng ép tiếp quản uy lực tinh thần. Diệp Hung đang muốn thành hình tinh thần đại trận nhưng lại lập tức hỗn loạn, cơ thể đang mơ hồ cũng một lần nữa nhìn chăm chú. Không thể nào. Sắc mặt Diệp Hung kịch biến, đây là di chuyển tinh không mà hắn đã không thể quen thuộc hơn được, cũng là võ pháp thuần thục nhất dễ dàng nhất. Lấy cảnh giới bán thánh của hắn, cho dù là bị áp chế, cũng không thể nào bị Khương Phàm hạn chế được. Xuống địa ngục đi. Khương Phàm nắm chặt thiên hoang bá đao, hai tay phồng lên, liệt diễm, huyết khí, đao cương, bành trướng như con sông cuồn cuộn, toàn bộ rót vào bá đao, trong chốc lát đã vạch ra đường cong tàn nhẫn, đuổi giết Diệp Hung. Diệp Hung kinh hồn, lại nhanh chóng phản ứng, điên cuồng kích ra uy lực thánh cốt, cưỡng ép xung chuyển năng lượng tinh không bị giam cầm. Tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, khởi động lại tinh không pháp trận, dịch chuyển không gian. Nhưng, kiềm chế ngắn ngủi đã đầy đủ. Phốc phốc, thiên hoàng bá đao mang theo đao khí lạnh thấu xương cùng với tinh không pháp trận vọt vào hư không, chặn ngang chặt đứt Diệp Hung. A, à, Diệp Hung kêu gào thảm thiết, nửa khúc trên thân thể mang theo máu tươi chảy ngang, xuất hiện ở những vị trí chiến trường khác. Một màn đáng sợ để toàn trường giật mình. Vừa mới bắt đầu liền phế đi một người. Lại còn là tinh thần linh văn. Quả nhiên thật hung tàn. Khương Phàm, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Quan Lăng biến thành thất thủ liệt dương xà cuồng bạo phá tan đại sơn thượng cổ, giết tới trước mặt Khương Phàm. Bảy cái đầu hừng hực như mặt trời, cường quang sáng chói làm người ta không mở mắt nổi, tất cả há mồm phun ra liệt diễm giống như dung nham bao phủ tới Khương Phàm. Khương Phàm phát động liệt diễm sôi trào trong nháy mắt, như biển gầm với trời. Ngạnh kháng mặt trời liệt diễm cuồng bạo tuôn ra, hóa thành lít nha lít nhít hỏa vũ. Ở trước mặt chú tước yêu hỏa, cái gọi là liệt dương yêu hỏa vẫn kém mấy phần. 30.000 sợi hỏa vũ cuồng kích, mỗi sợi đều giống như hoàng kim đúc thành, nhanh chóng phóng đại, hóa thành liệt diễm chú tước, dương cánh lăng tiêu, lệ khí tràn ngập, nhiệt độ cao đến kinh khủng. Sau đó, toàn bộ liệt diễm chú tước bạo động, gào thét bôn tập, kịch liệt xen lẫn, tạo dựng thành tuyệt thế luyện lô. Thất thủ liệt dương xà bị giam ở trong đó. Luyện lô nguy nga, cao tới 500 mét, liệt diễm cuồn cuộn, mặt ngoài tràn ngập lít nha lít nhít đến hàng vạn hình bóng chu tước. Bọn chúng nhanh chóng tung bay, càng đang dâng lên liệt diễm, kỳ dị mà tráng quan. Chu tước truyền thừa, liệt ngục thuật.
bất luận chu tước truyền thừa gì cũng đều là cực thuật thế gian, áp đảo phía trên ngàn vạn võ pháp, uy lực tuyệt luân, bá liệt phi phàm, liệt ngục thuật càng là được nhiệt độ chu tước yêu hỏa cùng uy lực luyện hóa hiện ra đến cực hạn. Thất thủ liệt dương xà phát giác được nguy cơ, lập tức dâng lên liệt diễm điên cuồng đụng chạm lấy luyện lô. Nhưng, luyện lô lù lù như núi, 30.000 con liệt diễm chu tước nhanh chóng nhấc lên, hình thành son sóng triệu yêu hỏa, hàng ngàn liệt diễm chu tước càng không ngừng xông ra, tràn ngập đất trời bạo kích thất thủ liệt dương xà. Thất thủ liệt dương xà bị đánh đến be bét máu thịt, phảng phất đảo mắt liền bị tuyệt sát đốt lấy. Tràng diện khủng bố như thế để các cường giả phía ngoài đều hít vào từng ngụm khí lạnh, huống chi là người trực tiếp ở bên trong. Bọn hắn bao giờ cũng không sợ hãi nhiếp bởi sự cường đại của Khương Phàm, mặc dù thất thủ liệt dương xà bị áp chế, nhưng dù sao đây cũng là cự yêu bán thánh, lại bị khốn trụ. Ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Thất thủ liệt dương xà bằng vào chiến khu bán thánh ngạnh kháng bạo kích, 7 cái đầu nhanh chóng bổ nhào, chặn đánh Khương Phàm. Ta thật không nghĩ sẽ ra ngoài. Khương Phàm thi triển lăng thiên thuật, tránh khỏi chặn đánh, toàn thân đều là liệt diễm, huyết khí cuồn cuộn, hồn khí bốc hơi, ấn ký thủy tổ thức tỉnh, kích phát tổ mạch, cuồn cuộn giữa không gian và thời gian, cùng chính mình ngàn năm trước sinh ra liên hệ. Lập tức, huyết khí cùng với hồn khí giao hòa, liệt diễm bạo động. Một Khương Phàm mới tinh niết bàn dục hỏa trùng sinh. Hai Khương Phàm, có máu có thịt, giống nhau như đúc, lại đồng thời hiện ra chu tước bác thiên thuật, phân biệt lao thẳng đến hai cái đầu khác nhau. Bành, bành. Thất thủ liệt dương xà kêu lên đầy thê lương thảm thiết, hai cái đầu bị vỡ nát. Hai Khương Phàm. Là năng lượng ngưng tụ sao? Đều giống nhau như đúc. Bọn hắn đều đang thi triển võ pháp. Biển người bạo động, khó có thể tin được mà nhìn hai Khương Phàm đang chém giết bên trong luyện lô. Cường giả tám phương cho dù là đã chết lặng trước tầng tầng lớp lớp truyền thừa thần bí của Khương Phàm, nhưng vẫn bị một màn này kích thích cho. Các ngươi đang làm gì? Tới cứu ta! Quan Lăng gào thét, dùng máu tươi thôi động một viên tam sắc kim cương hoàn, ba mảnh liệt diễm bạo động kịch liệt, khuấy động uy lực và năng lượng chí cương chí liệt, chặn đánh hai Khương Phàm. Đây là một trong những bí bảo truyền thừa của thần miếu, lại được ba loại bảo cốt liệt diễm thánh thú chế tạo, cực kỳ cường hãn. Nhanh đi! Diệp Hung nhìn xuống đau đớn, phóng thích mê quang tinh không, đánh về phía nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn có đồ chiến bên trong chiến trường hỗn loạn. Ông! Tam trưởng lão ở gần nhất, hắn nhanh chóng dẫn đầu va chạm mê quang tinh thần, biến mất trong núi lớn, xuất hiện ở phía trước tuyệt thế luyện lô. Luyện lô nguy nga, cường quang mãnh liệt, nhiệt độ khủng bố đập vào mặt để tam trưởng lão đau đớn không chịu nổi, giống như chỉ đứng ở chỗ này liền bị đốt lên. Cơ hồ có thể tưởng tượng được, Quan Lăng ở bên trong luyện lô đang thừa nhận đau đớn như thế nào. Không hổ là chu tước yêu hỏa, không hổ là thần thú trên đỉnh vạn cầm. Chịu đựng, mở cho ta. Tam trưởng lão giơ cao hai tay, cốt kiếm bên tay trái dâng lên kiếm nhận phong bạo lạnh thấu xương, cốt kiếm trên tay phải lại nặng như núi cao, kéo theo uy áp. Cùng một chỗ giết, phá tan nó. Ngay sau đó nhị trưởng lão cũng đã giết tới, đen trắng xen lẫn. Âm dương lưu chuyển, hai cánh mãnh liệt mà vỗ, diễn biến khí tức hỗn độn, ngừng tụ đao cương tới trời, ngang nhiên bổ về phía tuyệt thế luyện lô. A, à, đồ chiến cuồng bạo, diễn biến ra chín con thanh dao, giống như dao long thực sự có máu có thịt, yêu khí tràn ngập, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giao thoa trùng kích, đánh tới tuyệt thế luyện lô. Phá, miếu chủ đều ở phía xa lớn tiếng gào thét. Phá. Các cường giả thần miếu hận không thể tự mình lao đến chiến trường, lo lắng gầm thét, âm thanh chấn động đất trời. Nhưng, bên trong tuyệt thế luyện lô, một Khương Phàm lại đột nhiên hóa thân thành chu tước yêu thể, bay thẳng lên trời, lấy tốc độ cực hạn của chu tước lăng thiên thuật, tháo ra tuyệt thế luyện lô, xuất hiện ở trước mặt ba cỗ nháy mắt chém chết giang tấn công. Muốn chặn đánh ba người chúng ta? Quá khinh thường. Nhị trưởng lão và hai người kia lập tức trở nên dữ tợn. Chiến ý tăng vọt càng là đằng đằng sát khí, toàn lực thôi động võ pháp chém chết xuống dưới. Nhưng, đây là thủy tổ phân thân, ở hai bên móng vuốt lại nắm lấy hai khối bảo cốt. Là vừa vặn mượn nhờ cường quang cùng liệt diễm ở bên trong luyện lô hỗ trợ, từ Khương Phàm nơi đó tiếp nhận thánh cốt. Lại còn từ cổ hoa bán thánh nơi đó lấy được thánh cốt, là dùng đầu lâu thiên nhân chiến khu thánh linh cảnh rèn đúc. Thủy tổ phân thân dương cánh bay đi, trong nháy mắt. Tự bảo. Ầm ầm, tương đương với hủy diệt bản thân,
năng lượng đánh thẳng vào hai bảo cốt thánh linh. Cường quang vô biên, liệt diễm cuồn cuộn, dưới sự va chạm mãnh liệt hai bảo cốt này thậm chí đã bày biện ra hư ảnh thiên nhân chiến khu cuồng bạo. Một màn này quá đột nhiên, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhất là bọn người nhị trưởng lão. Thủy tổ phân thân, hai khối thánh cốt, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đã chấn vỡ nát tuyệt thế luyện lô, dẫn phát bạo tạc kinh khủng, cũng phá hủy bổ xuống ba đòn tấn công, đánh thẳng vào ba vị cường giả kia. Giờ khắc này, chiến trường tại Đại La Sơn đều đã bị năng lượng tàn phá bao phủ, cường quang chiếu thấu để mấy triệu người xem ở toàn trường đều mắt mở không ra, năng lượng bạo động, như biển động che trời, tuôn ra tám phương. Khi Khương Phàm khống chế phân thân tự bạo, trước đó một khắc hắn đã đụng vào dưới mặt đất, tránh thoát khỏi năng lượng trùng kích mạnh nhất. Ba người nhị trưởng lão lại gặp phải tai ương, bị trùng kích với khoảng cách gần nổ nát thịt, toàn thân mất khống chế mà bay ra ngoài. Tất cả cường giả hoàng tộc sau khi hết khiếp sợ thì mặt mũi đều là đầy ngạc nhiên. Bởi vì điều bọn hắn mong đợi nhất, cũng là hình ảnh khẩn trương nhất, là những người khiêu chiến điên cuồng tự bạo, nổ chết Khương Phàm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngay từ đầu Khương Phàm lại tự mình phát nổ trước. Gia hỏa này hoàn toàn không theo mưu kế mà ra chiêu sao. Đây rốt cuộc là do bản tính hung tàn, làm việc không quan tâm, hay là do kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, hoàn toàn chỉ dẫn cũng điều khiển phương hướng phát triển của chiến trường. Trong hỗn loạn đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, số lượng lớn cường giả cố nén cường quan chói mắt, nhìn qua năng lượng bạo động, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, kết quả lại thấy được một màn rung động. Tại sâu trong liệt diễm vô tận, một con chu tước dương cánh bay đi, xung quanh mê ảnh trùng điệp, nhiều loại mãnh cầm hư ảnh như ẩn như hiện. Thất thủ liệt dương xà bị tạc đến huyết nhục mơ hồ ngẩng đầu lên trời rên rỉ. Chu tước, phục thiên thuật. Khương Phàm dương cánh hoành không, sôi trào lên uy lực huyết mạch, sinh ra áp bách chí mạng đối với thất thủ liệt dương xà. Mãnh cầm là thiên địch của xà mãng, chu tước thì lại là mãnh cầm chí tôn, phục thiên thuật lại là uy lực huyết mạch hiện ra đến cực hạn. Giờ khắc này cho dù Quan Lăng là bán thánh thì cũng sẽ cảm nhận được sợ hãi giống như ngạt thở. Một tiếng gáy to, vang vọng trên chiến trường. Khương Phàm giống như một tia sấm sét, mở ra khung trời, xuyên thủng năng lượng bạo động, xé mở Quan Lăng đã trọng thương. Sau khi Quan Lăng mãnh liệt run rẩy, thân thể be bét máu thịt liền bị tách ra, mất mạng ngay tại chỗ. Khương Phàm, ngươi đi chết đi. Nhị trưởng lão đã bị thương đến mức toàn thân rách rưới. Máu tươi chảy ngang, nhưng hắn cũng đã bị triệt để chọc giận, gương mặt dữ tợn, trước hết nhất đã lập tức phản kích. Hai cánh chấn động, âm dương cùng tồn tại, khí tức bản nguyên lan tràn ra, chấn động chiến trường. Sau khi Khương Phàm hóa thân thành chu tước, thực lực rõ ràng đã trở nên mạnh hơn, trải rộng ra pháp trận tại không trung, cướp đoạt năng lượng từ đất trời. Chu tước, quy nguyên thuật. Năng lượng do thủy tổ phân thân nổ tung, năng lượng do thánh cốt thả ra. Năng lượng do đại sơn thượng cổ sôi trào. Đều ngàn vạn con sông đang chảy về biển kéo đến, theo quy nguyên thuật luyện hóa, không ngừng liên tục rót vào cơ thể Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm răng rắc giòn vang, cơ hồ muốn bạo thể mà chết, nhưng vẫn nương tựa theo bát hoang chiến trụ cưỡng ép chống đỡ. Âm dương dực, nhị trưởng lão nhanh chóng giết tới, hư không trong nháy mắt đã mơ hồ, không chỉ có âm dương lưu chuyển, còn có hắc ám cùng ánh sáng đang diễn hóa. Thế giới này vốn là đối lập như vậy, có thể phân trắng hay đen, âm hay dương, sáng cùng tối. Thời khắc này diễn biến, hình thành hình thái đại đạo, cưỡng ép chấn áp tới. Uy lực và năng lượng trí cường như đang chấn động áp chế, đạt đến cảnh giới cửu trọng thiên. Chu tước quy nguyên, diễn thiên kiếm. Tiếng vang oanh minh, hư ảnh chu tước ở chính giữa trận pháp chu tước quy nguyên nhanh chóng quay quanh, ngưng tụ ra một thanh chu tước sát kiếm. Sát kiếm bạo động. Liệt diễm ngập trời, uy lực và năng lượng mênh mông đã đạt đến cửu trọng thiên. Ầm ầm, thế giới âm dương va chạm, bắn ra hỗn độn, nương theo ánh sáng kinh người nghênh kích diễn thiên kiếm. Gần như là đồng thời, hai người đều tháo chạy, đều bị trọng thương. Nhị trưởng lão bị diễn thiên kiếm mang theo năng lượng kinh người bổ chúng, Khương Phàm thì bị hỗn độn đánh tan. Một người nứt lồng ngực ra, một kẻ lại đầm đìa máu me, hai bên đều trọng thương. Còn chưa có chết đều lăn tới đây cho ta, bây giờ không phải là lúc than đau. Nhị trưởng lão cố nhịn đau đớn từ thương thế, điên cuồng thôi động thiếu âm thiếu dương, diễn biến hai loại năng lượng cực hạn đen AVF trắng, lần nữa đuổi giết Khương Phàm.
tới nhận lấy cái chết. Khương Phàm vỗ cánh Lăng Tiêu, liệt diễm cuồn cuộn, bổ nhào tới phía nhị trưởng lão. Hôm nay người nhận lấy cái chết, hẳn là Khương Phàm ngươi. Nhị trưởng lão căng cứng toàn thân, sát ý quyết tuyệt, nhất định phải cuốn lấy Khương Phàm. Chết chết chết. Khương Phàm trợn mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộ dáng tàn nhẫn giống như muốn xé sống nhị trưởng lão. Khoảng cách mấy chục dặm, cơ hồ nháy mắt đã liền đến, khí thế của hai người tại thời khắc này đã bộc phát đến cực hạn. Nhưng, ầm ầm, Khương Phàm đột nhiên vung tay, triệu ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh từ khí hải, cùng với tiếng vang mãnh liệt, luyện thiên đỉnh nhanh chóng tăng vọt mấy chục lần, giống như một tòa cự nhạc hoành không xuất hiện, miệng đỉnh hướng phía trước, liền đánh tới nhị trưởng lão đang lao nhanh như thiểm điện. Ngọa tào, ngươi, nhị trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị. Hãm không được, trốn không thoát, đón đầu đã đụng đến, nửa đời tôn quý cao ngạo, lần đầu tiên lại thuôn ra một câu nói tục. Cùng với tiếng oanh minh kịch liệt, cửu hoàng luyện thiên đỉnh liền móc ngược, va chạm đến mặt đất. Mà mặt đất lắc lư kịch liệt, thái tổ sơn ầm vang quật khởi, rắn rắn chắc chắc đặt ở miệng đỉnh, đóng chặt hoàn toàn bên trong. Linh Nhi, bát hoang tuyệt diễm, phóng hỏa cho ta, thiêu chết. Khương Phàm tỏa chấn đỉnh lô, nhấc lên chú tước yêu hỏa. Tràn vào vòng xoáy đầu tiên. Hỗn độn nguyên hỏa, bát hoang tuyệt diễm, phân biệt từ trong thân thể phần thiên chiến vực xông ra, tiến đụng vào vòng xoáy thứ hai, vòng xoáy thứ ba. Cùng với tiếng vang lớn ngột ngạt long trời lở đất, cửu hoàng luyện thiên đỉnh thức tỉnh, hỗn độn nguyên hỏa màu trắng, bát hoang tuyệt diễm màu đen, chu tước yêu hỏa màu đỏ, liên miên bất tuyệt tràn vào đỉnh lô. Đỉnh lô tràn ngập ra uy thế vô tận, giống như là thần linh, che đậy tất cả. Từng luồng liệt diễm bộc phát từ đỉnh lô, khuấy động thiên địa, hình thành vòng xoáy quét sạch hơn 10 dặm, điên cuồng cướp đoạt hỏa nguyên lực ở xung quanh. Trong đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo gần chiến trường, số lượng lớn cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị cưỡng ép kéo mất số lượng lớn liệt diễm. Có khí hải cuồn cuộn, liệt diễm bay lên không, có bảo khí thức tỉnh, phóng thích liệt diễm. Trong nháy mắt, cứ như vạn hỏa quy tông. Liệt diễm mấy trăm dặm xung chiến trường quanh đều điên cuồng nhận lấy dẫn dắt, lao vút tới phía cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Đám người quá sợ hãi, hốt hoảng rút lui ra phía sau, cắt đứt thả ra liệt diễm. Nhưng, chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi, liệt diễm cướp đoạt từ niết bàn cảnh đến thánh linh cảnh, cùng số lượng lớn bảo khí phía đã cực kỳ bành trướng, rót vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh. A, à, nhị trưởng lão ở trong đỉnh lô kêu gào thảm thiết, nơi này giống như không phải luyện lô. Mà là thế giới hỏa diễm vô biên vô tận, không chỉ có nhiệt độ cao khủng bố, để y phục của áo giáp của hắn liên tiếp bị hòa tan, ngay cả uy lực âm dương của hắn đều đang nhanh chóng tan rã. Đó lại là cái gì vũ khí? Nhị trưởng lão bị giữ lại. Bát hoang tuyệt diễm, Khương Phàm tỉnh lại bát hoang tuyệt diễm ở kiếp trước, vậy liệt diễm màu trắng kia lại là cái gì? Làm sao cảm giác so với Khương Phàm cùng bát hoang tuyệt diễm càng cường thịnh hơn vậy? Khương Phàm rốt cuộc còn có bao nhiêu vũ khí? Không giới hạn quy tắc rốt cuộc là tiện nghi cho ai? Toàn trường bạo động, khiếp sợ trước tòa luyện lô tôn quý móc ngược kia, mà các cường giả cấp hoàng đạo thì lại chú ý đến liệt diễm mà Khương Phàm thả ra. Ngay cả bọn người chu diễm của Xích Thiên Thần Triều nơi đó cũng đều hơi nhíu lông mày, rõ ràng phát giác được liệt diễm màu trắng cùng đỉnh lô kia thần bí bất phàm. Lúc này, Diệp Hung đã tàn phế một nửa, tam trưởng lão đang nổi giận. Đồ chiến thì điên cuồng, ba người đều liên tiếp giết tới. Bọn hắn bị bạo tạc trước đó đánh cho rách mướp, dáng vẻ chật vật đến nỗi ngay cả thái cổ thần miếu bên kia cũng đều nhìn không được. Nhất là Diệp Hung, vốn là đã bị Khương Phàm chặt thành một nửa, lại bị năng lượng nổ tung bao phủ hắn phá hủy hơn phân nửa nội tạng. Nhưng ở cuộc chiến sinh tử này, hắn đã không lo được thương thế cùng đau đớn, lấp đan dược liền giết tới. Sơn Hà, Đại Táng. Khương Phàm cũng nhét đan dược vào trong miệng, lần nữa phóng thích bí thuật cực hạn. Mặc dù bí thuật như vậy tiêu hao rất nhiều thể lực, một lần liền đạt tới phụ tải cực hạn, nhưng trước khi Khương Phàm rời khỏi Xí Thiên Giới thì hắn cũng đã mang theo đầy đủ đan dược, mà tất cả còn đều là cấp bậc thánh đan, một viên có thể để cơ thể hắn phục hồi như cũ, tinh khí thịnh vượng. Không giới hạn quy tắc, chính là tiện nghi cho hắn. Ầm ầm, đại địa cuồn cuộn, bụi mù ngập trời. Sóng chiều tai nạn đến nghiêng trời lệch đất nuốt sống ba người Diệp Hung đang giết tới gần. Đại sơn thượng cổ mai táng dưới mặt đất lại lần nữa thức tỉnh, bị ép phóng xuất ra uy lực núi lớn, uy lực thượng cổ, tăng lên uy thế hủy diệt cho Sơn Hà Đại Táng.
Giết ra ngoài, giết ra. Ngọa tào, đây là năng lượng gì? Diệp Hung, Tam trưởng lão, đồ chiến bị vô tình nuốt hết, chật vật chìm đến dưới đất. Trước đó bọn hắn đã tận mắt thấy hình phù đồ bị đại địa mai táng, biết rõ bạo động khủng bố, nhưng đến khi bị dìm ngập mới biết được, đây nào chỉ là khủng bố, quả thực là tuyệt vọng. Cái này thậm chí đều không phải là võ pháp, mà là đại địa mẫu khí gào thét, là thương thiên muốn hủy diệt bọn hắn, là thời không muốn lưu vong bọn hắn. Luyện cho ta. Khương Phàm điên cuồng thúc giục hỗn độn nguyên hỏa cùng bát hoang tuyệt diễm, tiếp tục luyện hóa nhị trưởng lão ở bên trong. Mặc dù Sơn Hà Đại Táng có uy lực tuyệt luân, nhưng muốn chân chính mai táng ba vị bán thánh, còn không thực tế, hắn muốn chỉ là thời gian. Toàn trường bạo động, quần tình sốt ruột. Mọi người nhìn tràng diện chiến trường bạo động, đều cảm nhận được một cơn gió lạnh không cách nào nói rõ. Khương Phàm lần nữa nắm chiến trường trong tay. Năm vị bán thánh vây bắt, vậy mà lại không làm gì được Khương Phàm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được. Tất cả các thiên kiêu hoàng đạo rốt cuộc cũng đã toát ra thể hiện nghiêm trọng, bọn hắn bắt đầu tưởng tượng, nếu như mình đứng ở trên chiến trường thì có thể chém giết Khương Phàm hay không? Không, bây giờ hẳn là có thể chân chính chống lại cùng Khương Phàm hay không? Rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt cao ngạo, rốt cuộc trong đầu cũng đã hiện ra một cái ý niệm. Không hổ là thần hoàng kiếp trước, có thể thống ngự thương huyền, nghênh chiến cửu châu thập tam hải, thật đúng là không phải nói khoác. Hắn quả thật có thực lực áp đảo phía trên dân chúng. Cho dù đầu thai làm người cũng tuyệt đối không thua năm đó. Đám người bên trong xí thiên giới thì phấn chấn kích động, đồng thời nhớ tới câu nói kia, mỗi thời đại kiểu gì cũng sẽ sinh ra một truyền kỳ, che đậy vô số thiên kiêu. Mà truyền kỳ thời đại này, hoàn toàn xứng đáng thuộc về Khương Phàm. Các hoàng đạo cao ngạo bọn họ hiển nhiên không phục, cho nên toàn thể đều phó ước mà đến, nhưng bây giờ... bọn hắn nên thận trọng suy tính. Đốt nóng. Ầm ầm. Một trận bạo tạc thảm liệt đột nhiên bộc phát tại chiến trường, một ngạt như mặt đất sụt lún, trong chớp mắt đã truyền khắp mấy trăm dặm, để mấy triệu người xem náo nhiệt bỗng nhiên an tĩnh, rất nhiều người đều giật mình. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh bị đụng bay, còn bay lên trời, đánh bay Khương Phàm, toàn bộ năng lượng bên trong giống như hồng lưu đổ xuống, cuồn cuộn khắp toàn trường, liên miên bất tuyệt, mà sau khi Thái Tổ Sơn nhận cường hoành trùng kích, uy lực đại địa hùng hậu mà mênh mông đã trùng kích theo vết nứt dãy núi. Nhị trưởng lão tự bạo rồi. Bên trong Thái Cổ Thần Miếu vang lên từng trận rên rỉ, tràng diện có sức lực như thánh cảnh như vậy, nhất định là nhị trưởng lão với cảnh giới bán thánh mang theo thánh cốt nổ tung. Năng lượng tại thời khắc này thậm chí đã dung chuyển áp chế của Khương Phàm, cho thấy uy thế tiếp cận với thánh linh. Miếu chủ đều dùng lực nắm chặt nắm đấm, đó là huyền tôn của hắn, là người thừa kế Thiếu Âm Thiếu Dương. Nhất định là cảm giác mình giết không ra ngoài, cũng nhất định là ở bên trong nhận phải uy hiếp chí mạng, nếu không tuyệt đối sẽ không tự bạo, đoạn tuyệt luân hồi. Đỉnh lô lại không có vỡ. Đó là vũ khí cấp bậc gì mà lại có thể chống đỡ được cảnh giới bán thánh tự bạo? Đó là rèn đúc từ chất liệu gì? Bên trong xí thiên giới có ẩn giấu bảo lô sao? Khương Phàm lấy ở đâu ra nhiều vũ khí cường hãn như vậy? Khương Phàm đâu? Khương Phàm ở đâu? Nổ chết rồi sao? Số lượng lớn cường giả nhìn xung quanh, rất nhanh đã tập trung vào một thân ảnh, chính là Khương Phàm. Khương Phàm sớm đã có dự tính nhị trưởng lão sẽ tự bạo, cũng đã phòng bị, nhưng vẫn đánh giá thấp năng lượng trùng kích, giờ phút này toàn thân hắn đã vỡ nát, hài cốt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Đây là đã được Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh chống đỡ bạo tạc, cho dù là như thế, nhưng vẫn trọng thương tới cực điểm. Giết Khương Phàm. Diệp Hung leo ra từ bên trong Sơn Hà Đại Táng trước nhất, hắn suy yếu, đau đớn, giá lạnh, hắn chật vật đến cực hạn, cơ hồ muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, lấy máu tươi làm dẫn, phóng xuất ra tinh thần sáng chói. Tinh quang đầy trời, hóa thành tinh thần thật sự, giống như thiên thạch ùn ùn kéo tới oanh động, chạy về phía Khương Phàm, bọn chúng nhanh chóng xen lẫn, sáng đến chói mắt, hợp thành một đầu tinh hà, vô cùng thần bí, lại cuồn cuộn năng lượng. Phảng phất có thể phá hủy núi sông. Giết, báo thù cho nhị trưởng lão cùng quan lăng. Ngay sau đó tam trưởng lão và đồ chiến cũng đã giết ra khỏi phế tích, ý thức hoảng hốt, nhưng gương mặt dữ tợn, thân thể suy yếu, nhưng chiến ý như thủy triều. Đi! Diệp Hung cố nén mê muội, liên tiếp phóng thích hai mê trận tinh không, đánh về phía tam trưởng lão cùng đồ chiến, tinh không di chuyển, đuổi giết Khương Phàm.
sau khi Khương Phàm hạ xuống liền liên tiếp nảy người lên, để lại máu tươi đầy đất, nhìn đã hấp hối, thấy mà giật mình, nhưng hắn khai chiến đến nay đều là dùng đan dược, còn không có vận dụng cấm thuật niết bàn thuật. Thời điểm tinh hà đang cuộn trào như biển động kéo đến, Khương Phàm nằm dạp trên mặt đất đang nhanh chóng khôi phục, thẳng tới đỉnh phong, sau đó. Trước một giây khi tinh hà đến, toàn thân hắn dâng lên tinh quang, không gian vặn vẹo, biến mất tại chỗ. Ầm ầm, tinh hà cuồng kích, hào quang rực rỡ, đất trời rung chuyển, hung hăng đánh vào vị trí trước đó của Khương Phàm, tràng diện bạo động kia tựa như sóng lớn vỗ bờ, kinh động tâm phách. Đã chết rồi sao? Vô số ánh mắt khẩn trương nhìn ra xa. Giết! Tam trưởng lão, đồ chiến lại giết tới muốn bổ sung một kích, tuyệt sát chí mạng. Một người diễn biến thanh giao, một người tế lên song kiếm, toàn bộ đều vô cùng dữ tợn, sát ý quyết tuyệt. Nhưng, Khương Phàm đã biến mất, đầu tiên là chuyển sang bí mật hoạt động ở một chỗ cách mấy trăm mét, sau đó lại di chuyển hơn 10 dặm, xuất hiện ở sau lưng Diệp Hung đang muốn hôn mê. Giết giết giết, giết Khương Phàm. Diệp Hung đang gian nan chống đỡ thân thể, căm tức nhìn bạo tạc như sóng to gió lớn nơi xa, gương mặt đẫm máu dữ tợn như quỷ. Nhưng, trong lòng Diệp Hung khẽ nhúc nhích, hắn đã nhận ra năng lượng tinh thần ba động, một loại khí tức nguy hiểm trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân. Diệp Hung lung lay ánh mắt, quả quyết kích phát tinh thần mê trận liền muốn thoát khỏi, nhưng sau lưng hắn chợt lạnh lên, phong mang sắc bén xẹt qua cổ của hắn. Khương Phàm giơ tay chém xuống, chém đầu Diệp Hung. Toàn trường đang nhìn đầu nguồn bạo tạc thì ánh mắt lại liên miên thu về, đúng lúc thấy được Khương Phàm bước ra từ trong lỗ đen, bôn tập chém giết Diệp Hung. Hắn không chết, hắn trốn ra được. Lông tóc không tổn hao gì. Đan dược gì lại có tốc độ khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ là niết bàn trong truyền thuyết? Khương Phàm từ đầu đến cuối đều không có sử dụng niết bàn sao? Ông trời ơi, trước một giây còn trọng thương sắp chết. Chỉ chớp mắt đã hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Cái này còn chơi thế nào? Loại bí thuật niết bàn này thật sự quá biến thái. Phượng Hoàng cũng là bằng vào cái này, khinh thường yêu tộc, khiêu chiến long tộc. Không hổ là thần tổ vạn cầm, đúng là biến thái. Lại chết thêm một người nữa. Năm vị bán thánh vây bắt, vậy mà đã chiến tử ba vị. Toàn trường nhanh chóng nhấc lên tiếng kinh hô như thủy triều, vốn cho rằng là vây bắt, kết quả lại là đơn phương săn giết. Mà toàn bộ quá trình đều là vui mừng cùng ngoài ý muốn. Tiếng kinh hô ở phía ngoài kích thích đã tam trưởng lão cùng đồ chiến trên chiến trường, bọn hắn nhìn hố sâu trống rỗng trước mặt, bỗng nhiên quay người, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Khương Phàm ở bên ngoài mấy chục dặm. Khương Phàm thu thi cốt Diệp Hung vào thông thiên tháp, đi tới biên giới chiến trường, triệu hồi cửu hoàng luyện thiên đỉnh bị xiềng xích ngăn lại. Mặc dù bạo tạc không có hủy đi luyện thiên đỉnh, nhưng Linh Nhi cùng bát hoang tuyệt diễm ở bên trong đã bị chấn thương. Hắn đi từ lúc nào? Thương thế của hắn đâu? Tam trưởng lão cùng đồ chiến lập tức cảm thấy lạnh người, ngoài tức giận thì bọn hắn càng cảm nhận được một loại sợ hãi. Gia hỏa này giết không chết sao? Nhị trưởng lão liều tự bạo cuối cùng cũng khiến cho hắn bị trọng thương, kết quả hắn đảo mắt đã bình phục. Trở về. Miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu đột nhiên gọi đến chiến trường, hắn tỉnh táo, cũng thỏa hiệp. Năm vị bán thánh liên thủ đều không giết chết được Khương Phàm, còn lại hai người chỉ có thể bị Khương Phàm đánh giết từng kẻ. Hắn không thể nào tiếp tục hy sinh vô vị. Tam trưởng lão cùng đồ chiến cắn răng, nhanh chóng đẩy ra khỏi chiến trường Đại La Sơn. À, còn chạy trốn hai. Trước tiên sẽ ghi lại nợ, hôm nào lại lấy. Bước lên chiến trường của ta, chính là lên sinh tử bộ, ai cũng không sống được. Khương Phàm cười lạnh hai tiếng. Ánh mắt bén nhọn quét về đội ngũ vạn đạo thần giáo, tiếp cận Sở Phong Trần đang khôi phục. Thanh âm phách lối để Thái Cổ Thần Miếu cùng vạn đạo thần giáo đều đầy ngập lửa giận, nhưng sự cường hãn của Khương Phàm đến bây giờ đã phát huy ra vô cùng tinh tế, bây giờ bọn hắn không có lực lượng lại lên đài khiêu chiến. Địa ma thụ giơ lên 9 sợi dây leo, quấn lấy 9 khối bảo cốt thánh vương, giáng lâm đến chiến trường, bảo vệ Khương Phàm, uy hiếp hoàng đạo, để tránh những hoàng đạo này sau khi bị kích thích sẽ tập kích. 9 khối bảo cốt thánh vương sao? Số lượng lớn ánh mắt dừng lại ở bên trên bảo cốt bị dây leo quấn quanh, chỉ mới nửa ngày mà thôi, vậy mà lại thắng được 9 khối bảo cốt thánh vương. Ngay cả rất nhiều hoàng tộc đều hâm mộ, mấy ngàn năm lịch sử của bọn hắn đều không có bảo tồn đến 10 khối, vậy mà trong nửa ngày Khương Phàm lại thu hoạch được 9 khối bảo cốt thánh vương.
bầu không khí bên trong Xí Thiên giới là phấn chấn nhất, Bảo Cốt Thánh Vương, mặc kệ là dùng tới tu luyện, hay là dùng làm vũ khí, đều là tuyệt thế chân bảo. Có Bảo Cốt Thánh Vương uy hiếp, bọn hắn cũng không cần sợ tất cả hoàng đạo đánh bất ngờ. Tiếp theo xem như cuộc chiến thứ 5 rồi. Ai đến? Khương Phàm đứng tại đỉnh núi Thái Tổ Sơn, ăn vào đan dược, điều trị trạng thái đến tốt nhất. Mấy triệu người xem sốt ruột nhìn ra xa. Lấy cục diện bây giờ, hoàng tộc khẳng định là không dám lên đài, chỉ có thể là cấp bậc hoàng đạo. Ai sẽ xuất chiến đây? Đại Quang Mang Thần Điện, hay là Cửu Lê Thần Cung? Chu Thiên Thần Điện, hay là Xích Thiên Thần Triều? Thao Thiết Yêu Tộc, hay là Thiên Cực Giới? Cửu Thiên Thần Giáo, hay là Man Hoang Chiến Tộc? Sinh Mệnh Thần Điện, hay là Phù Tang Thần Cung? Các cường giả, tán tu đến từ các vực thì đều nhìn phía hoàng đạo nơi đó. Trong lòng bọn họ, riêng mình đều xem hoàng đạo là tồn tại vô địch, loại ảnh hưởng cùng tín niệm kia đều là bọn hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, đã thẩm thấu đến linh hồn. Nhưng, hoàng đạo mười phương tập thể trầm mặc. Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện và các hoàng đạo khác trước khi đến đều tràn đầy lòng tin, đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể giết Khương Phàm, nhưng liên hợp vây bắt khẳng định không có vấn đề, bọn hắn cũng đều chế định kỹ càng chiến thuật, trang bị vũ khí cường hãn, đến sau này. Giữa nhau còn bí mật đã làm một ít liên hệ, nhưng ai cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại cường hãn đến trình độ như vậy. Sở Phong Trần thua nặng, Hình Phù Đồ bị miểu sát, dưới sự vây bắt của 5 vị bán thánh lại cường thế oanh sát 3 vị, chiến thuật trước đó của bọn hắn là như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng bây giờ dưới thực lực cơ hồ lại không có chút phần thắng nào. Thiên Cực Giới, Phù Tang Thần Cung, Thao Thiết Yêu Tộc thì từ đầu đến cuối đều một mặt hờ hững. Trong ánh mắt lóe ra cái nhìn lạnh lẽo không cách nào nói rõ. Các ngươi là không dám tới, hay là không có ý đến? Mọi người vạn dặm xa xôi chạy đến đây đều không phải xem náo nhiệt, như vậy đi, tất cả hoàng đạo thay nhau đăng tràng. Khương Phàm đứng trên Thái Tổ Sơn, ánh mắt bén nhọn nhìn quanh tất cả hoàng đạo, trong tay lung lay tàn đao, chỉ đến Cửu Lê Thần Cung. Hoàng đạo Tây Bắc thua, hoàng đạo Tây Nam thua, Tây Bộ Thương Huyền còn mỗi Cửu Lê Thần Cung ngươi. Tới thử một chút. Phó cung chủ Cửu Lê Thần Cung, Diêu Lăng Vi Thiên Kiều bá mị, quốc sắc thiên hương, dáng người mềm mại nhỏ yếu để cho người ta miên man bất định. Đối mặt với sự khiêu khích của Khương Phàm, nàng chỉ lười biếng mà cười cười, thờ ơ. Khương Phàm tiếp tục nói. Cửu Lê Thần Cung không có thánh vương thiên phẩm sao, thực sự không được thì mấy bán thánh. Hoặc là đến 7-8 niết bàn cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên. Ta có thể không áp chế bọn cảnh giới của hắn. Lời này để rất nhiều hoàng đạo thoáng động tâm, bọn hắn thực sự không nỡ để cường giả cảnh giới bán thánh xếp hàng chịu chết. Cảnh giới bán thánh không thể nghi ngờ là lực lượng trung kiên của bọn hắn, không phải cấp bậc chiến tướng, thì chính là trưởng lão hạch tâm, bồi dưỡng đến vấn đề kia càng cần thiên phẩm linh văn hơn, hoặc là chí tôn thánh phẩm cực kỳ đặc thù, còn cần tài nguyên trồng chất. Nếu như là niết bàn cảnh thất trọng thiên, coi như miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng niết bàn thất trọng thiên vấn đề thánh phẩm, làm sao đối mặt với thánh vương thiên phẩm Khương Phàm đây? Đừng nói 7-8 người, xem như 10 người vây bắt, đều chưa hẳn có thể có phần thắng. Mấu chốt là mỗi lần lên đài, đều cần bảo cốt thánh vương. Xem như hoàng đạo, cũng không nỡ lấy ra nhiều như vậy. Khương Phàm tiếp tục rằng co với Cửu Lê Thần Cung. Nếu như các ngươi là sợ thật, vậy chúng ta hơi thay đổi quy tắc. Nếu như tiếp tục quyết chiến sinh tử, vẫn là mỗi người một khối bảo cốt thánh vương. Nếu như các ngươi chỉ có thể giết ta, ta không thể nào giết các ngươi, vậy thì mỗi người 3 khối bảo cốt thánh vương. Tất cả hoàng đạo vừa nghe nói như thế, khóe mắt đều co rúm lại. Gia hỏa này là biến đổi biện pháp kiếm tiền sao? Một người 3 khối. Ngươi coi là kim tệ sao? Đây chính là bảo cốt thánh vương. Nếu như không phải Khương Phàm trùng sinh, còn đã dẫn phát chiến tranh, đừng nói bảo cốt thánh vương, thánh cốt cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện ở hạ giới. Ta đều đã chủ động nhượng bộ, các ngươi còn không có dũng khí bước lên. Các hoàng đạo thương huyền, ta đều cho các ngươi cơ hội giết ta, các ngươi lại bất tranh khí. Ta không thể không nói, đương kim hoàng đạo so với ngàn năm trước không phải chỉ kém một điểm nửa điểm. Bên trong 12 hoàng đạo không có một hoàng đạo nào bồi dưỡng được người có thể thực sự chống lại ta. Giọng Khương Phàm không lớn, lại hòa với linh lực nhẹ nhàng truyền khắp toàn trường, khiêu khích cùng trào phúng trong lời nói để các cường giả xem chiến ở bên ngoài đều có chút nghe không nổi nữa.
Tất cả các đệ tử Thiên Kiêu Hoàng Đạo đều dùng sức nắm chặt nắm đấm, đáy mắt bắn ra chiến ý. Nhưng, các thánh linh của bọn hắn đều thờ ơ, không có bị ngôn ngữ kích thích ảnh hưởng. Nhất là thiên cực giới, phù tăng thần cung các loại, vẫn giữ im lặng. Khương Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng tu luyện, thản nhiên nói. Chờ các ngươi thương lượng xong chiến thuật lại lên đài khiêu chiến, ta ở chỗ này đợi đến cuối tháng 3. Biển người nhanh chóng bạo động, ngắm nhìn đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo. Thật không có người lên sao? Không phải tất cả hoàng đạo đều có chuẩn bị mà đến sao? Bọn họ đến đương nhiên có chuẩn bị, có một số còn đều đã liên hợp, nhưng không nghĩ tới Khương Phàm lại mạnh đến loại trình độ này. Đúng vậy, đừng nói hoàng tộc, sợ rằng hoàng đạo đều không có nghĩ đến Khương Phàm sẽ mạnh đến thế. Không chỉ có chu tước truyền thừa bá đạo tuyệt luân, vũ khí thần bí càng khống chế được toàn trường. Ai, hoàng đạo trước đó tự đại, thật sự là đoán sai thực lực của Khương Phàm. Truyền nhân thiên phẩm của hoàng đạo đều là bảo bối của bọn hắn, nếu như không có hoàn toàn nắm chắc, ai cũng sẽ không ném ra chịu chết. Nhìn đi, hoàng đạo sẽ còn ra sân, nhưng không phải lên đơn độc, mà là liên hợp. Tiếp theo sẽ là vây bắt, mấy hoàng đạo liên thủ triển khai vây bắt Khương Phàm. Những người vây xem nhìn hoàng đạo từ đầu đến cuối không có ra tay, bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo nghị luận lên. Tô Thiên Sóc, Tô Triệt, thậm chí Khương Hồng Võ, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ đều nhìn qua Khương Phàm ngẩn người bên trên Đại La Sơn. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng thật không nghĩ tới chỉ trong vài chục năm đã mạnh đến tình trạng như thế, thậm chí còn vượt qua phạm vi hiểu biết. Không hổ là thần hoàng đã từng thống ngự Thương Huyền, thật không phải, phàm nhân, bọn hắn có thể sánh được. Đêm xuống, tất cả hoàng tộc hoàng đạo lần lượt rút về thành mới. Hoa Thanh phó giáo chủ, các ngươi còn muốn khiêu chiến Khương Phàm sao? Vô thượng vương của Xích Thiên Thần Triều đến thăm trang viên của Cửu Thiên Thần Giáo vào đêm khuya, sau một phen hàn huyên thì đi thẳng vào vấn đề. Đông Hoàng Hoa Thanh chậm rãi lắc đầu. Vũ khí, truyền thừa, kỹ nghệ chiến đấu của Khương Phàm, hôm nay hẳn là đã được bày ra hết, rất mạnh, thật sự rất mạnh, theo ý ta, bất kỳ hoàng đạo nào cũng đều không có phần thắng. Mặc kệ là điều động Thánh Vương Thiên Phẩm đơn độc xuất chiến, hay là lại phối hợp bán thánh phụ trợ, thậm chí mang lên vũ khí quan trọng, Khương Phàm hẳn là đều có thể ứng phó được. Ta vừa mới thương lượng qua cùng Lan Quỷ phó giáo chủ, nếu như không có ngoài ý muốn gì đặc biệt, Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta cân nhắc từ bỏ. Đây mới là ngày đầu tiên, Cửu Thiên Thần Giáo cứ từ bỏ như vậy, không phù hợp phong cách làm việc của các ngươi lắm nhỉ. Không phải muốn từ bỏ, mà là thừa nhận hiện thực. Trước đó Khương Phàm khiêu chiến Đại La Sơn, các phương đều cho rằng hắn tự rước lấy nhục, năm ba ngày là có thể chém giết hắn, cũng đều hy vọng có thể ở trước mặt người trong thiên hạ, công bằng công chính giải quyết hết kẻ đã từng là chủ nhân Thương Huyền này. Nhưng, bây giờ xem ra cuộc thi đấu khiêu chiến này nếu như còn tiếp tục kéo dài, không những không giết chết Khương Phàm, sẽ còn thành tựu cho Khương Phàm. Tha thứ ta nói thẳng, nếu như cũng giống như những gì các ngươi nghĩ, nơi này giết không chết Khương Phàm. Không phải từ bỏ truy sát Khương Phàm, mà là không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Cuộc thi đấu khiêu chiến này nếu có thể huyên náo đến mức mọi người trên toàn Thương Huyền đều biết, Bát Châu Thập Tam Hải sẽ có được tin tức. Nếu như biết ngày đầu tiên chúng ta liền bị dọa lùi, toàn bộ các hoàng đạo Thương Huyền sẽ biến thành trò cười. Bây giờ đã không phải chuyện giết Khương Phàm, càng quan trọng hơn là bảo vệ tôn nghiêm các hoàng đạo Thương Huyền. Vô Thượng Vương tới tìm ta là cam đoan chúng ta tiếp tục lên đài. Rất xin lỗi, chúng ta không muốn làm vật hy sinh. Nếu như hai bên chúng ta liên thủ thì sao? Liên thủ, cũng xin thứ cho ta nói thẳng, muốn diệt trừ Khương Phàm, cần hai vị Thánh Vương Thiên Phẩm áp trận, các ngươi cầm ra được sao? Thánh Vương Thiên Phẩm hai bên ngươi và ta đều không thích hợp, cảnh giới đời trước quá mạnh, cảnh giới thế hệ này đều không kịp Khương Phàm, nhưng nếu như hai bên chúng ta có thể liên thủ, không cần Thánh Vương Thiên Phẩm Linh Văn là đủ. Đông Hoàng Hoa Thanh ra vẻ giật mình mà nói. Ngươi muốn ta điều võ giả không gian áp trận. Vô Thượng Vương nói. Hai bên chúng ta điều động ra ba vị bán thánh. Các ngươi ba vị bán thánh không gian, phụ trách chặn đánh Khương Phàm, dây dưa với Khương Phàm, chúng ta phụ trách tấn công, tập sát Khương Phàm. Nếu như hai bên có thể ăn ý phối hợp, giết Khương Phàm cũng không phải là việc khó. Ba người mà các ngươi xuất động là Hoàng Thất, Vô Thượng Vương Phủ, Kim Luân Vương Phủ, đều động ra một vị bán thánh. Đều là thiên phẩm.
Hoàng thất là cửu thiên huyền hỏa, vô thượng vương phủ là vô thượng yêu thể, kim luân vương phủ là kim luân liệt dương, đều là linh văn chí cường trên thế gian, chí tôn thánh phẩm có thể vấn đỉnh bán thánh. Tuy nhiên muốn chiến đấu với thánh vương thiên phẩm như Khương Phàm, chúng ta nguyện ý xuất động thiên phẩm linh văn. Xem ra Xích Thiên Thần Triều đã quyết định xong rồi. Chúng ta xuất động ba thiên phẩm, đủ để biểu hiện quyết tâm muốn giết Khương Phàm của chúng ta. Nếu như cửu thiên thần giáo nguyện ý hợp tác, hy vọng có thể lấy ra thành ý. Nhất định phải là ba vị thiên phẩm linh văn hư không, hoặc là xuất động hư thiên chiến đao. Ha ha, ta tin tưởng khẳng định các ngươi sẽ mang bảo khí trấn giáo này đến. Vô thượng vương đưa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đông Hoàng Hoa Thanh. Tại vấn đề tạo nghệ không gian, chư cường thương huyền không có bất kỳ một phương nào có thể mạnh hơn cửu thiên thần giáo, bọn hắn không chỉ có được võ giả không gian cường hãn, mà còn có được bảo khí không gian đặc biệt. Hư thiên chiến đao chính là một trong số đó, nó không có thân đao chân thực, không hiển hiện tung tích ở thế giới hiện thực, mà là ẩn nấp ở trong hư không, sinh tồn ở trong hư không, là loại sát khí ám sát khủng bố, uy lực bá đạo càng khó lòng phòng bị. Đông Hoàng Hoa Thanh liên tục trầm ngâm, nói. Ngày mai xuất chiến. Vô Thượng Vương cởi mở cười to. Ngày mai. Một đêm này, giữa tất cả hoàng đạo đều bí mật tiếp xúc. Ví dụ như, Thao Thiết Yêu tộc bí mật liên hệ thiên cực giới. Ví dụ như, Sinh Mệnh Thần Điện liên hợp mấy hoàng tộc sở thuộc bọn hắn. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới tảng sáng, người người lại lần nữa đứng đầy phế tích xung quanh Đại La Sơn. Mọi người sốt ruột nghị luận. Quần tình xúc động. Bởi vì có tin tức truyền ra, có hoàng đạo vào tối hôm qua đã bí mật hành động, hiển nhiên là điều chỉnh chiến thuật, có khả năng xuất hiện liên minh giữa hoàng đạo cùng hoàng đạo. Các hoàng tộc, hoàng đạo thương huyền liên tiếp bay lên không, hùng cứ một phương. Xí thiên giới ở bên trong vết nứt hỗn độn, bọn người thiên hậu một đêm chưa ngủ, nhìn xung quanh dãy núi, hộ pháp thay Khương Phàm. Giới chủ khẽ nói, trận khiêu chiến ngày thứ hai bắt đầu. Nhất định sẽ là trận ác chiến. Giả An Nhiên lo lắng thay Khương Phàm. Xích Thiên Thần Triều hẳn là sẽ ra tay. Khương Phàm vừa mới khiêu khích hoàng thành bọn hắn, nhân hoàng Chu Diễm kiếp trước lại tự mình giáng lâm, bọn hắn không phải đến xem trò vui. Kiều Linh Vận nhìn qua mảnh hỏa vân mênh mông nơi xa kia. Nhân hoàng kiếp trước lại có thể sống đến bây giờ, thật không thể tin được. Thiên Hậu nói. Cửu thiên huyền hỏa có thể diễn biến ba loại nguyên lực thế giới là sinh mệnh, tử vong cùng thôn phệ, trong đó sinh mệnh nguyên lực giao phó bọn hắn tuổi thọ dài hơn. Những thánh linh khác có thể sống 500 tuổi, bọn hắn có thể sống 700 tuổi, thánh vương thì có thể sống 800 tuổi, bọn hắn có thể sống hơn 1000 tuổi. Chính thức nương theo ưu thế tuổi thọ, trong tổ từ bọn hắn đã phong tồn càng nhiều lão tổ tông, tiềm lực chiến tranh của Xích Thiên Thần Triều cũng áp đảo phía trên toàn bộ hoàng đạo thương huyền. Đều đến đông đủ, hôm nay có đăng tràng không? Khương Phàm ngồi trên Thái Tổ Sơn, nhắm mắt minh thần, đang tiếp tục tìm hiểu sự ảo diệu của Thông Thiên Tháp, thử giải trừ phong ấn tầng thứ tư. Mấy triệu người nhanh chóng an tĩnh, vô số ánh mắt nhìn lên các hoàng đạo ở không trung. Trong đội ngũ Xích Thiên Thần Triều, Vô Thượng Vương đang nhìn cửu thiên thần giáo nơi đó, sau khi cùng Đông Hoàng Hoa Thanh đụng đụng ánh mắt, hắn liền vung tay lên. Lên! Ba bán thánh được chọn từ hoàng thất. Vô Thượng Vương Phủ, Kim Luân Vương Phủ liên tiếp ra khỏi hàng, sau khi tiếp nhận bảo cốt Thánh Vương được các tộc lão hoàng thất đưa tới, bọn họ thả người nhảy xuống hỏa vân giữa không trung. Xích Thiên Thần Triều. Tiếng hoan hô như thủy triều lập tức vang vọng toàn trường, giống như sóng cả mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Mọi người kích động càng phấn chấn, Xích Thiên Thần Triều, chí tôn hoàng đạo áp đảo phía trên bát bộ hoàng đạo. Xích Thiên Thần Triều không chỉ là một trong tứ đại chí tôn hoàng đạo. Càng là hoàng triều mạnh nhất khổng lồ nhất thương huyền, cương vực tung hoành hơn 8 vạn dặm, có hàng tỷ con dân, vương hầu tướng lĩnh vô số kể, tông môn thế gia càng có đến hàng vạn, tiềm lực chiến tranh có thể xưng là số 1 thương huyền. Hoàng thất, Chu Nguyên Cơ, thiên phẩm linh văn, cảnh giới bán thánh. Một chiến tướng hoàng thất oai hùng giáng lâm trước hết nhất, tam đồng vần quanh, tà khí lẫm nhiên. Vô Thượng Vương Phủ, Triệu Không Tịch, thiên phẩm linh văn, cảnh giới bán thánh. Một lão giả có mái tóc hoa râm rơi xuống trên xiềng xích, nhìn như già nua, nhưng lại mang khí thế hung ác đầy người, giống như một tuyệt thế hung thú còn dự uy. Kim Luân Vương Phủ, Từ Chính Chân, thiên phẩm linh văn, cảnh giới bán thánh. Kim Luân Vương Phủ cũng phái tới lão nhân, tuổi tác đã cao, nhưng đôi mắt lại thâm thúy, trầm ổn lạnh lẽo.
Bầu không khí tại toàn trường tiếp tục nhiệt liệt, hoàng thất cùng hai đại vương phủ liên hợp, đây không thể nghi ngờ chính là đội hình khó gặp. Cửu thiên huyền hỏa, vô thượng yêu thể, kim luân liệt dương, đây đều là linh văn danh chấn thiên hạ. Nhưng, khi mà mọi người đang phấn chấn, đồng thời lại tiếp tục nhìn lên bầu trời. Sau đó thì sao? Tiếp tục đi chứ? Chỉ ba vị này sao? Xích thiên thần triều sẽ không tự đại như vậy đấy chứ? Hôm qua năm vị bán thánh của thần miếu đều thảm bại dưới tay Khương Phàm, ba vị này coi như có thực lực mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú hơn, cũng không trở thể giết được Khương Phàm. Chu Nguyên Cơ có chút ngẩng đầu, hướng về phía cửu thiên thần giáo nhẹ gật đầu. Động tác đơn giản này lần nữa oanh động toàn trường, mấy triệu ánh mắt đều tề tụ về khung trời. Cửu thiên thần giáo, Xích thiên thần triều liên minh cùng cửu thiên thần giáo sao? Ông trời ơi! Hai đại chí tôn hoàng đạo liên hợp. Xích thiên thần triều mời cửu thiên thần giáo, khẳng định là coi trọng không gian linh văn của bọn hắn, cửu thiên thần giáo nguyện ý hợp tác với xích thiên thần triều, hẳn là tin tưởng kinh nghiệm chiến tranh của bọn họ. Cửu thiên thần giáo phụ trợ, xích thiên thần triều chủ công, trận chiến này rất có phần thắng. Hoàng triều đầu tiên của Thương Huyền cùng đệ nhất thần giáo liên minh với nhau, thật kích thích, quá phụ mẫu nó kích thích. Bầu không khí tiếp tục oanh động. Không uổng công bọn hắn chờ mong cả đêm, hôm nay vừa mới bắt đầu đã liền thấy vui mừng. Tất cả hoàng đạo đều âm thầm gật đầu, nếu như hai nhà này liên thủ, thật có hy vọng chém giết Khương Phàm. Nhưng, trên trời dưới đất đã đợi lại đợi, cửu thiên thần giáo nơi đó đều thờ ơ. Đông Hoàng Hoa Thanh, còn đang chờ cái gì? Vô Thượng Vương về tiến phía trước mấy bước, cao giọng nhắc nhở. Đông Hoàng Hoa Thanh nơi đó chỉ truyền đến tiếng ngâm khẽ thản nhiên. Đông Hoàng Hoa Thanh, ngươi đang làm cái gì? Phái người của ngươi xuất chiến. Vì sao? Vì sao? Cái gì vì sao? Tại sao chúng ta phải xuất chiến? Ngươi nói là cái gì? Không phải tối hôm qua chúng ta đã nói rồi sao? Ta giống như không có đồng ý thì phải. Đông Hoàng Hoa Thanh, ngươi chơi xấu sao? Vô Thượng Vương, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tối hôm qua chúng ta có gặp mặt, nhưng ta có nói qua nửa câu hợp tác sao? Ngươi đột nhiên ở ngay trước mặt mọi người mời ta, là cố ý bức ta xuất chiến. Thật có lỗi, cửu thiên thần giáo chúng ta không nhận bất cứ bức hiếp gì. Đông Hoàng Hoa Thanh, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì không? Ngươi dám phụ trách vì những lời mình nói không? Vô Thượng Vương thẹn quá hóa giận. Hắn tự mình ước đàm với Đông Hoàng Hoa Thanh, tự mình bố trí sách lược chiến thuật, tràn đầy lòng tin giết chết Khương Phàm, kết quả lại bị cửu thiên thần giáo bày cho một đao. Lại còn là ở trước mặt nhân hoàng tiền triều, đây quả thực là đã để hắn mất hết thể diện. Các cường giả của Xích Thiên Thần Triều đều chau mày, loại chuyện này còn có thể chơi xấu. Đây chính là sự kiện được khắp thiên hạ chú ý, đường đường là hoàng đạo há có thể lật lọng. Đông Hoàng Hoa Thanh hờ hững nói. Vô Thượng Vương, ngươi là quá mức, hay là ấu trĩ, thật sự cho rằng ở trước mặt mọi người ép buộc chúng ta liền có thể buộc chúng ta xuất chiến. Ta lại hỏi ngươi. Hôm qua người bái phỏng ta có nói qua chuyện muốn hợp tác với các ngươi hay không? Vô Thượng Vương hồi tưởng lại cuộc nói chuyện tối hôm qua, kết quả thật đúng như là không có được hắn trả lời chắc chắn. Nhưng, hai bên đều là hoàng đạo, lại còn là chí tôn hoàng đạo, một ít chuyện là có thể ngầm hiểu lẫn nhau, không cần thiết phải nói thấu triệt. Đông Hoàng Hoa Thanh hỏi lại. Xin hỏi Vô Thượng Vương, ta đã nói với ngươi rằng muốn hợp tác không? Vô Thượng Vương âm trầm sắc mặt. Lạnh lùng nhìn cửu thiên thần giáo. Đông Hoàng Hoa Thanh lại nói. Ta có ký kết hiệp ước cùng các ngươi, muốn liên thủ giết Khương Phàm không? Vô Thượng Vương tiếp tục trầm mặc. Đông Hoàng Hoa Thanh nói. Xin hỏi Vô Thượng Vương, ta có minh xác nói qua rằng chúng ta không nguyện ý hy sinh vô vị rồi hay không? Vô Thượng Vương cố nén lửa giận, quay người xin lỗi Chu Diễm. Mặt mũi Chu Diễm đầy nếp nhăn nheo, khô gầy tang thương. Tam đồng trong hốc mắt đều nổi lên ý lạnh. Cửu thiên thần giáo, mặc kệ các ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì lại từ chối xuất chiến, nhưng không lâu sau đó, các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Đông Hoàng Hoa Thanh quả quyết đáp lễ. Cửu thiên thần giáo không tiếp nhận uy hiếp, càng không sợ uy hiếp. Nếu như Xích thiên thần triều ép buộc không thành nhất định phải khai chiến, cửu thiên thần giáo. Phụng bồi tới cùng. Không khí xung quanh Đại La Sơn dần dần trở nên quái dị. Đây là tình huống như thế nào? Rốt cuộc là cửu thiên thần giáo cố ý hố Xích thiên thần triều,
hay là hai bên trước đó còn không có nói xong, cho nên Xích Thiên Thần Triều muốn bức bách Cửu Thiên Thần Giáo ở trước mặt mọi người, để Cửu Thiên Thần Giáo trở ngại mặt mũi không thể không đăng tràng. Nhưng bất kể như thế nào, Cửu Thiên Thần Giáo khẳng định sẽ không đăng tràng, Xích Thiên Thần Triều sẽ làm sao bây giờ? Ba vị bán thánh đều đã đi lên. Bây giờ rút về lại, có phải thật mất thể diện hay không? Bọn người thiên hậu ở trên không trung cười nhạt, đồng ý để Khương Phàm ở chỗ này nghênh chiến thiên hạ, nguyên nhân rất quan trọng chính là bí mật hợp tác giữa Cửu Thiên Thần Giáo. Chỉ cần đám võ giả không gian kia của Cửu Thiên Thần Giáo không trực tiếp tham chiến, Khương Phàm có thể giảm bớt áp lực rất lớn, nếu như có thể đảo quấy rối, thì càng hoàn mỹ. Không nghĩ tới, Cửu Thiên Thần Giáo thật đúng là đã đảo loạn, gài bẫy Xích Thiên Thần Triều. Bên trên Đại La Sơn, Chu Nguyên Cơ, Triệu Không Tịch, Từ Chính Chân đứng trên xiềng xích mặt mũi tràn đầy tức giận. Cửu Thiên Thần Giáo đáng chết, lại dám tính toán bọn hắn. Đúng là khinh người quá đáng. Xích Thiên Thần Triều không hiểu quy củ sao, lên đài phải giao bảo cốt Thánh Vương. Khương Phàm hướng phía ba vị bán thánh lắc lắc tay. Ba người Chu Nguyên Cơ đều nắm chặt bảo cốt Thánh Vương, giao cũng không phải giao, không giao cũng không phải giao. Bọn hắn đều là cường giả thiên phẩm, cảnh giới bán thánh, địa vị trong thần triều đều tôn quý, cao ngạo càng cường thế hơn. Trước đó cũng là tràn đầy lòng tin, mượn cơ hội này tiểu sát Khương Phàm, danh chấn thiên hạ, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận Khương Phàm xác thực mạnh đến biến thái, không có võ giả không gian của Cửu Thiên Thần Giáo hiệp trợ, bọn hắn không có bất kỳ phần thắng gì. Vô Thượng Vương nơi đó khó xử, mấy triệu người vây xem, tất cả hoàng tộc hoàng đạo chứng kiến, Xích Thiên Thần Triều há có thể hốt hoảng lui lại. Chuyện này bằng với cho Thương Huyền thấy, bọn hắn ngay cả dũng khí khiêu chiến Khương Phàm cũng đều không có. Đối với siêu cấp thần triều truyền thừa vạn năm mà nói, sỉ nhục như thế này cơ hồ không thể nào tiếp thu được. Không chỉ có rất khó trấn an cảm xúc dân chúng thần triều, mà cả vương hầu thế gia, võ tướng tông môn đều sẽ kháng nghị. Chúng ta xin chiến. Phó các chủ chân thiên các, tộc đệ Hắc Thiên Vương, hai vị bán thánh ngạo nghễ bước về phía trước, cao giọng xin chiến. Trong đội ngũ Xích Thiên còn có hai vị bán thánh khác, nhưng sau khi liên tục do dự, giữ vững trầm mặc, loại chuyện có thể đưa mạng này vẫn không cần xen vào. Chu Diễm cao giọng nói. Bằng vào tên ta, nhớ một cái công lớn của chân thiên các, Hắc Thiên Vương Phủ, tất cả thưởng 10 giọt thánh hoàng huyết. Vô Thượng Vương Phủ, Kim Luân Vương Phủ, ghi công, ban thưởng. Máu thánh hoàng. Đám người Xích Thiên mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Máu thánh hoàng hoàng thất giống như chưa từng có ban ân qua bất cứ vương hầu nào, đây không thể nghi ngờ chính là hoàng thất khen thưởng cao nhất cho thần tử. Phó các chủ chân thiên các, Bành Bá, đệ đệ Hắc Thiên Vương, Liêu Thiên Hoa, cao giọng tạ ơn, sau khi tiếp nhận bảo cốt thánh vương thì thả người nhảy xuống chiến trường. Ta, chân thiên các, Ô Phong, xin chiến. Được các chủ chân thiên các ra hiệu, trong chân thiên các lại đi ra một người nữa. Niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Chí tôn thánh phẩm, Thương Vân Linh Văn, có thể thao túng không gian. Lúc này Chu Diễm lại tuyên cáo. Ghi công, thưởng. Ô Phong tiếp nhận bảo cốt thánh vương, thả người nhảy xuống hỏa vân, theo sát Bành Bá, Liêu Thiên Hoa, xông lên chiến trường Đại La Sơn. Bọn người Chu Nguyên Cơ nhìn thấy ba người liên tiếp giáng lâm, một lần nữa nhấc lên chiến ý. Bây giờ không có lời nào để nói, Xích Thiên Thần Triều tuyệt đối không lùi bước, cho dù không có Cửu Thiên phụ trợ. Bọn hắn cũng vẫn có thể vây giết Khương Phàm. Mặc dù chỉ là nhiều một vị võ giả không gian hơn so với thần miếu, nhưng bọn hắn đều là cường giả thần triều, thân kinh bách chiến, không giống thần miếu ẩn thế không ra, không có chút kinh nghiệm nào. Bầu không khí tại Đại La Sơn lần nữa sôi trào, mấy triệu người vây xem kích động đến reo hò. Khổ sở đợi chờ một đêm, rốt cuộc cũng đợi đến đại chiến. Đội hình là 6 vị bán thánh. Thực lực của Chí Tôn Hoàng Đạo hẳn sẽ mạnh hơn Bát Bộ Hoàng Đạo chút. Huống chi, đây đều là loại hình lực lượng trung kiên vương hầu chiến tướng của thần triều chinh chiến thiên khải. 6 khối bảo cốt thánh vương. Khương Phàm tiếp nhận bảo cốt, hài lòng gật đầu, vung tay ném cho rủ xuống địa ma thụ. Ô Phong, ẩn nấp đi. Triệu Không Tịch, Từ Chính Chân, Bành Bá, Liêu Thiên Hoa, các ngươi đều rõ ràng ý nghĩa của trận chiến này, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Việc liên quan vinh quang hoàng thất, vương phủ, chân thiên các chúng ta, càng liên quan đến mặt mũi thần triều, cần phải toàn lực ứng phó. Chu Nguyên Cơ cầm chiến đao trong tay, toàn thân bạo động liệt diễm,
thiên phẩm linh văn cửu thiên huyền hỏa hừng hực mà tôn quý, giống như chủ nhân của vạn hỏa thức tỉnh, khiên động hỏa nguyên lực giữa thiên địa bành trướng nhảy nhót. Theo liệt diễm bạo động, ba cái vòng xoáy nhanh chóng thành hình, vờn ở xung quanh, cùng đồng mâu trong hốc mắt hắn tương huy, tượng trưng cho sinh mệnh, tử vong, thôn phệ. Ta, Triệu Không Tịch, chủ công. Lão giả tóc trắng sôi trào huyết khí toàn thân, chiến ý như thủy triều. Vô thượng vương phủ ngoại trừ nhân vương Linh Văn ra, thì kẻ cường hãn chính là vô thượng yêu thể bọn hắn. Nhân vương Linh Văn chỉ xuất hiện ở thánh vương thiên phẩm, nhưng vô thượng yêu thể thuộc lại về mỗi truyền nhân của vương phủ. Đây là siêu cấp chiến khu sinh ra tại thời kỳ sau của Hồng Hoang, số lượng thời đại danh chấn đều được đếm rõ, huyết mạch đặc biệt của bọn hắn có thể diễn biến năng lượng yêu khí cường hãn. Thánh phẩm Linh Văn có thể tu luyện yêu thuật của thánh thú, thiên phẩm Linh Văn có thể tu luyện yêu thuật cấp bậc yêu tổ, bá đạo tuyệt luân. Vô thượng yêu thể cường hãn, không chỉ có mọi người tại Thương Huyền đều biết, mà còn là có hung danh hiển hách tại Thiên Khải chiến trường. Vô thượng vương phủ có thực lực cường đại, tại Xích Thiên Thần Triều là gần với Hoàng Thất, thậm chí có người nói, xem như vô thượng vương phủ rời khỏi Xích Thiên đều có thể đứng vị trí hoàng tộc. Ta, Từ Chính Chân, chủ công, Triệu Không Tịch. Hai người lão gia hỏa chúng ta là hoàng phủ, là một trận chiến hướng đến thần. Lão nhân của Kim Luân Vương phủ dâng cao chiến ý, cùng Triệu Không Tịch nháy mắt. Hai người đều là tộc lão quy ẩn, đã gần cận 200 tuổi, cũng đã từng là nhân vật phong vân của thần triều. Toàn thân hắn phát sáng, từ hài cốt đến da thịt đều biến thành màu vàng óng ánh, giống như là cửu chuyển kim thân, mỗi tấc máu thịt đều tựa như là khuấy động lực lượng hủy diệt, hắn bắt đầu thiêu đốt huyết nhục. Muốn hiện ra sinh mệnh cho trận chiến cuối cùng. Nhị lão phối hợp Chu Nguyên Cơ đại tướng chủ công, Liêu Thiên Hoa ta phụ trợ. Hắc Thiên Vương phủ Liêu Thiên Hoa giơ lên chuôi côn sắt nặng nề, bỗng nhiên lay động, trong chốc lát đã đất rung núi chuyển, dâng lên sát khí trắng xóa, bành trướng mãnh liệt, giống như sát hải vô tận. Hắc Thiên Vương phủ là vương phủ nguy hiểm nhất Xích Thiên Thần Triều, các đời Hắc Thiên Vương càng là vương nguy hiểm nhất. Bởi vì bọn hắn là tu luyện sát lục linh hồn, không chỉ có chiến lực nhanh nhẹn dũng mãnh, càng có thể lâm vào bạo tẩu, thực lực tăng nhiều. Hắc Thiên Vương phủ có lịch sử đã lâu, truyền thừa đến nay đã hơn 7.000 năm, đời đời truyền thừa 36 cây côn máu giết chóc, mỗi cây máu côn đều nặng đến mấy vạn tấn, càng có thể thu nạp hồn phách kẻ địch bị đánh chết ở trong đó. Côn máu giết chóc mạnh nhất, đời đời chinh chiến thiên khải, phong tồn hàng trăm triệu sát hồn. Liêu Thiên Hoa này là được trúc tạo tại 2.000 năm trước. Nặng đến 50.000 tấn, đạt tới mấy triệu sát hồn. Ta, Bành Bá, phụ trợ. Phó các chủ chân thiên các, Bành Bá dâng lên thiên lôi màu tím, đinh tai nhức óc, cuồn cuộn không dứt, hắn mang áo giáp hạng nặng, tế lên lôi cung nặng nề, dài đến hơn 30 mét, hoành không mà hiện, giống như một con lôi long uốn lượn. Không sai, cây cung này đúng là dùng hài cốt lôi long rèn đúc nên, phía trên khảm nạm mấy chục viên thú nguyên lôi thú, uy lực tuyệt luân. Hắn đứng trong lôi hải bạo động, khống chế lôi long cung, ngưng tụ 12 thanh lôi tiễn, khóa chặt Khương Phàm. Mà Ô Phong đã đang lặng yên không một tiếng động ẩn nấp đến trong hư không. Theo năm vị bán thánh liên tiếp hiện ra linh văn, phóng thích năng lượng, bầu không khí tại toàn trường đã đạt đến đỉnh điểm. Năng lượng mênh mông như đại dương, chiến ý bành trướng uy phong lẫm liệt, bất luận là tư thái hay là năng lượng, đều rõ ràng mạnh hơn cường giả thần miếu ngày hôm qua. Một màn này để cho sắc mặt các cường giả thần miếu khó coi, để vẻ mặt hoàng đạo khác nghiêm trọng, lại làm cho bầu không khí tại toàn trường sôi trào lên. Đông Hoàng Như Yên rung động nói. Xích Thiên Thần Triều xác thực rất mạnh, trách không được thời điểm kết minh cùng Vạn Thế Thần Triều ở kiếp trước có thể chấn kinh Thương Huyền, sau này hai bên quyết liệt liều mạng, lại để cho Vạn Thế Thần Triều tổn hao nhiều nguyên khí. Tế tự của Vạn Đạo Thần Giáo cũng nói. Xích Thiên Thần Triều không hổ là hoàng đạo có tiềm lực chiến tranh lớn nhất Thương Huyền, nếu như không phải lân cận đám quái vật man hoang chiến tộc kia, cần điều số lượng lớn cường giả trấn thủ biên cương Đông Bắc, nói không chừng bây giờ bọn hắn thậm chí đã ảnh hưởng đến cương vực, tuyệt đối có thể vượt qua chí tôn hoàng đạo khác. Đệ tử quan sát đến khí tức của năm vị bán thánh, cũng nghĩ đến những lời đế tổ nói kia. Hoàng đạo nguy hiểm nhất Thương Huyền, không thể nghi ngờ chính là Xích Thiên Thần Triều, chỉ là bị giới hạn các mặt. Không cách nào tùy ý hiện ra toàn bộ thực lực. Năm đó Vạn Thế Thần Triều có thể nhanh chóng hoàn thành nhất thống Thương Huyền, chinh chiến Thiên Khải, nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải, Xích Thiên Thần Triều đều có công rất lớn, nhưng cuối cùng Vạn Thế Thần Triều bị phá diệt,
cũng là bởi vì Xích Thiên Thần Triều quyết liệt. Phần Thiên Thần Hoàng kiếp trước, thành cũng là nhờ Xích Thiên, bại cũng là do Xích Thiên. Trận chiến này hôm nay, tựa hồ có ý nghĩa đặc biệt. Sau khi Khương Phàm nhìn cường địch xung quanh, hắn thức tỉnh tứ trọng bản thân, mở ra thiên mệnh chiến giới, cưỡng ép áp chế toàn trường. Bọn người Chu Nguyên Cơ bằng vào bảo cốt, ngạnh kháng áp chế, ổn định cảnh giới tại bát trọng thiên. Ô Phong lui đến thất trọng thiên, nhưng hắn sẽ bí mật ẩn tại hư không, chỉ làm phụ trợ, thất trọng thiên đã đầy đủ. Khương Phàm tản Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ ra, chìm vào trong đất, âm thanh trong trẻo vang vọng Đại La Sơn. Ngày thứ hai, trận chiến đầu tiên, muốn thắng được tranh tài, chỉ có một cách, trước khi ta săn giết các ngươi. Giết ta? Đó là đương nhiên, hôm nay là ngày chết của ngươi. Kiếp trước, Xích Thiên chúng ta không thể tự tay kết thúc vạn thế ngươi, kiếp này, do chúng ta tới chặt đứt luân hồi của ngươi. Các vị, đều cảnh giác những ngọn núi của Khương Phàm, đề phòng thủy triều tai nạn của Khương Phàm, tận lực cam đoan chiến trường ở phía trên 5.000 mét. Triệu Không Tịch, Từ Chính Chân, phối hợp ở hai bên. Liêu Thiên Hoa, Bành Bá, chuẩn bị phục sát. Chu Nguyên Cơ giống như sấm, tay hắn cầm chiến đao lao thẳng đến Khương Phàm, huyền hỏa cuồn cuộn, ánh lửa chiếu thấu đất trời, để vạn vật ảm đạm. Triệu Không Tịch, Từ Chính Chân, Liêu Thiên Hoa, Bành Bá toàn bộ đều khóa chặt Khương Phàm, chiến ý vô tận giống như là biển động sôi trào bao phủ Đại La Sơn. Bầu không khí đều tăng vọt theo. Nhưng, các vị, chờ một lúc gặp lại. Đột nhiên không gian sau lưng Khương Phàm lại bạo động, giống như đại dương mênh mông bình tĩnh nhấc lên sóng to gió lớn, ngay sau đó không gian biến mất, tinh không hiển hiện. Xa xa nhìn lại, giống như trải rộng ra bức tranh tinh thần mênh mông khó lường, đại tinh cuồn cuộn, ngân hà rủ xuống, giống như cảnh đẹp vũ trụ. Khương Phàm lui lại hai bước, bước lên bức tranh tinh thần, dứt khoát lao thẳng đến thân ảnh ẩn núp trong bóng tối vô tận kia. Đây là vũ khí gì? Cảnh tượng tinh không thật rung động. Toàn trường bạo động, bị cảnh đẹp đột nhiên xuất hiện làm cho rung động. Mở cho ta. Chu Nguyên Cơ cường thế giết tới, chiến đạo oanh minh, huyền hỏa sôi trào, cường quang mãnh liệt phảng phất tinh thần tranh nhau phát sáng trong thâm không, trong chốc lát đã dâng lên đao cương trăm mét, bổ về phía bức tranh tinh không. Nhưng, không gian nhấc lên, tinh không vẫn không có việc gì, đao mang nhìn như cường hãn lại biến mất ở trong tinh hà mênh mông, không còn bóng dáng. Cái gì? Triệu Không Tịch và đám người liên tiếp phanh lại, không dám tin mà nhìn cảnh đẹp tinh không ở trước mặt, đây mới thực là xuyên suốt thâm không. Bành Bá đứng ngạo nghễ trong lôi hải, nhấc lên vạn tia lôi mang, bao phủ lôi long chiến cung, cung tiễn lắc lư, giống như là lôi long thức tỉnh, ngưng tụ 12 mũi lôi tiễn nổ bắn ra. Thanh chiều mạnh mẽ chấn thiên động địa, cường quang chói mắt, chiếu thấu càn khôn, kéo lấy năng lượng tựa như là hủy diệt tiến đụng vào tinh không, nhưng 12 mũi lôi tiễn giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, biến mất ở bên trong bóng tối mênh mang, không hề có một gợn sóng. Một màn không thể tưởng tượng này đã để cho bọn người Chu Nguyên Cơ khẩn trương càng cảnh giác. Hắn tiến vào hư không, hắn đang săn giết Ô Phong. Phó các chủ chân thiên các, Bành Bá lo lắng hô to. Mời Ô Phong đến là vì để ứng phó ngoài ý muốn, hiệp trợ bọn hắn tập kích, kết quả Khương Phàm vừa bắt đầu liền săn giết Ô Phong. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đi đến sao? Triệu Không Tịch cau mày, bức tranh tinh không thần bí khó lường, giống như là thâm không xuyên suốt thật sự, lại như một loại vũ khí cường hãn nào đó, bọn hắn thật không dám tùy tiện đi đến. Khương Phàm ở đâu, ai nhìn thấy không? Bọn người Từ Chính Chân rất muốn đi đến giết hắn, nhưng thật kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, tinh không mênh mông thâm thúy đột nhiên bạo động, ngân hà lao nhanh, đại tinh gào thét. Giống như lưu tinh không có tận cùng nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, đánh tới bọn người Chu Nguyên Cơ ở phía ngoài. Hào quang sáng chói, thanh chiều ù ù, thâm không rung chuyển, càng là vang vọng dãy núi. Một màn nhìn rung động này, tựa như một đám sao băng. Không đúng. Đây chính là thật. Chú ý né tránh. Chu Nguyên Cơ hét lớn, huy động liệt diễm nhấc lên đao cương đánh về phía một viên đại tinh đang đập tới. Âm âm, oanh minh kịch liệt. Trời rung đất chuyển, đao cương tán loạn, vòng xoáy băng tán, đại tinh bị bổ ra, những mảnh vỡ rơi xuống đầy trời, nhưng Chu Nguyên Cơ cũng bị chấn động mãnh liệt cưỡng ép đánh lui. Mà đây chỉ là mới bắt đầu, lít nha lít nhít đại tinh từ trong thâm không vô tận đụng đi ra, bao phủ toàn bộ chiến trường Đại La Sơn. Sắc mặt Chu Nguyên Cơ, Triệu Không Tịch đại biến,
bọn hắn nhanh chóng né tránh, nhưng đại tinh bành trướng, số lượng lại nhiều vô kể, liên miên bất tuyệt oanh kích tới khiến cho bọn hắn chật vật nghênh chiến, ẩn núp bốn chỗ. Đại La Sơn lay động kịch liệt, xiềng xích trên mặt đất đều bị vô tình oanh kích, bụi mù vô biên, giống như con sông lao nhanh bao phủ cả dãy núi. Dưới sự hỗn loạn cùng khẩn trương, bọn hắn từ hơn 5.000 mét trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Đúng vào lúc này, Khương Phàm lại bước ra từ tinh không, trong tay bóp lấy Ô Phong nửa sống nửa chết, sau đó ăn vào một viên thuốc. Tinh thần, đại táng. Trong chớp mắt, tinh không ngưng kết, bất luận là tinh thần đang rơi xuống, hay là tinh thần vẫn đang ở trong thâm không, đều tại thời khắc này tỏa ra cường quang vạn trượng, sụp ra vết nứt dày đặc. Ánh sáng quá thịnh, chiếu rọi đến ngàn dặm, ngay cả rất nhiều thánh linh đều bị đâm đến mở mắt không ra. Ầm ầm, tinh thần nổ lớn. Hàng trăm hàng ngàn, tập thể dẫn bạo. Mỗi một viên tinh thần bạo tạc đều giống như long trời lở đất, đồng thời dẫn bạo lẫn nhau, đánh rách tả tơi càn khôn, dung chuyển đại đạo, phảng phất có thể vỡ nát tất cả mọi thứ trong không gian trăm dặm, ngay sau đó hình thành nên năng lượng chôn vùi, hủy diệt dân chúng, sụp đổ hư không. Đại La Sơn bị chôn vùi vô tình, xiềng xích răng khắp nơi đều cuồng bạo nhấc lên, cuồng kích về bốn phương tám hướng. Thanh triều bạo động như hàng vạn tia lôi đình cuồng kích đến mấy trăm dặm, bụi mù cuồn cuộn như biển động sôi trào bao phủ cả đất trời. Tinh thần chôn vùi, năng lượng vô biên, hoàng tộc hoàng đạo ở không trung đứng chịu mũi sào, bị đối diện bao phủ. Đám khán giả xem náo nhiệt xung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị cuồng bạo hất tung bay, mười mấy vạn người cùng thú đều giống như trời mưa rơi vãi ra ngoài, có chút thậm chí đã bạo thể tại chỗ, hóa thành mưa máu bay xuống. Khương Phàm bỗng nhiên suy yếu, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, toàn thân đều đổ mồ hôi, tinh thần đại táng đối với hắn mà nói là tiêu hao quá lớn, gần như trong nháy mắt đã ép khô hắn. Nhưng trong miệng sớm đã ngậm lấy đan dược, mà còn là thánh đan, mênh mông năng lượng nhanh chóng tràn ngập toàn thân, để hắn trong vòng một phút ngắn ngủi đã khôi phục lại đỉnh phong. Tại một phút đồng hồ tàn phá này, chiến trường Đại La Sơn đã triệt để biến thành phế tích. Hơn 10 dặm xung quanh đều bị thanh lý không còn gì nữa, cơ hồ còn muốn tác động đến những thành mới kia. Bọn người Chu Nguyên Cơ tản mát trong phế tích, xác thực mà nói thì hẳn là hố sâu. Đại La Sơn ban đầu nguy nga vạn mét, bây giờ lại đã tung hoành hơn trăm dặm, hố to sâu đến vài trăm mét. Bên ngoài nhìn thấy đã giật mình, bọn người Chu Nguyên Cơ thân ở trong đó càng là đầy rung động. Đây chỉ là thực lực bát trọng thiên sao? Uy lực và năng lượng như thế, cho dù là cửu trọng thiên đều làm không được. Đó lại là thứ vũ khí gì? Khương Phàm từ nơi nào lại lấy được vũ khí tinh không khủng bố như thế? Mà, đây thật sự là vũ khí sao? Vì sao không nhìn thấy bất kỳ vết tích của vũ khí nào? Bọn hắn máu me khắp người, lộ ra bạch cốt âm u, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, nếu như không phải chiến khu bán thánh cao cấp hơn niết bàn cảnh. Rất có thể bọn hắn đã bị Khương Phàm diệt sạch chỉ trong một chiêu. Sinh tử chiến, chính thức bắt đầu. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Sau khi Khương Phàm khôi phục đỉnh phong hắn cũng đã không chần chờ chút nào, khống chế toàn thể Đại Sơn Thượng Cổ khôi phục, ngọn núi oanh minh, tăng vọt lên vài trăm mét, phun trào mấy triệu tấn bụi mù kéo về phía bốn phương tám hướng không khác gì là hỗn chiến. Tránh khỏi đám núi đá đáng chết này. Chu Nguyên Cơ cao giọng nhắc nhở. Nhưng mới vừa may mắn còn sống sót từ trong cuồng chiều tinh thần, bọn hắn đều đã bị thương nặng, suy yếu càng chật vật, năng lượng trong khí hải đều đã bị mất đi rất nhiều. Cho dù bọn hắn cứ việc vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn bị núi đá bao phủ lại. Khương Phàm phát động yêu hỏa ngập trời, diễn biến ra các loại hư ảnh như thiên bằng, chim loan, khổng tước. Lấy phục thiên thuật nhanh chóng lao xuống, đuổi giết kim thân của Kim Luân Vương phủ kia. Từ chính chân phát sáng toàn thân. Từ hài cốt đến da thịt đều là màu vàng óng ánh, mỗi tấc máu thịt đều khuấy động lực lượng tựa như là hủy diệt. Hắn đang điên cuồng đánh tan ba ngọn núi lớn, không đợi kịp thở dốc thì đã giật mình đến nguy hiểm, lập tức thiêu đốt huyết khí, từ toàn thân dâng lên phù văn màu vàng, xen lẫn thành cái chuông vàng nguy nga. Phù văn sáng chói, dâng lên năng lượng kinh khủng, chuông vàng nguy nga, to lớn, hùng hậu như núi. Oanh! Khương Phàm nhanh chóng lao xuống. Phục thiên thuật lấy uy lực săn giết dân chúng, bạo kích chuông vàng. Chuông vàng lắc lư mãnh liệt, giống như là thiên hoàng trung đang oanh minh, phát động ra sóng âm mãnh liệt, hố sâu và mặt đất kịch liệt chập trùng như thủy triều, cuốn lên cát đá đầy trời.
Đây là đỉnh cấp võ pháp của Kim Luân Vương Phủ, phòng ngự tuyệt đối, có thể chặn đánh đả kích chí mạng, nghênh đón uy lực thiên lôi, nhưng, bây giờ Từ Chính Chân quá mệt mỏi, hắn vội vàng chống lên kim trung kém xa 1/10 khi ở trạng thái đỉnh phong, cho nên khi bị phục thiên thuật trận va chạm cuồng bạo đã bị diệt vong ngay tại chỗ. Khương Phàm không ngừng tấn công, hắn mang theo hung uy cùng liệt diễm tràn ngập đất trời giết tới trước mặt Từ Chính Chân. Đến đây, lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Đến đây, hai tay Từ Chính Chân mang theo quyền sáo, giống như hai vầng mặt trời nở rộ ra cường quang vô tận, chiến khu càng giống như cửu chuyển kim thân, mỗi tấc máu thịt đều khuấy động lên lực lượng hủy diệt. Ầm ầm, trận oanh kích mãnh liệt giống như là hai viên sao chổi va vào nhau, trong chốc lát đã nổ tung ra sóng âm chân thực, khuấy động không gian, nương theo liệt diễm cùng kim quang mà khiến cho đại địa bạo động. Từ Chính Chân run rẩy bị đánh bay đi. Khương Phàm rơi xuống đất. Đại khai đại hợp tấn công mạnh, lực giơ tay nhấc chân đều có thể bạt núi, đánh Từ Chính Chân liên tục tháo chạy, chiến khu cứng cỏi đều liên tục lõm vào.